Y đạo quan đồ trương nhất châm. Chương 341, mày không phải là đối thủ của tao. Lúc Trương Dương quay về xe thì cảm thấy có một đôi mắt đang từ xa nhìn hắn, Trương Dương quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Hứa Gia Dũng mặc áo gió màu xám, đứng ở dưới ánh đèn đằng xa, ánh mắt lạnh lùng và mà âm sâm nhìn hắn. Trương Dương cười cười, đóng cửa xe lại, chậm rãi bước về phía Hứa Gia Dũng, khéo quá, nửa đêm nửa hôm, Hứa tổng tới Hoàng gia giả nhật chơi à? Hứa Gia Dũng hai tay đút vào trong túi áo gió, nói, đợi anh. Đợi tôi ư? Hứa Gia Dũng gật đầu, tôi muốn nói chuyện với anh. Trương Dương nói, tìm chỗ nào ngồi đi. Hứa Gia Dũng lắc đầu, ở ngay đây thôi. Dưới ánh đèn đường, hai nam nhân đứng đối diện với nhau, Hứa Gia Dũng tuy đặc biệt chôn giấu cừu hận của mình, nhưng ánh mắt của gã vẫn để lộ ra nội tâm của gã, sự cừu hận của gã đối với Trương Dương đã không thể che giấu được. Trương Dương cười rất vui vẻ, trong quá trình hai người giao thủ, hắn không nghi ngờ gì nữa đã chiếm được thượng phong, vị trí khác nhau, tất nhiên là tâm thái cũng khác nhau. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hứa Gia Dũng nói, từ trước tới giờ anh luôn có ý đồ phá hoại chuyện tình cảm giữa tôi và Kiều Mộng Việt. Trương Dương nói, anh đề cao mình và xem nhẹ lòng dạ của tôi rồi. Tôi không cho rằng một nam nhân bị ổi đến mức đi cưỡng bức người ta lại có tình cảm thật sự gì. Tôi vô ý phá hỏng tình cảm giữa hai người, nhưng tôi không cho phép loại hành động cầm thú đó phát sinh trước mắt tôi. Hứa Gia Dũng nói, Trương Dương, anh không thể nào vĩnh viễn may mắn được đâu. Trương Dương gật đầu, nói, kỳ thực tôi gần đây cũng không phải may mắn lắm, tôi lỗ mãng xung động, phạm phải nhiều sai lầm, tạo cho người khác nhiều cơ hội. Hứa Tổng, đây chính là một cơ hội tốt để ném đá xuống giếng, vì sao anh không lợi dụng nó? Hay là anh đã lợi dụng nhưng không đạt được hiệu quả mà mình mong muốn? Hứa Gia Dũng không hề tức giận, tao sẽ khiến mày phải trả giá đắt vì những gì mà mày đã làm. Trương Dương cười nói, thế mới giống những gì mà nam nhân phải nói chứ, Hứa Gia Dũng, mày có phải là rất hận tao không? Hứa Gia Dũng không chút che giấu gật gật đầu. Cuối cùng cũng thừa nhận rồi à? Hứa Gia Dũng nói, mày hại chết cha tao, đoạt đi nữ nhân mà tao yêu nhất, giờ lại phá hoại tình cảm giữa tao và người vợ tương lai. Tao sao có thể không hận mày được? Trương Dương nói, để tao nói cho mày biết, cha mày chết là do lão tự chuốc lấy, chuyện này mày không nên tìm tao, nên tới Trung Kỷ ủy mà hỏi cho rõ ràng. Cho dù là không có sự xuất hiện của tao, Hiểu Tình cũng sẽ không thích mày, mày quá ích kỷ, lòng dạ hẹp hòi. Kiều Mộng Viện là vợ chưa cưới của mày, cái đó không sai, nhưng mày ngay cả một chút tôn trọng cũng không có, mày tự hỏi lại lương tâm của mày đi, cái mà mày yêu là cô ta hay là gia thế của cô ta? Mày chẳng qua coi cô ta là một công cụ mà thôi, một công cụ có thể giúp mày đạt được mục đích. Hứa Gia Dũng triệt để bị chọc giận rồi, giống như là một con sư tử điên lao về phía Trương Dương, một quyền đấm vào mặt Trương Dương. Nắm đấm của gã còn chưa tiếp xúc tới Trương Dương thì Trương Dương đã đấm một cú vào cằm gã, một đấm này của Trương Dương không nặng, nhưng cũng đủ khiến Hứa Gia Dũng lảo đảo ngã xuống đất. Trương Dương lớn tiếng nói, giống nam nhân đấy. Nào, mày có phải là muốn báo thù không? Lấy hết dũng khí của mày ra đi, đường đường chính chính đánh với tao một trận. Hứa Gia Dũng bỏ dậy, gã như phát điên lại lao vào Trương Dương. Lần này Trương Dương không đợi hắn tiếp cận, lại đấm một cú trúng bụng gã, đánh cho Hứa Gia Dũng đau đớn cúi gập người xuống, lớn tiếng ho khan. Trương Dương thò tay ra nắm lấy trán gã, nhẹ nhàng đẩy một cái, Hứa Gia Dũng lại ngã ngồi xuống đất. Trương Dương nói, mày dựa vào gì mà đấu với tao? Trừ âm mưu quỷ kế ra. Mày còn có bản sự gì nữa? Tao khinh thường mày, nếu mày trên vũ lực chiến thắng tao, tao có chết trong tay mày cũng không oán thán gì cả. Mày trên chính trị thắng tao, ta sẽ giơ ngón tay cái về phía mày, thoải mái tiếp nhận, đáng tiếc là mày chỉ biết dùng mấy trò mèo với vẩn. Hứa Gia Dũng, tao khinh thường mày. Hứa Gia Dũng lau máu ở khóe môi, gã đột nhiên bật cười, gật đầu với Trương Dương, ta thừa nhận, mày quả thật là rất có tài, ở trước mặt mày, tao không có ưu thế gì cả. Trương Dương, mày sẽ không vĩnh viễn được may mắn đâu, ta sẽ khiến mày mất hết tất cả. Trương Dương cười nói, Hứa Gia Dũng, tao sẽ nhớ câu này của mày. Tao sẽ cho mày một cơ hội để đường đường chính chính thắng tao. Cho tới khi Trương Dương leo lên xe Jeep đi xa, Hứa Gia Dũng vẫn ngồi trên mặt đất, gã đột nhiên cảm thấy mình như bị thế giới này vứt bỏ, tất cả đều bắt đầu rời xa gã, trên mặt đột nhiên cảm thấy ươn ướt, gã đưa tay lên sờ, không ngờ là nước mắt của mình. Đèn đường kéo dài cái bóng của Hứa Gia Dũng, hai tay gã ôm đầu gối, thân thể co ro trong gió đêm,
vô cùng chán nản, vô cùng lẻ loi. Một hồi lâu sau, gã cuối cùng cũng cầm điện thoại lên, ấn số của Kiều Mộng Viện. Giọng nói của Kiều Mộng Viện lộ ra vẻ không vui, có chuyện gì thì để mai nói có được không? Tay cầm điện thoại của Hứa Gia Dũng run run, Mộng Viện, anh xin lỗi. Kiều Mộng Viện đã quá chai lì với lời xin lỗi của Hứa Gia Dũng rồi, em rất mệt, ngày mai hắn nói đi. Ngày mai, anh sẽ rời khỏi Giang Thành. Kiều Mộng Viện không đợi Hứa Gia Dũng nói xong những lời này đã gác điện thoại, Hứa Gia Dũng nghe thấy bên trong điện thoại truyền ra tiếng tít tít, trên mặt lộ ra nụ cười thê lương và kỳ quái. Gã đứng dậy, giơ tay lên dùng sức ném điện thoại đi, điện thoại rơi xuống đường cái vỡ nát, nhưng đèn tín hiệu vẫn nhấp nháy. Một chiếc xe hơi chèn qua chiếc điện thoại, đèn liền tắt ngóm, giống như hy vọng trong lòng Hứa Gia Dũng. Gã móc chìa khóa trong túi ra, ném vào trong đống rác ở bên cạnh, sau đó kéo túi áo, từng bước tiến vào trong bóng tối, bước vào trong bóng đêm vô biên. Hứa Gia Dũng đi mà không nói tiếng nào, Kiều Mộng Viện vào sáng ngày hôm sau mới biết Hứa Gia Dũng đã đi rồi. Ở hội nghị cao tầng của công ty gã cũng không xuất hiện, thư ký phát hiện trong văn phòng có một phong thư mà gã để lại cho Kiều Mộng Viện. Kiều Mộng Viện vội vàng chạy tới hối thông, mở phong thư của Hứa Gia Dũng ra, trong thư chỉ viết bốn chữ anh sẽ trở lại. Kiều Mộng Viện nghiền ngẫm ý nghĩa của bốn chữ này, cô ta gọi điện thoại cho Hứa Gia Dũng, điện thoại luôn ở trong trạng thái không có người nhấc. Kiều Mộng Viện bảo thư ký gọi tổng thanh tra tài vụ công ty tới, trên tài vụ cũng không có bất kỳ điều động dị thường gì. Kiều Mộng Viện nghe tổng thanh tra báo cáo xong, có chút mệt mỏi xua tay, nói anh đi đi. Kiều Mộng Viện ngây ngốc nhìn tờ giấy ở trên bàn, Hứa Gia Dũng để lại bức thư này, rõ ràng là đã rời khỏi Giang Thành. Anh ấy đi đâu, vì sao lại muốn đi? Từ tình hình an bài của công ty hiện tại, lần ra ngoài này chắc là sớm đã có chuẩn bị, tất cả mọi chuyện của công ty đều đã được an bài đâu ra đấy. Trong lòng Kiều Mộng Viện có một loại tư vị không nói thành lời, cô ta muốn tìm người tâm sự chuyện này, nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới Tô Tiểu Hồng, liền nói chuyện này với cô ta. Tô Tiểu Hồng cũng có thấy bất ngờ, kỳ thực hôm qua cô ta ở Hoàng gia giả nhật nhìn thấy cảnh Trương Dương và Hứa Gia Dũng phát sinh xung đột, cô ta nghĩ một lát, quyết định không nói chuyện này cho Kiều Mộng Viện. Kiều Mộng Viện nói, anh ấy chỉ lưu lại một phong thư, không nói gì đã đi rồi. Tối qua anh ta có gọi điện thoại cho em, muốn nói gì đó, nhưng lại bị em dập điện thoại. Kiều Mộng Viện lúc này trong lòng đối nhiên nhớ tới cú điện thoại tối qua. Tô Tiểu Hồng nói, Mộng Viện. Nam nhân đều là mâu thuẫn thể tự ti và tự phụ, em cứ mặc kệ anh ta, có lẽ anh ta gặp phải khúc mắc gì không thể tháo gỡ, có lẽ anh ta muốn chứng minh năng lực của mình nên rời khỏi em, ai cũng nói nữ nhân cần vỗ về, kỳ thực nam nhân cũng vậy, bất kể bọn họ ở bên ngoài phong quang thế nào, cường hãn ra sao, về tới nhà vẫn giống như một đứa bé. Kiều Mộng Viện không nói chuyện Hứa Gia Dũng ý đồ cưỡng bức mình cho Tô Tiểu Hồng nghe, cô ta thở dài, nói có lẽ chị nói đúng. Anh ấy ở trước mặt em thủy chung biểu hiện ra vẻ không thể ngẩng đầu lên được. Tô Tiểu Hồng nói, bất kỳ ai làm nam nhân của em cũng là một chuyện không dễ dàng. Mộng Viện, em đừng hiểu lầm ý của chị là muốn nói điều kiện của em quá tốt. Nam nhân ở trước mặt em muốn giữ được bản sắc của mình, không giả bộ là rất khó. Kiều Mộng Viện cười khổ, chị Hồng, xem ra em vẫn thích hợp sống một mình hơn. Tô Tiểu Hồng nói khẽ, kỳ thực ở một mình cũng có chỗ tốt của ở một mình. Ít nhất thì không bởi vì tình cảm mà cảm thấy khốn khổ. Kiều Mộng Viện trong lòng rất loạn, cô ta không tiếp tục nói nữa, mượn cớ công ty phải họp, kết thúc câu chuyện. Sau khi Tô Tiểu Hồng gác điện thoại liền lập tức gọi điện cho Trương Dương. Trương Dương lúc này đang trên đường tới Đông Giang, nghe thấy tin tức Hứa Gia Dũng bỏ đi thì cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Hắn kinh ngạc nói, không phải chứ, em chỉ đấm gã có hai cú, thế mà đánh cho gã phải bỏ chạy à. Thằng nhóc này chịu đòn kém quá rồi. Tô Tiểu Hồng nói, cậu và Hứa Gia Dũng rốt cuộc là có thâm cừu đại hận gì, sao lại thành như thế này? Trương Dương nói, chị Hồng, chuyện này không liên quan gì tới chị cả, chị đừng quản, nói chung thằng ôn đó không phải là hạng tốt lành gì, gã bỏ đi cũng là có mục đích đấy. Mục đích gì? Trương Dương không nói, Hứa Gia Dũng làm ra sự kiện hãm hiếp không thành, hình tượng của gã ở trong lòng Kiều Mộng Viện không nghi ngờ gì nữa đã xuống tới tận đáy, đoạn thời gian này gã thử vãn hồi tình cảm. Cầu Kiều Mộng Viện tha thứ, nhưng xem ra là không có hiệu quả. Sau khi chính thức trở mặt với mình, Hứa Gia Dũng hiểu rằng, sau này sẽ phải đối diện với sự trực tiếp giao phong cùng hắn. Với tình thế hiện tại, Hứa Gia Dũng rõ ràng không phải là đối thủ của hắn, cho nên Hứa Gia Dũng lựa chọn né tránh. Trương Dương rất hiểu Hứa Gia Dũng,
Hắn tin rằng Hứa Gia Dũng không bỏ chạy, sự ra đi của Hứa Gia Dũng khẳng định đã trải qua một phen suy nghĩ kỹ càng, nếu như gã ở lại Giang Thành thì sẽ phải đối diện nguy cơ chia tay Kiều Mộng Việt, nhưng gã bỏ đi, lại khiến cảm tình của họ xuất hiện một lần dừng. Vào những lúc như thế này, Hứa Gia Dũng không nghi ngờ gì nữa sẽ có được cơ hội để hít thở, Trương Dương tin rằng Hứa Gia Dũng nhất định sẽ trở lại, Hứa Gia Dũng không phải là hạng người dễ dàng gục ngã trước khó khăn. Bằng vào bản sự của hắn muốn thần không biết quỷ không hay giải quyết Hứa Gia Dũng thì rất dễ, nhưng Trương Đại Quan Nhân rất khinh thường cách làm này, con người sống trên đời, làm bất kỳ chuyện gì cũng không được thẹn với long thì mới có thể thoải mái ân cừu. Gác điện thoại, Trương Dương phát hiện mình đã đi tới Hồ Thanh Bình, đã là giữa trưa rồi, hắn nghĩ tới mấy món ăn của Hồ Bạn Nhân ra, thế là liền lái xe về phía Đê Lưu ra. Sinh ý của Hồ Bạn Nhân ra vẫn tốt như trước, trong nhà đã đầy người. Ông chủ Lâm Thời đặt hơn chục cái bàn ở bên ngoài. Trương Dương tìm một cái bàn rồi ngồi xuống, gọi một chút cá và một chai bia, uống một mình cũng không có gì vui, huống chi hắn lát nữa còn phải lái xe. Trương Dương đang ngồi đó tính toán xem hôm nay có nên đi tìm Trịnh Hạo Thiên hay không thì đột nhiên cảm thấy sau lưng có tiếng bước chân, tuy rất nhẹ nhưng không thoát khỏi tai hắn, sau đầu hơi có tiếng gió động, rõ ràng là có người muốn đánh lén mình. Trương Dương đột nhiên thò tay ra, nắm lấy cổ tay đối phương. Nắm vào trong tay mới thấy trơn nhẵn mịn màng, chính là cổ tay của một cô gái, bởi vì Trương Dương dùng sức hơi mạnh một chút, đối phương hét toáng lên. Trương Dương quay người lại, thấy Thường Hải Tâm đứng sau lưng hắn, vừa rồi muốn bịt mắt hắn để đùa, không ngờ lại bị Trương Dương phát hiện ra. Trương Dương kinh ngạc nói, cô sao lại ở đây? Thường Hải Tâm cười khổ, giật tay ra, gắt, anh mạnh tay quá. Cô ta xoa xoa cổ tay, chỉ vào đằng xa. Trương Dương lúc này mới nhìn thấy ở ven hồ có một đám người bước về phía họ, đa số đều là bạn học ở trường đảng của hắn, phó đài trưởng đài truyền hình thành phố Phong Trạch Lương Diễm cũng ở trong đó, đi phía sau cô ta là Dương Phong, chồng cô ta, hai vợ chồng tình cảm không tồi, Dương Phong về chưa được mấy ngày đã lại tới Đông Giang thăm vợ, thuận tiện cùng với mấy bạn học ở trường đảng ra ngoài đi chơi. Trương Dương cười nói, toàn là bạn học à? Thường Hải Tâm nói, cũng không phải hoàn toàn. Lúc này Trần Thiệu Bân xuất hiện ở trong tầm mắt của Trương Dương, Trương Dương nhìn Thường Hải Tâm, cô ta vội vàng giải thích, đám bạn học chúng tôi đi du xuân, gã cứ nằng nặc đòi đi cùng, còn liên hệ một chiếc xe khách nữa. Lương Diễm cười nói, chủ nhiệm Trần còn giúp đặt trước ba bàn ăn. Trương Dương đương nhiên biết Trần Thiệu Bân có ý gì, hắn cười nói, khệnh thật. Trần Thiệu Bân không ngờ Trương Dương lại xuất hiện ở đây, lập tức đầy cảnh giác, đi tới trước mặt Trương Dương dùng tay kéo hắn. Nhân lúc không có ai chú ý, nói nhỏ, người anh em, đừng có làm hỏng việc của tôi. Trương Dương cười mắng, lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Trần Thiệu Bân ôm vai hắn, nói, người anh em, nói thật đi, cậu sao lại tìm tới đây? Trương Dương bất lực nói, mình nói ra chỉ sợ là gã không chịu tin, hắn thật thà bảo, tôi vừa từ Giang Thành tới, thấy chưa rồi nên tới đây ăn cá, không ngờ lại gặp các cậu. Trùng hợp vậy à, Trần Thiệu Bân hoài nghi. Trương Dương mắng, mẹ, không ngờ lại hoài nghi tôi chính là cố ý tới đó, tẹo nữa gọi thức ăn cho cậu trả tiền chết luôn. Trần Thiệu Bân cười nói, chủ nhiệm Trương của chúng ta sẽ không xấu xa như vậy đâu. Lương Diễm đứng ở cửa quán gọi họ vào, Trần Thiệu Bân đứng đẩy bước vào, thì ra ba bàn mà gã đặt trước không được ông chủ giữ lại, hiện giờ không có vị trí, Trần Thiệu Bân vừa nghe thấy vậy liền tức giận, gã vốn hy vọng mượn chuyện này để thể hiện một chút ở trước mặt Trịnh Hạo Thiên. Không ngờ giữa đường lại có rắc rối, gần 30 người đều đợi ăn cơm. Vị trí đã đặt trước không ngờ lại không có. Điều này khiến Trần Thiệu Bân cảm thấy rất mất mặt, hắn đi tới chỗ chủ quán hét lên, thế này là sao? Tôi đã gọi điện thoại tới đặt trước ba bàn rồi, vì sao lại không có chỗ? Ông chủ nhà hàng cũng không phải là hạng hiền lành gì, sinh ý của Hồ Bạn Nhân gia này thịnh vượng, trong tay cũng có ít tiền, tâm khí tất nhiên là cuồng ngạo lên, cái này chính là tài đại khí thô. Lạnh lùng liếc Trần Thiệu Bân một cái, Hồ Bạn Nhân gia này trước giờ không có chuyện đặt bàn, ai tới trước thì người đó ngồi, anh có đợi hay không, tôi con mẹ nó không thích làm ăn với anh. Trần Thiệu Bân bị mất mặt ở trước mặt nhiều người như vậy, làm sao mà nuốt nổi cục tức này, chỉ vào mũi ông chủ, nói, ông con mẹ nó là hạng người gì ấy. Mở được một cái nhà hàng nho nhỏ là tưởng khệnh lắm à. Ông chủ tay chống nạnh, miệng hút thuốc, nói, muốn ăn đòn có phải không? Trần Thiệu Bân cũng vốn không phải hạng hiền lành, huống chi hôm nay gã còn bị mất mặt như vậy, gã gật đầu, nói, tôi nói cho ông biết, hôm nay là ngày mở cửa cuối cùng của quán ông đó. Ông chủ cười lạnh, lợi hại quá nhỉ,
cảm thấy mấy năm nay nói khoác không phải đóng thuế nên người ta cũng nói nhiều hơn thì phải. Lúc nói chuyện, trong quán có 5-6 hán tử khỏe mạnh chạy ra. Trương Dương nhìn thấy có cãi nhau, đứng dậy đi tới, vỗ vai Trần Thiệu Bân, nói, sao thế? Trần Thiệu Bân nói, con mẹ nó, chỗ ngồi đã đặt rồi mà một chút chữ tín cũng không có. Ông chủ nói, anh nhân lúc còn sớm sủa đi cho mau đi, đừng làm ảnh hưởng tới sinh ý của tôi, nếu không, tôi sẽ cho anh ăn đòn đó. Trần Thiệu Bân nhấc chân lên muốn đá y, bị Trương Dương kéo lại, Trương Dương nói, khu vực Hồ Thanh Bình có nhiều quán ăn lắm, cậu không ăn ở đây thì thôi. Trần Thiệu Bân tức giận nói, tôi không nuốt được cục tức này. Trương Dương cười bảo, không nuốt được thì cũng không thể động thủ đánh người. Ông chủ thấy Trương Dương có chút quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra nổi đã gặp ở đâu. Trương Dương rút di động ra, ở trước mặt mấy người gọi điện thoại cho Trương Đức Phóng, nơi này thuộc huyện Bảo Hòa. Lúc trước Trương Đức Phóng là phó cục trưởng cục công an huyện Bảo Hòa, Trương Dương nói cục trưởng Trương à. Anh còn nhớ Hồ Bản Nhân ra không? Trương Đức Phóng nhớ ra, nói sao, muốn ăn cơm à, để tôi bảo ông chủ một tiếng. Trương Dương nói, ông bản khệnh lắm, đặc tội với Trần Thiệu Bân rồi. Trương Đức Phóng cười cười, gã thật sự nghĩ không thông, một quán ăn thôn xã sao lại khệnh đến vậy. Lúc trước thì đắc tội với Cố Minh Kiện, con trai của Cố Doãn Chi, giờ lại đắc tội với con trai của Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền tỉnh ủy, thế không phải tìm chết thì là gì. Trần Thiệu Bân cướp điện thoại nói, anh Trương, Hồ Bản Nhân ra, chính là nơi này. Ông chủ có chút sợ hãi. Y đột nhiên nhớ ra Trương Dương năm ngoái có đánh nhau ở chỗ mình, lúc đó Phó Cục trưởng Cục Công an Trương Đức Phóng cũng xuất hiện, trong lòng y hối hận không thôi, mình sao lại không có mặt như vậy. Trần Thiệu Bân nói hai câu rồi đắc ý đưa điện thoại của Trương Dương cho ông chủ, điện thoại, Trương Đức Phóng tìm anh. Ông chủ run lẩy bẩy nhận điện thoại. Trong điện thoại Trương Đức Phóng tất nhiên là mắng y một trận, sau đó bảo hôm nay đóng cửa rồi cút đi. Bằng vào năng lực của Trương Đức Phóng, làm chuyện này dễ như trở bàn tay. Ông chủ trả lại điện thoại cho Trương Dương tủm tỉm cười nói, đi thôi. Trần Thiệu Bân quay người đi cùng Trương Dương, ông chủ nhà hàng vội vàng đuổi theo, cản đường họ, nói, đại ca, đừng đi mà. Trương Dương cười nói, chúng tôi không ăn chẳng lẽ lại không được đi. Ông chủ sắp khóc đến nơi rồi, đại ca, tôi cầu xin anh đó, tôi sẽ chuẩn bị chỗ cho các anh, tôi mời có được không? Các anh đừng đi. Cả nhà già trẻ lớn bé chúng tôi chỉ trông vào cái nhà hàng này tôi, các anh đi rồi thì tôi cũng xong đời. Đừng đi mà, tôi sai, tôi đáng chết. Y lật tay tự tát mình hai cái bốp bốp, cũng khá là mạnh, mặt đỏ bừng lên, đại ca, các anh cho tôi một cơ hội đi, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Trần Thiệu Bân nói, ông cũng biết sai à, mắt chó nhìn người, biến. Trương Dương cũng thương ông chủ này, chỉ cảm thấy không đáng tính toán với một ông chủ nhà hàng nho nhỏ. Giết người chẳng qua chỉ cần một cái gật đầu, thôi thì lưu lại cho người ta một con đường sống. Hắn nói với Trần Thiệu Bân, chưa rồi, đừng đi nữa, bỏ qua đi, ăn cơm thôi. Trần Thiệu Bân lại mắng thêm hai câu. Ông chủ đó thật thà nghe lời, bảo đầu bếp vội vàng dọn ra ba cái bàn. Hai vợ chồng Lương Diễm và Dương Phong đứng từ xa nhìn, tuy không biết cụ thể đã phát sinh chuyện gì, có điều từ thái độ đột nhiên chuyển biến của ông chủ, nhìn ra khẳng định là Trương Dương mang tới tác dụng. Hai người càng lúc càng bội phục người đồng hương trẻ tuổi này. Ông chủ nhà hàng tên là Hồng Thủy Sinh, trước đây là một kẻ nghèo kiết xác, ngay cả vợ cũng không cưới nổi, nhưng nấu ăn lại rất ngon. Sau khi ở ven hồ sửa đường, y mở một nhà hàng, sinh ý đột nhiên thịnh vượng, cho nên cuộc sống cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong tay có nhiều tiền tất nhiên là quan hệ cũng rộng rãi hơn, y ở khu vực Đê Lưu ra quen hết từ lãnh đạo xã tới cán bộ thôn. Ngay cả cán bộ huyện lý cũng biết mấy người, cho nên bím tóc cũng bất giác phỉnh lên. Hôm nay bị Trương Đức Phóng mắng cho một trận mới biết mắt mình vẫn còn kém lắm, lại đi đắc tội với nhân vật cường thế. Hồng Thủy Sinh có thể khiến nhà hàng làm tới mức như ngày hôm nay cũng không phải là người thiếu tâm nhãn, khó khăn lắm mới mời được Trương Dương và Trần Thiệu Bân quay lại, y không những tự tay xuống bếp, còn làm hết một loạt những món ăn đặc sắc của nhà hàng. Trần Thiệu Bân gắp một miếng thịt ba bỏ vào trong bát của Thường Hải Tâm. Thường Hải Tâm nhíu mày, đổ lại vào bát gã, mất vệ sinh. Trần Thiệu Bân cười cười, tôi dùng đũa ăn một lần mà. Vẫn mất vệ sinh, Thường Hải Tâm bày ra bộ dạng cự tuyệt từ ngàn dặm. Trương Dương nhìn thấy cảnh này đã đoán được Trần Thiệu Bân có 8-9 phần 10 là lại gặp phải bi kịch rồi, luận tới ánh mắt cưa gái, thằng nhóc này không bằng Quách Chí Cương.
Lúc trước khi Quách Chí Cường theo đuổi Tạ Lệ Chân, cũng là một mối tình thâm, có điều sau khi người ta gặp thất bại thì thay đổi mục tiêu cũng cực nhanh, lập tức chọn nữ cảnh sát từ Mỹ Ni của Hương Cảng, và sự phát triển giữa hai người tới hiện tại cũng đã có chút kết quả. Thường Hải Tâm gặp một cái đùi vụt cho Trương Dương, anh đừng có uống rượu mãi nữa, ăn chút thức ăn đi. Ai cũng nhìn ra con bé này giáp tâm chọc tức Trần Thiệu Bân. Trương Dương cười nói, tôi nói này Thường Hải Tâm, tôi không chịu được như vậy đâu, cô làm vậy rất dễ khiến đồng chí Trần Thiệu Bân và tôi nảy sinh mâu thuẫn. Trần Thiệu Bân trong lòng tuy không vui, nhưng ngoài miệng thì vẫn nói, có sao đâu, tôi nào có phải là hạng nhỏ nhen như vậy. Thường Hải Tâm cười khúc khích, nói anh dựa vào gì mà đòi không vui, chúng tôi là bạn học, tôi gặp thức ăn cho anh ta thì có sao đâu. Trần Thiệu Bân nói, bạn học ư, cô tốt nghiệp Bắc Đại, hắn là một vệ giáo sinh, có bắn đại bác cũng chẳng tới. Biểu hiện của Thường Hải Tâm càng khiến thằng ôn này ghen hơn. Trương Dương cười nói, ghi tị, ghen tị một cách trần trụi. Tôi và Thường Hải Tâm ở trường đảng là bạn học, nói vậy có gì mà không đúng. Người ta là học khoa chính quy, cậu là một. Thường Hải Tâm nói, sự cao thấp của học lực không đại biểu cho sự cao thấp của tố chất. Tôi thấy tố chất của Trương Dương so với một người ở khoa chính quy như anh còn cao hơn nhiều. Trần Thiệu Bân đỏ mặt tía tai nói, luận về uống rượu thì tôi không bằng hắn, nhưng nhắc tới tố chất thì tôi chỉ trong nháy mắt là giết được hắn ngay. Trương Dương mừng thầm, thằng ôn này ghen rồi, mà không phải là ghen bình thường. Thường Hải Tâm hôm nay cố ý khiêu khích Trần Thiệu Bân, lòng dạ của anh còn kém Trương Dương nhiều lắm. Trần Thiệu Bân nói, tôi là khiêm tốn thôi. Trương Dương cười nói, được rồi. Hai người đều nói bớt đi một câu có được không, thức ăn hôm nay ngon lắm. Lúc này Hồng Thủy Sinh mỉm cười đi tới, anh Trương. Anh Trần, ăn món Thái Hoàn Trung chưa? Trần Thiệu Bân không thèm để ý tới y. Trương Dương cười nói, không tồi, ông tự tay xuống bếp đúng là khác hẳn. Hồng Thủy Sinh nhìn thấy Trương Dương tươi cười, nhân cơ hội nói, anh Trương, anh Trần, sau này hai người các anh lúc nào muốn ăn thì cứ tới nhé, tôi nhất định sẽ tự tay xuống bếp nấu cho các anh. Trương Dương nói, được, sau này phiền ông nhiều rồi. Hồng Thủy Sinh nghe thấy câu này của Trương Dương thì như chút được gánh nặng, người ta đây là đã tha thứ cho sự vô lễ vừa rồi của mình, y vội vàng bảo người làm ở phía sau mang một bình Thanh Giang đặc cung tới. Trương Dương nhìn thấy loại rượu này thì cảm thấy thân thiết, Lưu Kim Thanh kinh doanh nhà máy rượu Giang Thành không tồi, gần đây cả Bình Hải đều bắt đầu thừa nhận nhãn hiệu này, đương nhiên trong đó có công rất lớn của mình. Hồng Thủy Sinh rót cho Trương Dương và Trần Thiệu Bân một chén, cung kính kính rượu họ. Trương Dương uống một chén rồi nói, lát nữa còn lái xe, chén thứ hai xin miễn. Hồng Thủy Sinh cũng không dám miễn cưỡng, lại kính Trần Thiệu Bân, Trần Thiệu Bân không nể mắt y, nói rằng mình không uống, chỉ uống một ngụm nước ngọt. Hồng Thủy Sinh cười bồi, trong lòng đương nhiên là lại thân thiết hơn một ít, cho dù là địa vị của người này kém hơn cũng phải tôn trọng. Sau khi mọi người đi, Hồng Thủy Sinh chỉ nói là mời khách, không dám thu tiền. Trần Thiệu Bân cũng không khách khí với y, dẫn mọi người lên đại khách, Trương Dương đi sau cùng, để lại 1.000 đồng cho Hồng Thủy Sinh. Trương Dương nói, ông là ăn cũng không phải dễ dàng gì, kê một cái hóa đơn cho tôi đi, sau này lúc tôi phải bỏ tiền túi ra ăn thì ông hẵng mời tôi. 1.000 đồng đối với Trương Dương mà nói thì không tính là gì, nhưng đối với Hồng Thủy Sinh thì khác, đương nhiên Hồng Thủy Sinh cũng không phải là không có nỗ ổ chỗ tiền này. Ý nghĩa của việc Trương Dương bảo y kê hóa đơn là tỏ ý tôn trọng y, Trương đại quan nhân trước đây không bao giờ chú ý tới những chi tiết nhỏ như vậy. Nhưng từ sau chuyện của thôn Chu Tiểu Kiều, Trương Dương phát hiện, đừng coi thường lực lượng của bất kỳ ai, cho dù là một người dân bình thường không đáng nhắc đến, có lẽ ngày sau lại mang tới tác dụng quan trọng. Hồng Thủy Sinh tuy nằng nặc không nhận, nhưng Trương Dương lại để tiền lên bàn, Hồng Thủy Sinh trong lòng vô cùng cảm ơn kê hóa đơn cho Trương Dương, lúc tiễn Trương Dương ra khỏi cửa. Trong lòng y có chút lo lắng, cẩn thận hỏi, chủ nhiệm Trương, phía cục trưởng Trương. Trương Dương cười nói, hiểu lầm nhỏ thôi mà, ông cứ an phận làm kinh doanh của ông đi, có điều sau này phải giữ chữ tín, chuyện đã đáp ứng người ta rồi thì ngàn vạn lần đừng có nuốt lời. Hồng Thủy Sinh gật đầu, lại mang ra chút đặc sản tặng cho Trương Dương lần này không khách khí với y, nhận lấy. Trương Dương đi tới trước xe Jeep, phát hiện Thường Hải Tâm đứng cạnh xe mình. Hắn có chút kinh ngạc nói, chuyện gì vậy? Không đi theo anh chàng của cô à? Thường Hải Tâm trừng mắt lườm hắn, leo lên xe Trương Dương, đầy vẻ bực bội nói, Trương Dương, anh giúp tôi nói với Trần Thiệu Bân một tiếng, đừng có quấn lấy tôi nữa, tôi phiền lắm rồi.
Trương Dương cười nói, có người theo đuổi là chuyện tốt. Nếu như không có ai để ý tới cô, trong lòng cô càng khó chịu hơn. Thường Hải Tâm nói, tôi không thích anh ta, hơn nữa con người anh ta quá dai, quá phiền phức, anh nói với anh ta rằng, nếu còn vậy nữa thì chúng tôi ngay cả bạn bình thường cũng không làm được đâu. Trương Đại Quan Nhân nói, tôi hình như không thích hợp nói những lời này, hay là cô tự nói đi. Thường Hải Tâm tức giận bảo, vậy tôi tự nói. Trương Dương khởi động máy, đột nhiên cảm thấy bụng thắt lại, lông mày nhíu chặt, trán túa mồ hôi. Thường Hải Tâm cũng phát giác ra dị trạng của Trương Dương, anh sao vậy? Có phải là không được khỏe không? Trương Dương không nói gì, thầm điều tức, hắn rất nhanh phát hiện ra đây là vì duyên cố chân khí dễ nhánh, cười khổ nói, khí dễ nhánh rồi. Thường Hải Tâm nói, để tôi lái xe cho, anh nghỉ đi. Trương Dương và Thường Hải Tâm đổi vị trí, ngồi ở ghế phụ, nhắm mắt hành công, cận thân đưa chân khí dễ nhánh về lại đan điền, đoạn thời gian này hắn rất lơ là việc tu luyện võ công. Đợi khi chân khí vận hành lại như thường thì cả người hắn cũng đẫm mồ hôi, mở mắt ra, phát hiện Thường Hải Tâm đang lái xe Jeep tới trường đảng. Thường Hải Tâm nhìn thấy sắc mặt của Trương Dương không tốt, quan tâm hỏi, có cần về nghỉ ngơi không? Trương Dương lắc đầu, đỡ hơn rồi, cô về đi, tôi còn phải tới chính phủ tỉnh làm chút việc. Thường Hải Tâm gật đầu, có chút không yên tâm rời khỏi xe Jeep, đi được hai bước lại quay về trước xe, Trương Dương, hay là tôi đưa anh tới bệnh viện khám nhé? Trương Dương cười nói, đừng quên, bản thân tôi là bác sĩ giỏi nhất. Thường Hải Tâm nhớ tới y thuật thần kỳ của Trương Dương, lúc này mới thấy yên tâm. Trương Dương bỏ kế hoạch tới chính phủ thành phố gặp Tống Hoài Minh, hắn trước tiên tới biệt thự ở Hồ Thu Hà của Cố Giai Đồng. Cố Giai Đồng đang ở Bắc Kinh, trong biệt thự không có ai, sau khi Trương Dương vào biệt thự, nhanh chóng cởi quần áo, trần truồng bước vào bể bơi, thân thể của hắn bồng bềnh trên mặt nước, trong đầu là một mảng trống rỗng. Thân tâm tự nhiên dung thành một thể, tuy hắn đã đưa chân khí dễ nhanh về lại đúng đường, nhưng hắn phải tìm ra nguyên nhân khiến chân khí dễ nhánh, Trương Đại Quan Nhân được sống lại cũng không phải là dễ dàng. Lần này nói sao cũng phải sống cho cẩn thận. Sau khi nội tức vận hành mấy vòng trong cơ thể, Trương Dương phát hiện trong đan điền của mình lờ mờ có một cỗ khí tức âm hàn, đây chính là nguyên nhân dẫn tới nội tức của hắn đột nhiên dễ nhánh, hắn nghĩ một chút, khí tức âm hàn này chắc là bởi vì hắn tu luyện âm sát tu la trưởng của Trần Tuyết. Lật xem tinh nghĩa của âm sát tu la trưởng ở trong đầu, Trương Dương ý thức được bản thân trưởng pháp không có vấn đề, mà là có mâu thuẫn với nội công mà hắn tu luyện trước đây. Nếu mạo hiểm tu luyện tiếp, loại nội tức này ở trong cơ thể sẽ xung đột càng lúc càng nghiêm trọng. Sau khi tìm hiểu rõ được nguyên nhân, Trương Dương rời khỏi bể bơi, quay về phòng khách lấy kim châm cắm vào bảy yếu huyệt của mình, sau đó ngồi khoanh chân, từ từ khu trừ cỗ khí âm hàn đó ra khỏi cơ thể, thường nói bệnh tới như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ. Đạo võ công cũng vậy, âm sát tu la trưởng của Trương Dương đã có tu vi nhất định, muốn khu trừ ra khỏi cơ thể cũng cần thời gian khá dài. Trương Dương hành công xong, khi mở mắt ra thì đã là hoàng hôn. Hắn trước tiên đi tắm rửa, thay quần áo, đột nhiên nhớ tới trong xe còn có đồ mà Hồng Thủy Sinh tặng. Mở cửa xe nhìn, 8 con vịt trời và 8 hộp trứng vịt, Trương Dương nhíu mày, phiền phức thật. Hắn nhìn đồng hồ, mới 5 giờ rưỡi, tới nhà Tống Hoài Minh chắc vẫn kịp. Lập tức gọi điện thoại tới. Tống Hoài Minh chưa về nhà, Liễu Ngọc Oánh nghe thấy Trương Dương đã về, vô cùng cao hứng, bảo Trương Dương tới nhà ăn cơm. Trương Dương đáp ứng, lái xe mang những thứ đặc sản quê mà Hồng Thủy Sinh tặng tới trụ sở tỉnh ủy. Liễu Ngọc Oánh đã biết rõ tác phong của Trương Dương, nhìn thấy hắn cầm vịt trời, trứng vịt thì cũng không cảm thấy kinh ngạc, cười nói, cậu đó, mỗi lần tới đều cầm nhiều đồ như vậy, cả trụ sở tỉnh ủy đều biết là cậu lại biếu quà. Trương Dương cười nói, lúc đi qua Hồ Thanh Bình được bạn tặng, vịt trời và trứng vịt trời. Liễu Ngọc Oánh bảo người giúp việc cầm vịt trời ra vườn sau. Trương Dương đặt 8 hộp trứng vịt vào trong bếp, ngửi thấy một mùi canh gà thơm phức, khen thơm quá. Cháu sắp rớt nước miếng rồi. Liễu Ngọc Oánh cười nói, tôi hôm nay vừa hay làm canh gà mái, lát nữa cậu ăn vài bát vào. Giọng nói của Tống Hoài Minh vang lên ở ngoài cửa. Y nhìn thấy 8 con vịt trời thì không khỏi hiếu kỳ nên lên tiếng hỏi. Trương Dương bước ra cửa, nhìn thấy Tiếu Minh xách một con vịt vừa quay xong. Hôm nay trùng hợp thật, toàn là vịt. Chương 342, thủ vững. Tống Hoài Minh cười nói với Trương Dương, bí thư Cố tới ăn cơm, tôi có mua một con vịt quay. Liễu Ngọc Oánh nhận lấy vịt quay, có chút khó xử nói, lão Tống, để em mang vào chặt. Trương Dương chủ động nói, để cháu giúp. Tống Hoài Minh nói, làm nhanh lên.
Bí thư Cố sắp tới rồi. Trương Dương theo Liễu Ngọc Oánh vào trong bếp, Liễu Ngọc Oánh vừa chuẩn bị giao xong thì Cố Doãn Chi đến, ông ta cũng không đi tay không, còn mang theo một con vịt sông khói. Ngay cả Tống Hoài Minh cũng không nhịn được mà bật cười, hôm nay hay ghê, thành tiệc toàn vịt rồi. Cố Doãn Chi không ngờ Trương Dương lại ở đây, cười ha ha nói, Trương Dương, cậu về Đông Giang lúc nào đó. Trương Dương nói, từ buổi sáng, dì Liễu tìm cháu có chút việc, cho nên cháu tới xem thế nào, thuận tiện ăn trực một bữa. Hắn rất xảo diệu tìm một cái cớ, Liễu Ngọc Oánh đương nhiên sẽ không vạch trần hắn. Nhưng không biết những lời của mình lọt vào trong tai Cố Doãn Chi liệu có thành dấu đầu hở đuôi hay không, Cố Doãn Chi là hạng thông minh, lập tức hiểu rằng Trương Dương sợ mình có dị nghị gì, trong lòng cười thầm, nói khẽ, vịt sông khói là đặc sản của Nam Thích, mấy người nhà quê tặng cho tôi đó. Liễu Ngọc Oánh đi cắt vịt sông khói, Trương Dương thì cầm con vịt quay đó lên, hai vị đại lão của tỉnh Bình Hải đều bị đao công, trình độ chặt thịt của thằng ôn này hấp dẫn, chỉ thấy thái đao trong tay Trương Dương vung vẩy, tiêu sái lanh lẹ hạ xuống thân con vịt quay, từng miếng thịt vịt theo sự chớp động của ánh đao rơi xuống bàn, đao công này cho dù là lão sư phó của toàn tụ Đức cũng chỉ được như vậy mà thôi, 108 đao, một đao cũng không thừa, một đao cũng không thiếu. Trương Dương là giáp tâm muốn thể hiện trước mặt hai vị đại lão. Hắn mang hết đao pháp học được và bán lĩnh cắt thuốc đông y ra. Cố Doãn Chi và Tống Hoài Minh nhìn mà há miệng trợn mắt, thằng ôn này đúng là kỳ tài. Tống Hoài Minh mời Cố Doãn Chi tới bàn ăn ngồi, bảo Trương Dương mở một bình mao đài, Trương Dương cung kính rót rượu cho hai đại nhân vật này, còn mình thì ngồi ở bên cạnh. Hắn xét rằng hôm nay Cố Doãn Chi khẳng định là không có việc thì không lên điện tam bảo, mình ở đây có chút dư thừa, hay là uống ứng phó mấy chén rồi nhân lúc còn sớm mà chuồn. Cố Doãn Chi nói, Trương Dương, tôi nghe nói biểu hiện của cậu lần này ở Xuân Dương rất không tồi. Bí thư Cố dùng ba chữ rất không tồi, đủ để thấy sự khẳng định đối với thành tích của Trương Dương lần này. Trương Dương nói, cháu cũng có làm gì đâu, chỉ là giúp tổ công tác của Ủy ban Kỷ luật tỉnh tìm hiểu một số tình huống thôi. Biểu hiện của thằng ôn này hôm nay rất khiêm tốn, hắn cũng hiểu rõ ràng thành tích công tác của mình là chắc chắn có, nhưng những thủ đoạn đó chắc gì đã đủ để lọt vào mắt Cố Doãn Chi và Tống Hoài Minh. Tống Hoài Minh cười nói, hiếm có lắm, cậu không ngờ lại có thể học được khiêm tốn à. Cố Doãn Chi nói, đây chính là tiến bộ, ngã một lần, khôn hơn một chút, từ đó có thể thấy, người trẻ tuổi không sợ phạm sai lầm, chỉ sợ không biết tiếp thu kinh nghiệm từ sai lầm. Cùng một sai lầm mà phạm hết lần này tới lần khác. Trương Dương nói, hai vị lãnh đạo dạy rất đúng, cháu sau này nhất định sẽ thận trọng học hỏi, mỗi ngày đều có tiến bộ, tranh thủ làm một cán bộ quốc gia hợp cách. Một đảng viên ưu tú, thành cơ sở vững chắc để cháu tấn thăng lên cán bộ cấp chính ban. Cố Doãn Chi và Tống Hoài Minh đều bị sự vô sỉ của thằng ôn này khiến cho bật cười. Cố Doãn Chi chỉ vào mũi Trương Dương, cười nói, Hoài Minh, thằng con rể của anh tìm tôi đòi quan chức. Tống Hoài Minh bất lực lắc đầu, quan chức không phải muốn là có, phải từng bước mà có. Người trẻ tuổi đừng có lúc nào cũng muốn thăng quan, phải một bước để lại một dấu chân, làm tốt chức trách của mình, chẳng lẽ lại lo không được trọng dụng. Liễu Ngọc Oánh cầm canh gà vừa làm xong lên, Cố Doãn Chi khen thơm quá. Liễu Ngọc Oánh mỉm cười múc cho Cố Doãn Chi một bán, bí thư Cố thử trước đi, tôi hầm một ngày rồi đó. Tống Hoài Minh cười nói, tôi lúc trước bị Ngọc Oánh hấp dẫn chính là bởi vì cô ấy thường nấu canh gà cho tôi ăn. Liễu Ngọc Oánh nhìn chồng với ánh mắt trách cứ, nhưng trong con mắt đẹp không giấu được tình ý bất tận. Cố Doãn Chi cảm khái, tuổi càng lớn thì càng lưu luyến gia đình. Tôi hiện tại đối với tiệc công vụ có một loại chống đối ở sâu trong lòng, nhưng không đi thì không được, ngẫm kỹ lại, cách thời gian tôi về hưu cũng không còn bao lâu nữa, thực sự là rất chờ mong. Tống Hoài Minh nói, bí thư Cố thật sự định rời khỏi Bình Hải ư. Cố Doãn Chi nói, đã quyết định về hưu, thì triệt để thôi hẳn, những người như chúng ta nửa lớn đời người đều sống trong thể chế, vào lúc công tác cũng đồng thời khó tránh khỏi chia mỏng tình cảm gia đình, tôi hiện tại mỗi ngày đều nhớ tới cha mẹ tôi. Vợ tôi, con cái của tôi, trong lòng luôn có cảm giác áy náy, tôi đã 60 rồi, thời gian còn lại của tôi không nhiều, tôi đương nhiên muốn tiếp tục ra sức cho quốc gia, tạo phúc cho người dân, nhưng tuổi tác và tinh lực của tôi đã không cho phép, thành hòn đá cản đường người phía sau. Không bằng nhân lúc tôi còn đi đứng được, đầu óc chưa hồ đồ thì lui xuống, trao lại cơ hội cho lực lượng trung kiên các anh, còn tôi thì có thể hưởng thụ nhân sinh, việc lưỡng toàn tề mỹ như vậy, cớ gì mà không làm. Tống Hoài Minh kính Cố Doãn Chi một chén, nói tấm lòng và khí phách của bí thư Đỗ thật sự là rất ít người có thể sánh bằng.
Cố Doãn Chi cười nói, tôi có thể lý giải đây là lời nịnh hót không? Chúng ta làm việc cùng nhau đã được một đoạn thời gian rồi, anh chắc cũng nhìn thấy sự thiếu sót trong công tác của tôi. Trương Dương chen vào một câu, bí thư Cố kinh nghiệm phong phú, nhìn xa trông rộng, làm gì có chỗ nào thiếu sót. Cố Doãn Chi và Tống Hoài Minh đều bật cười, Cố Doãn Chi nói, một khi người trẻ tuổi nói anh kinh nghiệm phong phú, hàm nghĩa chân chính là anh đã già rồi, hiện tại là 5 tháng cải cách mở cửa, chúng ta cơ hồ đều chạy chung một đường, nhắc tới kinh nghiệm, tôi thấy xấu hổ lắm. Hoài Minh, tư duy của tôi đã không theo kịp sự phát triển của thời đại rồi, tôi tuy không ngừng học tập, muốn theo kịp bước chân của thời đại, nhưng già thì vẫn là già, quan niệm cố hữu hình thành trong đầu đã thâm căn cố đế, có chút khó mà thay đổi được, tầng lớp lãnh đạo cũng nên phù hợp với quy luật tự nhiên, nhất định phải kịp thời thay cũ đổi mới. Nếu không sẽ xảy ra vấn đề, sẽ mất đi sự bình hành, sẽ sản sinh ra bệnh trạng và những thứ không khỏe mạnh. Tống Hoài Minh nói, bí thư Cố đối với sự nghiệp nhiều năm của mình không có chút lưu luyến nào ư. Cố Doãn Chi nói, lưu luyến chứ? Người chứ có phải cỏ cây đâu mà không có tình cảm, đột nhiên từ bỏ sự nghiệp mà mình vất vả gây dựng cả nửa đời người, trong lòng khẳng định là không nỡ, nhưng một khi nghĩ tới ở lại chỉ tổ ảnh hưởng tới sự phát triển của sự nghiệp, tôi vẫn lựa chọn rút lui. Tống Hoài Minh bộ phục Cố Doãn Chi từ tận đáy lòng, rất ít người có thể thoải mái rút lui được như Cố Doãn Chi. Di động của Trương Dương đột nhiên đổ chuông, thằng ôn này cố ý tự cho chuông kêu, đi sang một bên, giả vờ giả vịt alo nói chuyện vài câu. Sau đó quay trở lại bàn ăn, áy náy nói, bí thư Cố, tỉnh trưởng Tống, bạn cháu xảy ra chút chuyện. Cháu phải đi rồi. Tống Hoài Minh gật đầu, nói, đi đi. Liễu Ngọc Oánh tiễn Trương Dương ra khỏi cửa, ra tới ngoài cửa bà ta lại hỏi chuyện của Sở Yên Nhiên. Trương Dương nói, dì Liễu à, lúc này cô ấy đang ở nước Mỹ đợi kế thừa tập đoàn tài chính Benin, lão thái thái bảo cô ấy ở lại một thời gian, sau khi quen thuộc với tất cả nghiệp vụ của công ty thì sẽ quay về. Liễu Ngọc Oánh gật đầu, thở dài, hai cha con họ vẫn như người xa lạ, không biết lúc nào mới có thể hài hòa lại với nhau đây. Trương Dương nói, đã tốt hơn nhiều rồi, ít nhất thì hiện tại có thể cùng ngồi ăn cơm, dì Liễu, hay là cứ để thuật theo tự nhiên đi, dục tốc bất đạt mà. Lý Phương Dĩ cười nói, biết rồi, thằng nhóc cậu gần đây thành thục hơn nhiều rồi đó. Có ý kiến này không chỉ là Liễu Ngọc Oánh, Tống Hoài Minh biết rõ Trương Dương tới tìm y khẳng định là muốn báo cáo chuyện ở Giang Thành. Nhưng có Cố Doãn Chi ở đây, Trương Dương ý thức được không tiện làm phiền, rất sáng suốt lựa chọn kịp thời rời đi, từ điểm này có thể nhìn ra bản sự nhận định tình hình của thằng nhóc này đã cao hơn trước rồi. Trên bàn tuy có nhiều thức ăn, nhưng Cố Doãn Chi lại ăn rất ít, chỉ chọn mấy món rau, ông ta nói khẽ tôi vốn cho rằng Trương Dương quay về sẽ ra tay đánh đấm, gây nên một trận sóng gió. Tống Hoài Minh cười nói, tôi cũng lo là vậy, nhưng không ngờ hắn lại xử lý chuyện này rất tốt. Cố Doãn Chi nói, một đảng viên không ngờ lại tìm một hòa thượng đi giảng nhân quá báo ứng với lão bách tính, đúng là chỉ có mình hắn. Tống Hoài Minh không khỏi bật cười. Cố Doãn Chi cầm chén rượu lên chạm cốc với y, nhưng nghĩ kỹ lại, hắn làm vậy vẫn có thể coi là phương pháp xử lý tốt nhất. Chúng ta bình thường nếu nói làm công tác tư tưởng, trước tiên luôn nghĩ tới Marx, Lenin, Mao Trạch Đông, nhưng giảng những cái này với bá tính ở nơi xa xôi hẻo lánh, người ta nghe không vào. Trương Dương lựa chọn điểm để cắt vào này, rất thông tục dễ hiểu, mới dễ khiến người ta tiếp nhận, chuyện mà cảnh sát dùng vũ lực không làm được, hắn không tốn chút công sức nào lại làm được ngay. Tống Hoài Minh nói, thằng nhóc này trước giờ không làm theo lẽ thường bao giờ, vào thời khắc mẫn cảm, hắn không ngờ dám dùng súng bắn người. Cố Doãn Chi nói, bình tâm mà luận, một phát súng này bắn rất diệu. Không những đánh tan tiêu điểm của mâu thuẫn, còn thành công xoay chuyển phương hướng của cả sự kiện. Tống Hoài Minh nói, Đỗ Thiên Dã trong sự kiện giới đấu núi Thanh Đài xử lý vẫn thiếu thành thục. Cố Doãn Chi có chút đồng cảm gật đầu, anh ta không có kinh nghiệm công tác cơ sở, đột nhiên bị đưa lên vị trí này, tuy có năng lực, có nhiệt tình, nhưng dẫu sao vẫn thiếu kinh nghiệm, lại thêm còn quá trẻ tuổi. Tống Hoài Minh đột nhiên nói, kỳ thực sóng gió lần này không chỉ nhắm vào anh ta. Cố Doãn Chi vừa đưa chén rượu lên tới môi, nghe thấy câu này liền đặt xuống. Ánh mắt thâm thúy nhìn xoáy vào Tống Hoài Minh, nói, vậy rốt cuộc là nhắm vào ai? Tống Hoài Minh có thể xác định Cố Doãn Chi sớm đã nhìn rõ toàn bộ chuyện này, nhưng vị đại lão Bình Hải này khẳng định có tính toán của riêng mình, một người sắp về hưu, phương pháp xử lý sự việc khẳng định có thay đổi, quan hệ giữa Tống Hoài Minh và Cố Doãn Chi tuyệt đối không phải là quá thân mật, nếu như cố tìm một từ để hình dung quan hệ giữa họ, tối đa là tương kinh như tân.
Cố Doãn Chi trong quan điểm phát triển kinh tế Bình Hải có rất nhiều bất đồng với Tống Hoài Minh, nhưng bọn họ lại rất lý trí bảo lưu sự bất đồng này, để loại bất đồng này không đến nỗi diễn hóa thành mâu thuẫn không thể khống chế. Nói tóm lại, sau khi Tống Hoài Minh tới Bình Hải, hai người làm việc vẫn tính là bình an vô sự. Tống Hoài Minh đã làm rõ ngọn nguồn của sự kiện này là ở đâu, sau khi vấn đề nảy sinh, y không thể không ký thác hy vọng giải quyết vấn đề lên người người khác. Tống Hoài Minh cầm chén rượu lên chạm cốc với Tống Hoài Minh, một hơi uống cạn, y hỏi rất thẳng thắn, bí thư Cố chắc biết người kế nhiệm ông là ai rồi chứ? Cố Doãn Chi mặt vẫn tỉnh bơ, tôi tuần sau sẽ tới Bắc Kinh. Tống Hoài Minh nói, Phó Thủ tướng Văn đã gọi điện thoại cho tôi. Hai người giống như thì ai nói chuyện của người đó, nhưng hai bên lại hiểu rõ đối phương muốn nói gì. Cố Doãn Chi nói, Hoài Minh, tôi hy vọng Bình Hải có thể phát triển một cách an định bình ổn, chính trị của chúng ta là để phục vụ nhân dân, là để kinh tế được phát triển tốt hơn, là vì xúc tiến sự phồn vinh giàu mạnh của quốc gia chứ không phải là tranh cường đoạt lợi. Tống Hoài Minh nói, Bí thư Cố, tôi không phải là người Bình Hải, nhưng tôi đối với mảnh đất ở dưới chân này lại có cảm giác quy thuộc rất cường liệt, làm quan một nhiệm kỳ thì tạo phúc cho một phương, tôi đảm nhiệm chức tỉnh trưởng chưa được bao lâu, tôi ở vị trí này vẫn chưa mang được nhiều hạnh phúc và lợi ích cho người dân Bình Hải, trong lòng tôi vì dân vĩnh viễn quan trọng hơn làm quan. Cố Doãn Chi nhìn Tống Hoài Minh đầy hân thưởng, nếu như y có thể thật sự làm được như những gì mà y nói, phần tâm thái gặp sóng gió mà không kinh sợ này của Tống Hoài Minh có tố chất của một người đứng đầu hợp cách. Cố Doãn Chi nói, bất kỳ công tác nào cũng đều có một quá trình ma hợp. Bắt đầu từ Hứa Thường Đức, tôi đã nghĩ tới vấn đề ma hợp của tầng lớp lãnh đạo Bình Hải trong tương lai, làm thế nào sau khi tôi đi, khiến đoàn tàu Bình Hải này vẫn có thể tiếp tục không giảm tốc tiến lên trước. Rồi sau đó vị phó xa trưởng Hứa Thường Đức này xuống xe, do anh thay thế anh ta, tôi bắt đầu suy nghĩ vấn đề ma hợp giữa chúng ta, tới hiện tại tôi mới hiểu, kỳ thực từ trước tới giờ tôi đều lo bỏ trắng răng. Quy luật phát triển của thời đại không bao giờ vì ý chí của bất kỳ ai mà chuyển dịch, tôi không được, bất kỳ ai cũng không được. Đội ngũ cán bộ chúng ta không thiếu những nhân vật nhìn xa trông rộng, cái thật sự còn thiếu sót chính là hai chữ, phải thiết thực. Tống Hoài Minh gật đầu thật mạnh. Cố Doãn Chi nói, hơn 10 năm trước, tôi tới Giang Thành, lúc tham quan núi Thanh Đài, ngẫu nhiên nhìn thấy một khối đá lớn, vuông vuông vức vức, ngạo nghễ đứng giữa thiên địa, tôi đứng trước khối đá đó một hồi lâu, thiên địa tạo vật. Thiên hình vạn trạng bao lao vạn trượng, nhưng trong giới tự nhiên loại đá vuông vức như vậy là rất ít thấy, vật đối sao rời, thương hải tang điền, trải qua gió táp mưa sa, nếu không phải là sơn thể sụp đổ thì rất khó mà nhìn thấy khối đá góc cạnh này, tôi hân thưởng sự vuông vức của nó. Đặt cho nó một cái tên là đá vuông vắn, nhưng gần đây tôi tới Đông Hải, lại nhìn thấy một khối đá, đứng trên mặt biển, bất kể là gió táp mưa sa thủy chung vẫn đứng sừng sững, nó không bằng đá vuông vắn. Nhưng sự chấn động mà nó tạo cho tôi lại tuyệt đối không hề thua kém. Tống Hoài Minh lặng lẽ nghe Cố Doãn Chi nói. Cố Doãn Chi nói, tôi hiện tại mới hiểu, sự vuông vắn của đá không phải là ở bên ngoài, mà là ở trong tâm nó. Bất kể là bên ngoài có thay đổi thế nào, tâm nó không đổi, chất nó không đổi, đó mới là chân lý của đá. Tống Hoài Minh mấp máy môi, điều mà Cố Doãn Chi nói không chỉ là đạo đá mà cũng là đạo làm quan. Tống Hoài Minh nói, Kiều Lão là người thích chơi đá, lúc tôi tới nhà ông ta, có nhìn tới tàng thạch nơi đặt đá của ông ta, rất nhiều, rất phong phú. Cố Doãn Chi cười nói, tôi thích tự nhiên, thứ gì tự nhiên mới là đẹp nhất, thứ vốn thuộc về giới tự nhiên, anh mang nó tới đỉnh Việt, khẳng định sẽ mất đi vị đạo vốn có, tôi không hiểu đá, nhưng tôi biết khi đá đẹp nhất là lúc nó vẫn còn ở trong tự nhiên, một khi anh đặt nó sai chỗ, cho dù là có hấp dẫn ánh mắt hơn nữa thì cũng mất đi linh khí vốn có mất rồi. Những lời này của bí thư Cố khiến tôi hiểu ra, tôi cho rằng cái đẹp của đá nằm ở sự cứng rắn của nó, giữ nó ở vị trí nguyên hữu bất kể là gió tạp mưa sa như thế nào cũng tuyệt không làm thay đổi chất của nó. Cố Doãn Chi nâng chén lên, nói cạn chén, vì Bình Hải. Tống Hoài Minh mỉm cười, tôi đột nhiên phát hiện chúng ta có một điểm rất giống nhau. Cố Doãn Chi uống cạn chén này, Tống Hoài Minh cũng uống hết rượu trong chén, nói, đều rất giống đá. Cố Doãn Chi cười nói, gió mưa có thể thay đổi hình dáng của tôi, nhưng không thể làm thay đổi tâm của tôi. Sau khi Cố Doãn Chi đi, Tống Hoài Minh một người ngồi ở sân thượng, nhìn trăng sao trên trời, trong đầu thủy chung hồi tưởng lại những lời mà Cố Doãn Chi đã nói, trên sĩ đồ y có thể nói là thuận buồm xuôi gió, có thể ở vào tuổi hiện tại mà trèo lên vị trí trước mắt, không chỉ là dựa vào vận khí và bối cảnh, mà năng lực của y cũng mang tới tác dụng rất lớn trong đây. Kiều Lao chưa từng che giấu sự hân thưởng đối với y,
có thể nói y có được vị trí ngày hôm nay, sự dẫn dắt của Kiều lão mang tới tác dụng khá lớn. Bắt đầu từ khi quan hệ yêu đương của con gái mình là Trương Dương được xác lập, y và Văn Gia thông qua mối quan hệ này mà càng lúc càng thân, Tống Hoài Minh biết loại quan hệ mẫn cảm này khẳng định sẽ khiến người ta nảy sinh ra một số suy nghĩ. Những suy nghĩ này có thể ảnh hưởng tới thái độ của một số người nào đó, cho nên y một mực đặc biệt làm nhạt hóa mối quan hệ này. Song Trung Quốc có một thể chế lớn nhất thế giới, cũng có một mạng lưới quan hệ số một thế giới, bất kỳ một chút gió lay cỏ động nào cũng sẽ được truyền bá đi với tốc độ cực nhanh. Có một số chuyện có giấu cũng không được. Tống Hoài Minh nhớ lại năm ngoái có tới bái phỏng Kiều lão còn cổ vũ y phải ở lại Bình Hải tiếp tục làm việc. Tống Hoài Minh nhắm hai mắt lại, chính trị quan của y và Cố Doãn Chi có chút tương đồng, tuy rất nhiều người quy y về phái hệ của Kiều lão, về sau lại quy y vào phái hệ của Phó Thủ tướng Văn, nhưng Tống Hoài Minh thủy chung giữ vững nguyên tắc của mình, y đối với cách nói phái hệ từ sâu trong lòng có một loại cảm giác bài xích. Song y cuối cùng vẫn biến thành người của phái hệ của Phó Thủ tướng Văn ở trong lòng Kiều lão. Từ khi Văn Quốc Quyền trong miệng xác nhận mình không thể tiếp nhiệm vị trí của Cố Doãn Chi, Tống Hoài Minh quả thực có phiền muộn trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng thời gian này kéo dài không lâu. Trên thế giới này chuyện đương nhiên quá nhiều, nhưng chuyện đương nhiên không phải là tất nhiên, huống chi Kiều Trấn Lương lúc trước tới Bình Hải chính là bí thư tỉnh ủy Vân An, bất kể là tư lịch bối cảnh hay là kinh lịch tòng chính đều sâu hơn mình nhiều. Tống Hoài Minh không phải là một người thích ảo tưởng, y rất thực tế, loại người này thường thường tiếp thụ hiện thực rất nhanh. Y đã thoát ra khỏi sự chán chường lúc ban đầu, hiện tại cái mà y đang suy nghĩ chính là vấn đề ma hợp giữa mình và Kiều Trấn Lương trong tương lai. Y cũng có hiểu biết nhất định về Kiều Trấn Lương, biết rằng Kiều Trấn Lương ngoài mặt thì rất hòa khí, nhưng trên thực tế lại vô cùng cứng rắn. Người này ngoài tròn trong vuông, khi ở Vân An đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy đã nổi danh với tác phong cứng rắn, khiến cho đám tỉnh trưởng, phó bí thư ở bên cạnh y toàn bộ đều trở thành đồ trang trí. Ở điểm này, Cố Doãn Chi thì tốt hơn Kiều Trấn Lương nhiều, ít nhất thì Cố Doãn Chi đối với sự nắm giữ quyền lực không cường liệt như Kiều Trấn Lương. Tống Hoài Minh lúc trước sở dĩ có thể giành được sự hân thưởng của Kiều lão, chính là bởi vì y làm việc quyết đoán, dùng phương thức pháp chính là chủ yếu, được người ta đặt cho cái biệt danh là Tân Pháp gia. Kiều Trấn Lương đối với cường điệu pháp chế và ổn định so với y còn mạnh hơn, hai người có phong cách cường ngạnh quyết đoán không thể nào là một ekip tốt, tuy Kiều Trấn Lương vẫn chưa tới. Nhưng Tống Hoài Minh đã có dự cảm, ngày sau sự va chạm giữa họ là không thể nào tránh khỏi. Sự cải trang vi hành của Kiều Trấn Lương, sự kiện giới đấu núi Thanh Đàn, một loạt những sự kiện phát sinh gần đây khiến cho Tống Hoài Minh cảm thấy rất không vui. Vị bí thư tỉnh ủy Bình Hải tương lai này nhất định sớm đã biết về sự bổ nhiệm này. Trước khi còn chưa chính thức thượng nhiệm, y đã bắt đầu vô thanh vô tức để sự ảnh hưởng của mình thẩm thấu vào Bình Hải. Tống Hoài Minh tuy không rõ rõ toàn bộ chuyện phát sinh ở Giang Thành, nhưng có một điểm y có thể đoán ra, đám thường ủy nhảy ra làm khó bí thư thị ủy Đỗ Thiên Giã, khẳng định là có chỗ dựa, mà chỗ dựa này chính là Kiều Trấn Lương. Tống Hoài Minh tin rằng cuộc giới đấu ở núi Thanh Đài và những sự kiện tiếp sau không liên quan gì tới Kiều Trấn Lương, loại chuyện này, người ở vị trí của y khinh thường không thèm làm, nhưng khó mà đảm bảo là những người ở phía dưới không làm. Bất kỳ sự gió lay có động nào của thượng tầng, có lẽ sẽ dẫn tới sóng gầm biển thét ở địa phương. Huống chi lần này là sự thay đổi quyền lực tối cao của Bình Hải, chấn động trên địa phương là khó tránh khỏi. Mỗi lần địa chấn đều là kết quả vỏ trái đất vận động phóng thích năng lượng, cũng là sự bắt đầu của các khối va chạm và tổ hợp với nhau. Trên chính trị cũng thế, sự có mặt của Kiều Trấn Lương sẽ khiến chính đài Bình Hải yên ắng đã lâu xuất hiện một lần địa chấn, thế lực chính trị trong quan trường Bình Hải cũng sẽ tổ hợp lại trong lần địa chấn này. Bất kể Tống Hoài Minh hay là Kiều Trấn Lương có tình nguyện hay không thì trận địa chấn này rồi cũng sẽ phát sinh, ý chí của họ không thể nào thay đổi được. Đỗ Thiên Giã không ngờ Tô Viện Viện lại chủ động gọi cho mình, giọng nói của Tô Viện Viện rất khẽ, nhưng Đỗ Thiên Giã vẫn dễ dàng nghe ra được sự áy náy bên trong. Bí thư Đỗ, xin lỗi. Khóe miệng Đỗ Thiên Giã lộ ra một nụ cười khổ, Tô Viện Viện từng là cô gái khiến gã tin tưởng nhất, nhưng vào thời khắc quan kiện nhất lại bán đứng mình. Đỗ Thiên Giã có thể tha thứ cho việc Tô Viện Viện bán đứng mình, nhưng không thể nào vì sao cô ta lại muốn dồn cha mình vào tuyệt cảnh. Đỗ Thiên Giã lạnh lùng nói, không sao, mỗi người đều có quyền nói ra những gì mà mình muốn. Ở đầu dây bên kia, Tô Viện Viện lại rơi vào trầm mặc. Còn chuyện gì nữa không? Đỗ Thiên Giã vẫn bảo trì phong độ nhún nhường. Không còn. Đỗ Thiên Giã gác điện thoại, ra khỏi nhà, ngẩng đầu nhìn trăng sao trên trời đêm. Trận mưa gió phát sinh ở Giang Thành khiến gã nhận thức được sự thiếu sót của bản thân là người lãnh đạo cao nhất của Giang Thành,
y lại thiếu hẳn tố chất lâm nguy bất loạn, càng thiếu phương pháp công tác ứng đối cơ sở. Nếu như không phải là Trương Dương giết về giúp hắn thoát khỏi khó khăn, Phong Ba do chuyện này dẫn tới không biết lúc nào mới có thể lắng xuống. Lần này đá Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Dương Khánh Sinh ra khỏi hội thường ủy, ý là để cảnh cáo bọn thường ủy do Triệu Dương Lâm dẫn đầu, Đỗ Thiên Giã trước chuyện đã báo cáo quyết định của mình với Cố Doãn Chi và Tống Hoài Minh, cũng nhận được sự cho phép của hai người. Đỗ Thiên Giã hiểu rằng, lần này lấy Dương Khánh Sinh ra khai đao có lẽ vẫn không mang tới được tác dụng trấn nhiếp lý tưởng, đám thường ủy già do chủ nhiệm Đại hội Nhân dân Triệu Dương Lâm dẫn đầu tuyệt đối là có chuẩn bị mà tới. Hai ngày nay ở phía Kinh Thành có một số tin tức chưa được xác định, Bí thư tỉnh ủy Bình Hải tương lai có một nhân tuyển khác, người này tuyệt đối sẽ không phải là tỉnh trưởng Tống Hoài Minh. Tin tức này khiến trong lòng Đỗ Thiên Giã nổi sóng, gã cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân đám thường ủy già Triệu Dương Lâm ngang nhiên khiêu chiến mình. Một số người nào đó chắc nhận được tin tức nội tình, hơn nữa rất có khả năng đã tìm được một tòa núi dựa mới, cho nên mới có gan khiêu chiến mình. Biến động quyền lực tối cao của Bình Hải tất nhiên sẽ ảnh hưởng tới nội bộ thể chế Giang Thành, thân là bí thư thị ủy Giang Thành, Đỗ Thiên Giã trước tiên phải suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể duy trì được sự ổn định của Giang Thành. Chuyện giới đấu ở núi Thanh Đài tuy đã được dẹp xuống, nhưng Trương Dương lần này lại vạch trần chuyện bí thư huyện ủy Xuân Dương Chu Hằng dùng chuyên khoản của phát triển du lịch. Dưới tự đốc thúc của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, Ủy ban Kỷ luật thành phố đã bắt đầu điều tra chuyện này, hơn nữa còn nắm được chứng cứ xác thực. Đỗ Thiên Giã lúc trước khi tới Giang Thành nhậm chức, từng cho rằng mình chỉ cần làm tốt công tác, tận tụy tạo phúc cho người dân, xứng đáng với đảng với quốc gia là được, nhưng hiện tại gã mới phát hiện, chỉ làm tốt việc của mình là không đủ. Gã thân là toàn núi cao nhất của thể chế Giang Thành, phải chịu đựng gió táp mưa sa tới từ các phương diện, gã muốn nắm giữ toàn cục Giang Thành, muốn duy hộ sự ổn định của cả thể chế thì phải khiến cho hệ thống này được vận hành ổn định. Người làm quan vốn phải cô độc, Đỗ Thiên Giã nhắm hai mắt lại, đột nhiên nhớ lại cảnh cùng Văn Linh thắm thiết ngày trước, trong lòng cảm thấy đau nhói, đối với gã mà nói, tình cảm thật sự là rất xa xỉ. Trương Dương sáng ngày hôm sau lại đi gặp tỉnh trưởng Tống Hoài Minh. Ở trong văn phòng của Tống Hoài Minh, hắn gặp thị trưởng Lam Sơn Thượng Tụng tới báo cáo công tác, Thượng Tụng và Trương Dương cũng là người quen, Trương Dương chào một tiếng tỉnh trưởng Tống rồi lại gật đầu với Thượng Tụng, chào thị trưởng Thường, ngọn gió nào thổi ông tới Đông Giang vậy? Thượng Tụng nói, tôi tới tìm tỉnh trưởng Tống để báo cáo công tác. Thượng Tụng tuy hô phong hoán vũ ở Lam Sơn, nhưng ở trong văn phòng của Tống Hoài Minh thì phải thu liễm đi nhiều, y cười nói tôi còn phải đi làm chuyện việc, liên lạc sau nhé. Sau khi Thường Tụng đi, Tống Hoài Minh chỉ vào cái ghế ở đối diện, tỏ ý bảo Trương Dương tới ngồi cạnh y. Trương Dương nói, cháu hôm nay tới là để báo cáo công tác với tỉnh trưởng Tống. Tống Hoài Minh cười nói, không cần phải báo cáo, thành tích công tác của cậu đồng chí Lưu Diễm Hồng đã báo cáo rất chi tiết với tôi rồi. Rất khá, đáng được biểu dương. Trương Dương nói, cái đó, biểu dương cũng không thể chỉ giới hạn trên miệng được. Tống Hoài Minh nói, công tác cụ thể của cậu chắc do thành phố Giang Thành an bài phải không? Tôi nếu hỏi, người ta khẳng định muốn nói cậu vượt quyền, ngược lại sẽ xóa đi hết thành tích công tác của cậu. Trương Dương tới tìm Tống Hoài Minh cũng không phải là chỉ để báo cáo công tác, càng không phải là muốn xin chức. Tối qua hắn tới tìm Tống Hoài Minh chủ yếu là muốn để lộ một tin tức cho Tống Hoài Minh, nhưng ngại Cố Doãn Chi cũng có mặt, cho nên có những lời không tiện nói ra. Tống Hoài Minh biết hắn có lời muốn nói. Hờ hững bảo, bí thư ủy ban kỷ luật Lưu rất hân thưởng cậu, có muốn được điều tới ủy ban kỷ luật tỉnh công tác không? Trương Dương nói, gì cơ, làm bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh á, mức độ đề thăng của cháu có chút hơi lớn quá thì phải. Tống Hoài Minh cười nói, cậu đang nằm mơ đấy à? Trên thế giới này lấy đâu ra chuyện một bước lên trời? Trương Dương nói, vậy thì cháu cứ thật thà ở Giang Thành thôi, ít nhiều gì cũng có bộ môn để quản lý, có thể có chút quyền lên tiếng. Có câu thế nào ý nhỉ, thà làm đầu gà chứ đừng làm nít trâu. Tống Hoài Minh không đồng ý câu nói này của Trương Dương, có điều y cũng chỉ là cố ý nói chơi thôi, với tác phong làm việc của Trương Dương, tới tỉnh ủy thì không biết sẽ mang tới những phiền phức gì, người trẻ tuổi ở cơ sở rèn luyện thêm mấy năm cũng tốt. Tống Hoài Minh nói, xem ra Giang Thành là một nơi rất nhiều vấn đề, từ khi tôi tới, Giang Thành chưa có lúc nào được yên bình. Trương Dương cười nói, kỳ thực trước khi chú tới Giang Thành cũng chưa hề yên bình. Lê Quốc Chính, Hứa Thường Đức, Hồng Vĩ Cơ, đó đều không phải là những ngọn đèn bớt dầu. Tống Hoài Minh ho khan một tiếng, y không thích Trương Dương ngang nhiên bình luận về những cán bộ của Giang Thành, tuy những người này đều phạm phải sai lầm thế nọ thế kia, nhưng thân là cấp dưới mà tùy tiện bình luận về lãnh đạo vẫn là đại kỵ của quan trường.
Trương Dương nói, chú Tống, lần này ở đứng sau lưng xúi dục thôn dân thôn Chu Tiểu Kiều gây chuyện là một đám phóng viên, bọn họ đều là phóng viên của Nhật báo Đông Nam, người dẫn đầu là phóng viên tên Lưu Hy Văn, cháu nghĩ biện pháp cho họ nếm chút đau khổ, thằng cha này sau cùng thừa nhận, nói rằng chuyện này là Lý Đồng Dục, tổng biên tập Nhật báo Đông Nam sai y làm. Tống Hoài Minh nghe thấy cái tên Lý Đồng Dục thì không khỏi nhíu mày, tên Lý Đồng Dục này không phải xa lạ với y, thậm chí có thể nói, Lý Đồng Dục còn từng là bạn bè của y. Tay Tống Hoài Minh nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, kể ra y và bà vợ cũ là Sở Tĩnh quen nhau cũng là thông qua Lý Đồng Dục, năm đó Lý Đồng Dục theo đuổi Sở Tĩnh, nhưng Sở Tĩnh lại không có chút cảm giác nào với Lý Đồng Dục, một lần ngẫu nhiên gặp nhau, Sở Tĩnh thông qua Lý Đồng Dục quen Tống Hoài Minh, và rồi sau đó yêu y. Từ lúc đó tình bạn của Lý Đồng Dục và Tống Hoài Minh xuất hiện rạn nứt, Sở Tĩnh chết trong động đất, Lý Đồng Dục lúc đó cũng đưa tin ở khu vực xảy ra động đất, y và Tống Hoài Minh cùng xông vào trong tòa nhà sắp đổ, hai người đều được nhân viên cứu hộ ôm lại. Tống Hoài Minh, mày là một tên xúc sinh lạnh lùng vô tình, mày chỉ coi trọng sĩ đồ của mày thôi, mày đã hại chết Tĩnh Nhi. Giọng nói của Lý Đồng Dục vang bên tai Tống Hoài Minh, Tống Hoài Minh không khỏi rùng mình, lúc này mới nhớ tới Trương Dương còn ở bên cạnh. Trương Dương tràn đầy mê hoặc nhìn Tống Hoài Minh, thấy trán Tống Hoài Minh đầm đìa mồ hôi lạnh, chú Tống, chú không sao chứ? Tống Hoài Minh lắc đầu, rút khăn tay ra lau mồ hôi lạnh trên trán, có chút miễn cưỡng cười cười, có thể là do chưa ăn sáng nên bụng hơi đau. Để cháu chẩn mạch cho chú. Tống Hoài Minh chỉ mượn cớ mà thôi, y cười nói, không cần đâu. Trương Dương từ biểu hiện thất thường của Tống Hoài Minh đoán rằng Tống Hoài Minh có 89 phần 10 là quen tên Lý Đồng Dục này. Có điều quan hệ giữa họ thì mình khó mà suy đoán ra được. Tống Hoài Minh ổn định lại tâm tình nói, tiếp tục nói đi. Trương Dương nói, cháu chỉ nói cách nhìn của mình về chuyện này thôi, chú đừng có cười cháu. Tống Hoài Minh cười khích lệ, nói đi. Trương Dương nói, từ tình hình nắm được trước mắt cho thấy, Đỗ Thiên Giã bị quấn vào trong trận giới đâu này thuần túy chỉ là trùng hợp, Trần Sùng Sơn càng là một chuyện nằm ngoài ý liệu. Minh Hải mỗi năm người chết vì giới đấu rất nhiều. Nhưng chuyện này lại thành ầm ĩ như vậy, chính là vì có người ở sau lưng cổ động, những phóng viên của Nhật báo Đông Nam tới rất kịp thời, nếu như không có họ sắp đặt kế hoạch, lão bách tính của thôn Chu Tiểu Kiều căn bản sẽ không có tổ chức nghiêm mật như vậy, kế hoạch cũng không chu toàn như vậy. Mục tiêu của họ rất rõ ràng, không trực tiếp nhắm vào Đỗ Thiên Giã mà là tụ tập trên người Trần Sùng Sơn. Có người mật báo với Ủy ban kỷ luật rằng Trần Sùng Sơn là cha ruột của Đỗ Thiên Giã. Mục đích mà họ coi Trần Sùng Sơn là mục tiêu chính là vì muốn kéo Đỗ Thiên Giã vào. Tống Hoài Minh cầm chén trà lên, có một chuyện tôi nghĩ nên cho cậu biết, Đỗ Thiên Giã đã chủ động thẳng thắn báo với Ủy ban kỷ luật tỉnh rằng Trần Sùng Sơn chính là cha ruột của anh ta. Trương Dương có chút kinh ngạc, có điều lập tức cảm thấy cao hứng cho Đỗ Thiên Giã, Đỗ Thiên Giã sớm muốn gì cũng phải đi bước này, thẳng thắn nói ra sự thực, tuy trong khoảng thời gian ngắn sẽ bị người ngoài nói ra nói vào, nhưng về lâu về dài. Có thể đề phòng người khác lợi dụng quan hệ của cha con họ để chế tạo rắc rối, đây cũng là hắn kiến nghị Đỗ Thiên Giã. Trương Dương nói, người ở sau lực chế tạo rắc rối nhất định là biết rõ nội tình, thậm chí đã biết được bí mật này từ lâu rồi. Trần Sùng Sơn nổ súng bắn Chu Hồng Vệ, nhân chứng mục kích vốn có hai người, lão đạo sĩ Lý Tín Nghĩa là bạn bè nhiều năm của ông ta, chứng cứ của ông ta thiếu sức thuyết phục, người còn lại là Tô Viện Viện, vào thời khắc quan kiện đột nhiên lật cung, cô ta và Trần Sùng Sơn không thù không oán. Vì sao lại làm vậy? Dụng ý của cô ta chẳng phải là muốn khiến Đỗ Thiên Giã rơi vào khốn cảnh ư? Cô ta chỉ là một nhân viên phục vụ của Sở Chiêu Đãi Chính phủ thành phố, Đỗ Thiên Giã trước giờ đối đãi với cô ta không tồi, nguyên nhân có thể khiến cô ta làm vậy một là do lợi ích thúc đẩy, hai là phải chịu áp lực. Tống Hoài Minh gật đầu, Trương Dương phân tích rất đâu ra đấy. Trương Dương lại nói, Đỗ Thiên Giã là bí thư thị ủy Giang Thành, là người nắm quyền lực lớn nhất Giang Thành. Có thể khiến Tô Viện Viện cảm thấy áp lực, không tiếc lật cung để đối phó Đỗ Thiên Giã, quyền lực của người này có lẽ còn lớn hơn Đỗ Thiên Giã. Tống Hoài Minh cười cười, y không đồng ý với câu nói này của Trương Dương, trên thế giới này không phải chỉ có thể dùng quyền lực mới uy hiếp được người khác phải khuất nhục, còn có nhiều phương thức khác lắm. Trương Dương nói, sau khi sự kiện giới đấu ở núi Thanh Đài phát sinh, trong thường ủy Giang Thành đột nhiên xuất hiện rất nhiều cảnh tượng không hài hòa. Mấy thường ủy lấy chủ nhiệm Đại hội Nhân dân Triệu Dương Lâm dẫn đầu ngang nhiên làm khó bí thư thị ủy. Tống Hoài Minh nói, trong công tác cho phép có những tiếng nói bất đồng tồn tại, đối với những kiến nghị và phê bình hợp lý, cho dù là người lãnh đạo cũng phải khiêm tốn tiếp nhận. Trương Dương nói, cháu chỉ cảm thấy sau lưng những chuyện này nhất định có mối liên hệ, không nói cái khác,
chỉ mấy vị thường ủy này thôi, bọn họ đều công tác nhiều năm trong thể chế, ai ai cũng là hạng lão làng, đều ôm lý niệm chuyện không liên quan tới mình thì mặc kệ, nhưng hiện tại đột nhiên gà già hóa vịt, ai ai cũng sát khí đằng đằng, khẳng định là có chỗ dựa, những chuyện này chẳng lẽ liên quan tới việc bí thư Cố sắp về hưu ư? Trương Dương rất huyền chuyển ra ám chỉ cho Tống Hoài Minh, vị trí bí thư tỉnh ủy này sợ rằng có nhân tuyển khác rồi. Tống Hoài Minh cười cười, y hiểu ý của Trương Dương, chuyện mà Trương Dương còn có thể nhìn thấu, chẳng lẽ y lại không nhìn ra? Trương Dương thấy Tống Hoài Minh cười, có chút xấu hổ nói, những cái này. Chú Tống, toàn là cháu phân tích mò, chú đừng để trong lòng, cũng đừng cười cháu, cháu. Tống Hoài Minh nói, tôi sao lại cười cậu, Trương Dương, an tâm công tác đi. Chỉ có mỗi một người chúng ta đều tập trung sự chú ý của mình lên công tác trước mắt của mình thì sự nghiệp của chúng ta mới có thể có được sự tiến bộ và phát triển. Trên chính trị có tránh khỏi tồn tại sự thích ứng và ma hợp, nhưng đấu tránh nội bộ vô ích đối với đại nghiệp cải cách thì vẫn phải kính nhi viễn chi, cậu hiểu ý tôi chứ? Trương Dương tựa hiểu mà như không hiểu nhìn Tống Hoài Minh, nhưng mình không muốn đấu với người khác thì người khác cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để đấu với mình, thế thì phải làm sao đây? Là lui một bước là trời cao biển rộng hay là người nếu phạm ta thì ta tất phạm người. Tống Hoài Minh nói, trong lòng đảng viên chỉ nên có một tín niệm, đó chính là phụng hiến sinh mạng và sức lực của mình cho nhân dân, cho đảng. Một đảng viên hợp cách có thể khoan dung cho người khác phu miệt và công kích mình, có thể chịu đựng các loại đối đãi bất công với mình, nhưng quyết không cho phép người khác làm tổn hại tới lợi ích của quốc gia, lợi ích của nhân dân, đây chính là đường ranh giới của chúng ta. Trương Dương mặt mày nghiêm túc. Đạo lý này hắn hiểu, nhưng ngẫm kỹ lại thì ý tứ của tỉnh trưởng Tống chính là đấu tranh chính trị khẳng định là không thể tránh được. Người trong thể thế, công kích nhân thân đều là âm thầm trong bóng tối, có ai ngu tới mức đi ra ngoài ánh sáng. Từ những lời nói vừa rồi của Tống Hoài Minh có thể nghe ra, y đang nhắc mình phải làm đến nơi đến chốn công tác trước mắt, đây không phải là biểu thị tỉnh trưởng Tống biến thành bí thư Tống trên cơ bản là không thể ư. Tống Hoài Minh nhìn thấy mắt thằng ôn này đảo quanh, rõ ràng là còn có chuyện gì muốn hỏi. Tống Hoài Minh nói, cậu muốn hỏi gì thì trực tiếp hỏi đi, đừng có quanh co lòng vòng, thời gian của tôi rất quý giá đó. Trương Dương cắn môi, hắn nổi thẳng ra luôn, cháu nghe nói bí thư tỉnh ủy Vân An Kiều Trấn Lương muốn tới tiếp nhận vị trí của bí thư Cố, không biết chuyện này là thật hay là giả. Kỳ thực chuyện này căn bản cũng chưa hề có tin tức gì truyền ra, Trương Dương chỉ đưa ra một cái suy đoán lớn gan, ở trước mặt Tống Hoài Minh vờ tha để bắt thật. Tống Hoài Minh cũng không hề giấu giếm gì trên vấn đề này. Y mỉm cười, nói, tin tức của cậu rất linh thông. Được rồi, đây không phải là chuyện của cậu, ra ngoài đừng có nói năng lung tung. Trương Dương cảm thấy chột dạ, câu này của Tống Hoài Minh chẳng khác nào là chứng thực suy đoán của hắn, người sẽ nắm chức bí thư thị ủy trên cơ bản đã được xác định là Kiều Trấn Lương, cha của Kiều Mộng Viện, con trai của Kiều Lão chứ không phải là bố vợ tương lai Tống Hoài Minh của hắn, chẳng trách Thời Duy sau khi say rượu lại nói ra những lời như vậy. Lúc Trương Dương rời khỏi văn phòng của tỉnh trưởng, ở sâu trong lòng cảm thấy vô cùng cảm khái, Bình Hải này xem ra thật sự sắp có thay đổi rồi, có điều nghĩ tới bộ dạng trung hậu của Kiều Trấn Lương, đồng chí Kiều chắc không phải là loại người thích chơi trò âm mưu quỷ kế. Mà nghĩ lại, chuyện của cao tầng cũng không đến lượt hắn tới hỏi, với thân phận của hắn hiện tại không có tư cách gia nhập, binh tới thì tướng ngăn, nước đến thì đất chặn, chàng biến động trên chính trị này, Tống Hoài Minh tất nhiên có đạo ứng đối của y. Mình cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Thân là nhân vật được Ủy ban Kỷ luật tỉnh lâm thời mượn dùng, Trương Dương tới Đông Giang tất nhiên là phải đến Ủy ban Kỷ luật tỉnh chào hỏi. Tuy tới Đông Giang đã vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên hắn tới Ủy ban Kỷ luật tỉnh, Trương Dương đi tới văn phòng của Phó Bí thư Ủy ban Kỷ luật tỉnh Lưu Diễm Hồng. Lưu Diễm Hồng thấy Trương Dương tới, không khỏi cười nói, đại công thần của chúng ta tới rồi. Trương Dương nói, tôi hôm nay đến là muốn xin bí thư Lưu luận công khen thưởng đây. Lưu Diễm Hồng nói, yên tâm đi, trong sổ công lao sớm đã có tên cậu rồi, có điều lần này cậu thích hợp làm anh hùng vô danh. Vì sao, con người tôi không sợ nổi danh đâu. Lưu Diễm Hồng nói, vậy tôi tuyên dương cậu tố cáo chuyện của bí thư huyện ủy Xuân Dương Chu Hằng nhé. Trương đại quan nhân lúc này mới hiểu, hóa ra là người ta nói về một chuyện khác, xem ra làm quan càng lớn thì bản lĩnh chỉ đông đánh tay càng mạnh. Trương Dương quan hệ nhiều với đám cán bộ cấp tỉnh này, trong lòng cũng có bài bản hơn, chơi trò tâm kế với người ta, mình còn kém hỏa hầu lắm, đối phó với những lãnh đạo này, phương pháp tốt nhất chính là giả vờ ngây ngô, gọn gàng dứt khoát. Trương Dương nói, chuyện của Chu Hằng đã có kết quả rồi à? Lưu Diễm Hồng bảo thư ký pha trà cho Trương Dương.
Trương Dương nói, tôi vừa uống trà ở chỗ tỉnh trưởng Tống rồi. Lưu Diễm Hồng cười nói, con rể bố vợ các anh cũng khá là hòa hợp nhỉ. Trương Đại Quan Nhân nói, lúc công tác, tôi là lục thân bất nhận. Ái trà, dạng tính cách này rất thích hợp làm công tác của Ủy ban Kỷ luật, suy nghĩ chút đi, chuyển tới đây làm nhé. Lưu Diễm Hồng là thật lòng mời, từ trong việc xử lý sự kiện giới đấu núi Thanh Đài, cô ta nhìn ra Trương Dương không phải là hạng lỗ mãng dễ xung động hơi tí là đánh người như trong lời đồn, mà tên tiểu tử này có dũng có mưu, nếu như hắn có thể tới Ủy ban Kỷ luật, khẳng định sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của Minh. Trương Dương nói, công tác của Ủy ban Kỷ luật này có chút giống như là cẩm y vệ, luôn cảm thấy có chút không được nhìn thấy ánh sáng, trong lòng tôi thực sự là không thích. Lưu Diễm Hồng trừng mắt lườm hắn, lần đầu tiên nghe thấy người ta nói về chúng tôi như vậy đấy. Ở sau lưng còn nói những lời khó nghe hơn về các cô kìa, hay là để tôi nói hết ra cho cô nghe nhé. Lưu Diễm Hồng nói, cậu không muốn tới thì thôi. Trương Dương, cậu còn thiếu một bản báo cáo. Báo cáo gì? Báo cáo dùng súng săn bắn bị thương Chu Hồng Tinh. Trương Dương thật sự là có chút to cả đầu, hắn bực bội nói, cô hiện tại hiểu vì sao tôi không thích tới Ủy ban Kỷ luật rồi chứ. Công tác của các cô là chuyên đi bới móc sai lầm của người ta, biểu dương và khích lệ vô duyên với các cô. Lưu Diễm Hồng cười bảo, cái mà chúng tôi làm chính là công tác, biểu dương khích lệ là việc của bộ tuyên truyền. Tay cô ta khẽ động, ánh dương chiếu lên cổ tay, đồng hồ phản quang bắn vào mắt Trương Dương, Trương Dương nghiêng đầu. Né sự phản quang, than khẽ, bí thư Lưu, cô cũng quá thể hiện rồi, chiếc đồng hồ này cũng phải vài chục vạn đấy. Lưu Diễm Hồng nhìn đồng hồ, cắn môi cười nói, Patek Philippe đấy, chồng trước của tôi năm đó từ Thụy Sĩ mua về cho tôi, chắc khoảng hơn 60 vạn nhân dân tệ, vì chiếc đồng hồ này mà rất nhiều người viết báo cáo nói tôi. Tính khí của tôi rất bướng, tiền không phải là tôi tham ô mà có, vì sao tôi không thể đeo, vì chuyện này mà bí thư Tằng còn đặc biệt tìm tôi nói chuyện. Bảo tôi chú ý ảnh hưởng, lúc đi làm đừng có đeo. Tần Hoan cười ha ha. Lưu Diễm Hồng nói, bọn họ càng nói thì tôi càng đeo cho họ xem. Trương Dương nói, cái khác không nói, nhưng điểm này tôi rất giống bí thư Lưu. Lưu Diễm Hồng không nhịn được cười, đúng vậy, cũng có người tố cáo một cán bộ cấp phó ban nho nhỏ như cậu mà cũng lái xe, đeo đồng hồ. Trương Đại Quan Nhân nói, Ủy ban Kỷ luật chú ý tôi rồi à? Lưu Diễm Hồng nói, cậu là cán bộ cấp phó ban, Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng tôi không cảm thấy hứng thú với chuyện của cậu. Tự tôn của Trương Đại Quan Nhân lập tức bị thương hại, quan chức quá thấp, cho dù là phạm sai lầm, tôi đa cũng chỉ là Ủy ban Kỷ luật thành phố tìm mình nói chuyện, xem ra vẫn phải nỗ lực, ta ích, trong đầu ta nghĩ cái gì vậy? Lưu Diễm Hồng nói, cậu cũng đừng nghĩ nhiều, bảo cậu viết một bản báo cáo chỉ là cần để cho vào hồ sơ thôi, không phải là nhắm vào cậu. Trong mắt cậu công tác mà Ủy ban Kỷ luật chúng tôi làm chỉ là đi bới móc sai lầm của người khác ư. Cũng không phải hoàn toàn là vậy. Tôi tin rằng xuất phát điểm của Ủy ban Kỷ luật các cô là tốt, có điều có câu gì ý nhỉ? Ruồi muỗi không đốt trứng không có lỗ thủng. Nếu là người khác thì chẳng ai dám càn rỡ như vậy ở trước mặt Phó Bí Thư Kỷ luật tỉnh. Lưu Diễm Hồng cũng không cảm thấy có gì bực tức, một là vì Trương Dương là con rể tương lai của Tống Hoài Minh, hai là thông qua đoạn thời gian tiếp xúc này. Cô ta đã hiểu ít nhiều về tính tình của Trương Dương, quen với phương thức nói chuyện của hắn rồi. Trong mắt cô ta cũng không coi Trương Dương như hạ cấp, mà giống như là cháu của mình, cho nên cũng không để trong lòng. Lưu Diễm Hồng nói, ban lãnh đạo Giang Thành gầy đây có biến động, chính là cơ hội tốt dành cho cậu đấy. Trương Dương nói, thường ủy biến động một chút, đáng tiếc là không đến lượt tôi. Lưu Diễm Hồng cười nói, thằng ôn câu, tốt nhất là ngoan ngoãn mà làm việc cho tốt đi. Buổi trưa, Trương Dương được mời tới Nam Quốc Sơn Trang, thị trưởng Lam Sơn Thường Tụng tạm thời ngủ ở đây, ông ta gọi Trương Dương tới ăn cơm, lúc Trương Dương tới, Thường Hải Tâm cũng ngồi taxi tới, đi tới trước mặt Trương Dương, có chút hiếu kỳ nói, anh sao lại tới đây? Trương Dương cười bảo, tôi sao không thể tới, là cha cô mời tôi tới mà. Thường Tụng ở Nam Quốc Sơn Trang đặt một cái bàn, Trương Dương sau khi trị khỏi bệnh phong thấp cho ông ta ở phương diện ẩm thực bắt đầu không chú ý nữa. Tử lượng cũng không ngừng tăng. Thường Hải Tâm trên đường nhắc nhở Trương Dương, bảo hắn lúc gặp cha mình thì giúp khuyên ông ta uống ít một chút, nhắc ông ta bình thường phải chú ý tử lượng, chú ý bảo dưỡng. Câu đầu tiên mà Thường Tụng nói khi gặp Trương Dương quả nhiên là có liên quan tới rượu, Trương Dương, chiều nay tôi còn có việc, chúng ta uống ít thôi nhé. Thường Hải Tâm không nhịn được liền nói, cha còn uống nữa à? Bệnh mới khỏi được chưa bao lâu,
hiện tại cán bộ cơ quan không phải là hạ lệnh cấm rượu rồi ư? Thường Tụng cười ha ha, nói cái con bé này đúng là càng lúc quản càng chặt, con là thư ký của phó thị trưởng Tần, nhưng không phải là thư ký của cha. Con là con gái của cha, quan tâm cha thì có gì mà không đúng. Thường Tụng chỉ vào một bình thái điêu ở trên bàn, uống chút rượu vàng thôi, không sao đâu, buổi chiều ta gặp mặt với mấy người bạn cũ, không phải là chuyện công. Thường Hải Tâm lặng lẽ kéo Trương Dương một cái, Trương Dương không nói gì, thản nhiên ngồi xuống. Thường Tụng rất chú trọng rượu, nhưng lại không yêu cầu nhiều về thức ăn, tuy là mời Trương Dương ăn cơm, nhưng thức ăn rất đơn giản, bốn món ăn một món canh, hôm nay gọi Trương Dương tới, một là để hỏi thăm tình hình gần đây của con trai cả là Thường Hải Thiên, hai là tỏ ý cảm ơn Trương Dương, nếu như không có sự giới thiệu của Trương Dương, Thường Hải Thiên không sẽ thoát khỏi đáy nhân sinh nhanh như vậy. Nhắc tới chuyện của Thường Hải Thiên, Trương Dương không khỏi cười nói, thị trưởng Thường, ngài ngàn vạn lần đừng khách khí với tôi làm gì. Tôi và ba anh em bọn Hải Thiên là bạn bè tôi, hiện giờ còn là bạn học với Hải Tâm, chuyện của họ cũng là chuyện của tôi, bạn bè giúp nhau cũng là chuyện hết sức bình thường, lúc tôi tới Lam Sơn, bọn họ cũng thường giúp tôi mà. Thường Tụng gật đầu, ông ta cạn một chén rượu vàng với Trương Dương, lại hỏi chuyện Trương Dương đánh cảng thương, chuyện này ở Bình Hải lan truyền rất rộng, ngay cả Thường Tụng cũng nghe nói tới. Trương Dương nói, thượng cấp xóa hết chức vụ của tôi rồi, cảnh cáo xử phạt ở trong đảng. Bảo tôi tới trường đảng tiếp nhận sự giáo dục. Thường Hải Tâm nói, bảo anh tới trường đảng học tập không phải là chuyện gì xấu cả, tôi không phạm sai lầm mà chẳng phải cũng tới học ư. Thường Tụng cười nói, nếu như công tác ở Giang Thành không được như ý, cậu có thể suy nghĩ tới Lam Sơn công tác, phòng chiêu thương của chúng tôi cũng thiếu người, chỉ cần cậu gật đầu, những chuyện khác cứ để tôi lo. Trương Dương vẫn rất hân thường Trương Dương. Trương Dương cười nói, cảm ơn ý tốt của thị trưởng Thường. Nhưng tính tình của tôi bướng bỉnh lắm, ngã ở chỗ nào thì phải bò lên ở chỗ đấy, tôi phạm sai lầm ở Giang Thành, thì tôi phải sửa chữa sai lầm ở Giang Thành, tìm lại vinh dự cho mình, vả lại, Giang Thành là gia hương của tôi tạm thời không nỡ bỏ đi. Thường Tụng tuy là đề xuất lời mời, nhưng biết rằng Trương Dương không thể rời khỏi Giang Thành, tình bạn giữa hắn và bí thư thị ủy Giang Thành Đỗ Thiên Giã ở trong thể chế Bình Hải ai ai cũng biết, bối cảnh của Trương Dương rất sâu. Thân là chủ nhiệm ban chiêu thương mà ẩu đả với thương nhân đầu tư, sau cùng chuyện này cũng sống chết mặc bây, cái gọi là sự trừng phạt dành cho hắn hoàn toàn là gãi ngứa, trên thực tế chẳng để lại ảnh hưởng gì cả. Sau bữa ăn, theo yêu cầu của Thường Hải Tâm, Trương Dương trần mạch cho Thường Tụng, tình trạng sức khỏe của thị trưởng Thường rất tốt, tuy là vậy, Trương Dương vẫn ở trước mặt Thường Hải Tâm khuyên Thường Tụng uống ít rượu đi. Thường Tụng vẫn rất coi trọng lời nói của Trương Dương, ông ta gật đầu, nói tôi sau này sẽ chú ý. Thường Hải Tâm ông cánh tay cha, nói, đây mới là đồng chí tốt chứ. Phải biết rằng thân thể là vốn của đảng viên, cha nếu để sức khỏe đi xuống, làm sao mà công tác vì quốc gia và nhân dân được. Thường Tụng nói, cha hơn 50 rồi, trừ bệnh phong thấp ra thì còn có bệnh gì nữa đâu, Trương Dương đã chữa khỏi cái bệnh dày vò cha nhiều năm này rồi, cha khỏe mạnh làm tới 60 cũng không có vấn đề gì. Trương Dương cười nói, thị trưởng Thường chuẩn bị công tác lâu dài, đảng và quốc gia đều cần ngài. Tôi thấy kiểu gì cũng làm tới 70 ý chứ. Thường Tụng cười ha ha, làm tới 70 chẳng phải là làm tới trung ương ư, ông ta không có tính toán như vậy, cũng không mang bất kỳ hy vọng gì, ông ta nhớ tới bí thư tỉnh ủy Cố Doãn Chi, bí thư Cố của chúng ta sắp về hưu rồi. Trương Dương gật đầu, bí thư Cố sau 15 tuổi rồi. Thường Tụng nói, không có bí thư Cố thì không có sự phát triển hiện tại của Lam Sơn chúng tôi, trong những năm mà ông ta tại nhiệm, sự phát triển của Bình Hải ai ai cũng thấy được. Sự ra đi của bí thư Cố đối với tỉnh và thành phố chúng ta là một tổn thất lớn. Những lời này là xuất phát từ tận đáy lòng, uy tín của Cố Doãn Chi ở trong thể chế Bình Hải rất cao. Trương Dương nói, bí thư Cố rất kiên quyết về hưu, người ta là muốn ly khai một cách triệt để, chăn thả Nam Sơn, bảo dưỡng ngàn năm. Thường Tụng nói, loại khí phách này của bí thư Cố đa số người đều không có, rất nhiều lãnh đạo miệng thì nói lui xuống, nhưng vẫn quyến luyến không nỡ xa rời quyền lực. Chuyện này vậy ở trong thể chế không phải là hiếm thấy. Trương Dương cười nói, lịch sử Trung Quốc chính là như vậy, từ cổ chí kim, triều đại nào mà chẳng xuất hiện mấy thái thượng hoàng. Thường Hải Tâm nói, suy tới cùng thì vẫn là sự ham muốn quyền lực ở trong lòng. Thường Tụng nói, sau này cha đến tuổi sẽ lập tức lui xuống, cha cũng học theo bí thư Cố, rút lui một cách sạch sẽ, 60 tuổi vẫn không tính là gì, tới lúc đó, cha lái xe, chở mẹ con đi chu du khắp nước. Cha đã đáp ứng bà ấy rồi, nhưng mãi vẫn chưa có thời gian.
Thường Hải Tâm cười nói, yên tâm đi, bọn con nhất định sẽ không cản trở thế giới riêng của hai người. Chương 343, không nể mặt. Lúc chiều, Thường Hải Tâm và Trương Dương tới sân tennis của Nam Quốc Sơn Trang chơi vài ván, Thường Tùng hứng chí bừng bừng đi theo xem, vừa hay ông chủ của Nam Quốc Sơn Trang, Lý Quang Nam người Singapore cũng ở đây tập luyện, nhìn thấy Thường Tùng, vội vàng dừng lại chạy ra đón, cười nói, thị trưởng Thường, cùng chơi nhé. Thường Tùng lắc đầu, nói tôi không chơi đâu, tôi tới chơi cùng con gái. Lý Quang Nam gật đầu, cười nói, cậu thanh niên này là bạn trai của Thường Tiểu Thư à? Thường Tùng cười nói, bạn học, anh ta tên là Trương Dương. Nam Quốc Sơn Trang của Lý Quang Nam đã khai nghiệp 5 năm rồi, nhưng y bình thường rất ít khi tới đây, bởi vì trọng điểm sinh ý của y vẫn ở Nam Dương, cho nên không biết gì về tên tuổi của Trương Dương, cười nói, đánh bóng hay lắm. Thường Tùng nói, Nam Quốc Sơn Trang của này anh rất khá. Làm rất có văn hóa truyền thống đặc sắc của Trung Quốc. Lý Quang Nam nói, tôi tuy là người Singapore, nhưng cũng là con cháu của Viêm Hoàng, rất yêu thích văn hóa của Tổ tiên. Thường Tùng nói, đa số người Singapore đều là người Hoa, có điều người có tình cảm sâu sắc với Tổ tiên như anh thì không nhiều. Lý Quang Nam cười cười, thị trưởng Thường không hiểu người Singapore rồi. Thường Tùng mỉm cười. Nói, là không lý giải được mới đúng, tôi luôn không rõ vì sao quốc gia của các anh lại thân thiết với nước Mỹ hơn Trung Quốc. Vẻ mặt của Lý Quang Nam có chút xấu hổ, y vốn muốn nhân cơ hội bàn với Thường Tùng chuyện tới Lam Sơn đầu tư nhà máy may, nhưng Triệu Tĩnh đã bắt đầu biểu lộ ông ta không có hào cảm với người Singapore, khiến cho Lý Quang Nam không biết bắt đầu từ đâu, nhưng người làm ăn dẫu sao cũng là người làm ăn, đầu óc của y rất linh hoạt, rất nhanh liền chuyển đề tài, thị trường Thường. Tôi gần đây có tới khu phát triển kinh tế Lam Sơn, quy mô và sự phát triển của nó tuyệt đối là số một của quốc nội. Thường Tùng cười nói, tình thế của khu phát triển Lam Sơn rất không tồi, xí nghiệp của khu phát triển đã trở thành một trong những cột trụ kinh tế quan trọng của Lam Sơn. Lý Quang Nam nói, tôi rất coi trọng tương lai của Lam Sơn, đang định tới Lam Sơn đầu tư. Thường Tùng nói, hoan nghênh, cánh cửa của Lam Sơn luôn luôn mở rộng đối với thương nhân yêu nước. Lý Quang Nam cười nói, tới lúc đó hy vọng thị trưởng Thường giúp đỡ cho một chút. Thường Tùng gật đầu, được. Lúc Lý Quang Nam nói chuyện với Thường Tùng, có thể cảm thấy khí thế của Thường Tùng rất cường thịnh. Chữ được này hồi đáp rất bình đạm, thiếu đi sự nhiệt tình thường thấy. Lý Quang Nam vốn hy vọng phản ứng của Thường Tùng có thể nhiệt tình hơn một chút, thái độ của Thường Tùng khiến y có chút thất vọng, nhưng nghĩ lại, thành thị trẻ Lam Sơn này đang càng lúc càng hấp dẫn nhiều ánh mắt, sau khi trở thành khu phát triển kinh tế của quốc gia. Đầu tư trong nước ngoài nước ùn ùn kéo về, người ta căn bản là không thiếu đầu tư, trừ phi là hạng mục đầu tư với quy mô siêu lớn, nếu không rất khó hấp dẫn được sự chú ý của vị thị trưởng đại nhân này. Lúc này Trương Dương và Thường Hải Tâm đánh bóng xong quay lại, Lý Quang Diệu rất ân cần đưa hai chai nước, Trương Dương cười nói, vị này là. Lý Quang Nam chủ động giới thiệu thân phận của mình. Trương Dương cười nói, ông chủ, Nam Quốc Sơn Trang của ông làm rất tốt. Khẩu khí của thằng ôn này khiến Lý Quang Nam cảm thấy có chút không vui. Thầm nghĩ, thằng ôn mày là ai chứ, nói chuyện cứ như là lãnh đạo ấy. Có điều biểu hiện của Lý Quang Nam vẫn rất khách khí, đây đều là vì nể mặt Thường Tùng, y cười nói, đa số thời gian tôi đều ở Đông Nam Á, nơi này là bạn quản lý hộ. Lúc nói chuyện, Tổng Giám đốc Nam Quốc Sơn Trang Nhậm Văn Bân chạy tới, gã trước tiên chào hỏi Thường Tùng, Nhậm Văn Bân và Phó Bí Thư Thị ủy Lam Sơn Ngô Minh là bạn học. Cũng thông qua Ngô Minh mà bấu víu được chút quan hệ với chính phủ thị ủy Lam Sơn, đương nhiên chủ yếu là hoàn cảnh nơi này rất tốt, lựa chọn đầu tiên khi lãnh đạo thành phố Lam Sơn tới Đông Giang là ngụ lại đây. Lý Quang Nam không biết Trương Dương, nhưng Nhậm Văn Bân thì lại nghe danh hắn đã lâu, cũng biết tính tình của hắn, tuy hai người không quen biết, nhưng Nhậm Văn Bân cũng dám chậm trễ, mỉm cười chia tay ra, chủ nhiệm Trương, vừa Trương Dương tôi còn tưởng là tuyển thủ tennis chuyên nghiệp nào đến, thì ra là anh. Trương Dương mỉm cười bắt tay với Nhậm Văn Bân. Nhậm Văn Bân nói, tôi là giám đốc Nhậm Văn Bân của Nam Quốc Sơn Trang, đây là ông chủ lý của chúng tôi. Trương Dương cười nói, vậy Nam Quốc Sơn Trang rốt cuộc là ai làm đương gia? Nhậm Văn Bân cười nói, ông chủ phụ trách bỏ tiền, tôi phụ trách kinh doanh, mấy chuyện lặt vặt thì anh cứ tìm tôi. Trương Dương thấy người này rất nhạy bén. Nhậm Văn Bân lại nói, có thể là chủ nhiệm Trương không biết tôi. Tôi và viên ba của Vọng Giang lâu rất thân nhau, là bạn bè. Nhắc tới viên ba tất nhiên là muốn kéo gần cự ly quan hệ giữa hai bên. Thường Tùng không thích nói chuyện với những người làm sinh ý, đứng dậy đi về phòng, Thường Hải Tâm ra hiệu cho Trương Dương,
tỏ ý bảo mình đi tắm rửa thay quần áo, dục hắn đi thôi. Trương Dương cũng cáo từ đi tắm rửa. Lý Quang Nam thấy Nhậm Văn Bân khách khí với Trương Dương như vậy, không khỏi hiếu kỳ hỏi hắn là ai. Nhậm Văn Bân thấy Trương Dương đi xa rồi mới hạ giọng, nói con rể tương lai của tỉnh trưởng Bình Hải Tống Hoài Minh, chuyện đánh cảnh thương ầm ĩ gần đây cũng chính là do hắn làm. Lý Quang Nam sợ hãi nói, thì ra là hắn, kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng sao y phải sợ, thì ra chuyện Trương đại quan nhân đánh thương nhân đầu tư ở trong giới đầu tư lưu truyền rất thịnh, tạo thành ảnh hưởng không tốt. Nhậm Văn Bân nhìn thấy vẻ mặt của Lý Quang Nam, cười thầm trong lòng, câu thông với thị trưởng Thường sao rồi. Lý Quang Nam cười khổ, nói, người này không dễ tiếp cận, quan viên nội địa đều quá kiêu ngạo. Không thể nào, tinh khí của thị trưởng Thường rất hào sảng mà. Lý Quang Nam nói, đại khái là tôi không nói chuyện được với ông ta. Khi thay đổi đề tài, công tác tiếp đãi câu lạc bộ Thái Hồng thế nào rồi? Nhậm Văn Bân cười nói, yên tâm đi, tất cả đều chiêu đãi rất chu đáo. Tôi còn đặc biệt ở Sườn Tây Sơn Trang dọn ra một sân tập luyện cho họ. Lý Quang Nam nói, chiều mai thi đấu rồi, nhất định phải chiếu cố cho thật tốt, tôi và Triệu Tổng là bạn bè thân thiết, chiều mai anh ta sẽ tới quan chiến. Lúc Trương Dương bước vào trong phòng tắm, cũng nhìn thấy tấm băng rôn đó, bên trên viết hoan nghênh câu lạc bộ bóng đá Thái Hồng Vân An tới Nam Quốc Sơn Trang. Trương Dương nghĩ một chút, câu lạc bộ Thái Hồng Vân An ở trong nước cũng tính là có chút tiếng tăm, ở giải bóng đá ngoại hạng xếp tầm trung, có điều thành tích năm nay không tốt lắm, một mực loanh quanh ở khu giữ cấp. Bọn họ tới Bình Hải là để tham gia cuộc thi đấu với đội thất tinh của Bình Hải, đội thất tinh Bình Hải là đội bóng được nhà máy thuốc là Đông Giang tài trợ. Năm ngoái xếp thứ hai trong giải ngoại hạng toàn quốc, thành tích năm nay cũng lên xa, trước mắt đang xếp ở vị trí số 1, hai đội thực lực chênh lệch quá xa. Lần giao thủ trong quý 1, đội Thái Thông đá ở sân nhà, đội thất tinh Bình Hải từng thắng cách biệt tới năm, không ở sân khách, lần này bọn họ làm chủ nhà, fan của Bình Hải cho rằng thủ thắng là điều tất nhiên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phòng tắm của Nam Quốc Sơn Trang được trang trí rất hào hoa, bên trong có hơn 10 người đang nói nói cười cười, Trương Dương đi vào chỗ tắm vòi hoa sen. Vốn là một chuyện hết sức bình thường, nhưng và đi tới dưới vòi hoa sen thì bị người ta đẩy một cái, anh bạn, sang bên kia đi. Trương Dương trợn tròn mắt, chỉ thấy một tên đen thui thân hình cao tới hơn 1m9 xuất hiện ở trước mặt hắn, vẻ mặt rất bất thiện nhìn hắn. Trương Dương ngẩng đầu, khinh thường nhìn gã, sao? Phòng tắm này là nhà anh mở à? Tên cao to da đen đó nói ít thôi, chỗ tắm vòi sen nhiều như vậy, anh chạy tới đây làm cái gì? Trương Dương vừa nghe thấy liền bốc lửa, con mẹ nó, ỷ có thân hình cao to rồi ngang ngược với mình à? Hắn chậm rãi bỏ khăn tắm xuống nhúng nước, trong lòng thầm quyết định, mày con mẹ nó còn dám gây sự với ông đây thì ông đây đập chết mày. Tên cao to da đen đó đẩy Trương Dương một cái, Trương Dương nghiêng người ra sau. Khăn tắm trong tay vung ra như thiểm điện. Bốp một tiếng đánh trúng cằm gã đó, giống như là bị trúng một quyền nặng, gã đó chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ngửa đầu lên rồi ngã vật xuống, đồng bạn của gã vội vàng chạy tới đỡ. Lần này Trương Dương chọc phải tổ ong rồi, 13 tên hán tử trần truồng thoáng cái đã vây hắn vào giữa, Trương Dương giơ tay lên lau giọt nước trên mặt, cười lạnh nói, hôm nay tao bao nơi này, ai không muốn ăn đòn thì cút đi cho tao. Một hán tử săn chắc gầm lần một tiếng rồi nhấc chân đá Trương Dương, cái khăn trong tay Trương Dương xoay tròn vung ra, quấn lấy chân gã, nhẹ nhàng kéo một cái, tên tiểu tử đó đứng không vững ngã dập mông xuống đất, lại có người giơ chân lên đá vào lưng Trương Dương, không đợi chân của gã chạm vào mình, Trương Dương lại vung khăn tắm ra, phát sau mà đến trước. Bốp một tiếng, đánh lên mặt hán tử đó, giống như là bị ăn phải một cái tát rõ đau, đánh cho tên tiểu tử đó ôm mắt gào thét lui ra sau. Cái khăn tắm thấm nước trong tay Trương Dương trở thành vũ khí của hắn, vung lên đánh xuống, kêu bốp bốp không ngừng, tiếng hét thảm không ngừng vang lên trong phòng tắm. Trong vòng không tới 3 phút, 13 đại hán thân thể cao to khỏe mạnh toàn bộ đều bị Trương Dương đánh ngã. Trương đại quan nhân thân hình lõa lồ, trong tay vung vẩy khăn tắm trăng đi giữa đám người nằm lăn lộn trên mặt đất. Nhân viên phục vụ phòng tắm nghe tin chạy đến thì giật nảy mình, vội vàng đi báo cáo chuyện này. Trương Dương thay quần áo xong đi tới đại sảnh phòng tắm, phát hiện có gần 20 người đang đứng đó đợi mình, đám người này toàn bộ đều mặc quần áo thể thao của câu lạc bộ Thái Hồng Vân An, vừa rồi bị Trương Dương đánh ngã là cầu thủ chủ lực của câu lạc bộ này. Những cầu thủ này vừa tập luyện xong tới phòng tắm tắm rửa, không ngờ lại phát sinh xung đột với Trương Dương, cho nên mới phát sinh cảnh vừa rồi, trong hơn 20 người này có cầu thủ dự bị,
có huấn luyện viên và đội ngũ y bác sĩ. Bọn họ nghe nói một người đánh ngã 13 cầu thủ thì đều cảm thấy bất khả tư nghị, phải biết rằng những cầu thủ này đều được huấn luyện đầy đủ, không ai không phải là nhân vật có tố chất thân thể xuất chúng, sức chiến đấu của 13 người là không thể coi thường, không ngờ một thanh niên lại có thể đánh ngã toàn bộ bọn họ. Trong đó đa số đều là cầu thủ chủ lực, phía câu lạc bộ đều xuất động toàn bộ, muốn đòi lại công đạo cho họ. Trương Dương cũng không phải là lần đầu tiên đối mặt với cảnh quần tình phẫn uất như thế này, hắn rất kinh thường nhìn đám người này. Thường Hải Tâm từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy cảnh ở trước mặt thì giật nảy mình, vội vàng đi tới cạnh Trương Dương, hỏi, chuyện gì thế? Trương Dương kinh thường cười bảo, gặp một đám vô lại. Lúc này Lý Quang Nam và Nhậm Văn Bân hớt hải chạy tới, bọn họ chia nhau đi khuyên nhủ, khó khăn lắm mới khuyên được đám nhân viên của câu lạc bộ đó về. Thường Hải Tâm kéo Trương Dương về phòng của Thường Tụng, Thường Tụng nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, nhưng không biết phát sinh chuyện gì, nghe Trương Dương nói xong thì không khỏi cười bảo, đúng là nên giáo huấn cái đám chân thối đó, đá bóng thì chẳng ra làm sao mà còn đầu gấu. Đúng là lũ ăn không ngồi rồi. Một lát sau, Lý Quang Nam và Nhậm Văn Bân đều tới chỗ Thường Tụng xin lỗi, bọn họ cả hai bên đều không đắc tội được, phía câu lạc bộ Thái Hồng vừa rồi bọn họ cũng an ủi một hồi, đám cầu thủ đó tuy rằng quần tình phẫn uất, nhưng nghe nói người đánh bọn họ là con rể tương lai của tỉnh trưởng Bình Hải, ai ai cũng sau khi lầm bầm vài câu thì không truy cứu nữa, từ cổ chí kim dân không đấu lại quan, đấu được thì cũng chẳng có kết quả tốt, những cầu thủ này tuy tứ chi phát triển, nhưng đầu óc cũng không đơn giản. Đạo lý khinh yếu sợ mạnh bọn họ hiểu rất rõ. Lại thêm Trương Dương vừa rồi khi xuất thủ vẫn khống chế chừng mực rất tốt, hiện tại là xã hội pháp trị, bản thân người ta lại là đảng viên, nếu thật sự tạo thành tội đánh bị thương người khác thì rất phiền. Trương Dương không nói gì, Thường Tụng thì lại có chút tức giận, bản thân ông ta là một người mê bóng đá, đối với nền bóng đá của Trung Quốc hiện tại rất không vừa ý, lại lầm bầm chửi mấy câu. Lý Quang Nam đề xuất tối nay mời Thường Tụng ăn cơm để xin lỗi, nhưng lại bị Thường Tụng cự tuyệt một cách rất không khách khí. Thường Tụng tối nay phải về Lam Sơn, ông ta không có thời gian để lãng phí với đám người này. Bởi vì là cuối tuần, Thường Hải Tâm theo cha về Lam Sơn, Thường Tụng mời Trương Dương cùng đi, Trương Dương từ chối hảo ý của ông ta, đám người Lương Thành Long tối nay cũng mời hắn tham gia tụ hội. Sự nghiệp của Lương Thành Long gần đây rất phong sinh thủy khởi, phía Giang Thành có công trình nhà xưởng của tập đoàn Thiên Kiêu và tập đoàn Hối Thông, ở Đông Giang thì liên thủ với Hà Trường An lấy được khối đất của cửa hàng Bách Hóa Dệt Đông Giang. Công trình đã khởi công, sau khi mấy hạng công trình này xong, tập đoàn Phong Dụ của Lương Thành Long không nghi ngờ gì nữa sẽ tiến thêm một bước, trở thành công ty xây dựng số 1 số 2 của Đông Giang, thậm chí là cả tỉnh Bình Hải. Tiệc rượu tối hôm nay do tập đoàn Phong Dụ của Lương Thành Long làm chủ trì, khách mời là quản lý tầng của câu lạc bộ bóng đá Thất Tinh và những cầu thủ chủ lực, đương nhiên còn có những lãnh đạo chủ yếu của nhà máy thuốc lá Đông Giang, phía đầu tư cho câu lạc bộ Thất Tinh, đây là để cổ vũ cho cuộc thi đấu ngày mai. Giải ngoại hạng của quốc nội vừa bắt đầu, người trong nước dưới sự tuyên truyền liên tục cũng rất nhiệt tình với bóng đá. Rất nhiều xí nghiệp cỡ lớn đều đưa tầm mắt vào bóng đá, đương nhiên mục đích chủ yếu của họ là để xây dựng hình tượng của xí nghiệp, tiến hành tuyên truyền và quảng cáo. Mục đích mà nhà máy thuốc lá Đông Giang tài trợ cho câu lạc bộ Thất Tinh chính là vì mục đầu, mà tập đoàn Phong Dụ của Lương Thành Long làm chủ trì tiệc rượu, mục đích là để quảng cáo tuyên truyền. Trên sân bóng ngày mai sẽ có biển quảng cáo của tập đoàn Phong Dụ và tập đoàn Thiên Kiêu. Sau này tập đoàn Thiên Kiêu sẽ cung cấp trang phục cho cầu thủ của câu lạc bộ. Lúc nghỉ ngơi giữa hiệp Lương Thành Long còn đặc biệt an bài một tiết mục giải trí. Trương Dương ban đầu không muốn tới, nhưng Lương Thành Long cứ nằng nặc mời hắn, còn nói sẽ mang tới cho hắn một sự bất ngờ. Lúc Trương Dương tới khách sạn Hồng Kiều thì tiệc rượu đã bắt đầu được hơn 10 phút, khi bước vào đại sảnh, nghe thấy tiếng hoan hô ở bên trong. Lương Thành Long đang ở trên bục phá biểu, chúc đội bóng Thất Tinh ngày mai giành được thắng lợi, rồi chúc họ sẽ giành được chức quán quân của giải ngoại hạng năm nay. Lương Thành Long đứng ở trên bục ý khí phong phát, đương nhiên sẽ không để ý tới Trương Đại Quan Nhân đang lề dề bước vào. Trương Dương nhìn quanh, thấy Bạch Yến và Lê San San hai người đang nói chuyện với một đám con gái xinh đẹp, Trương Dương cười ha ha bước tới, mỹ nữ như mây. Bạch Yến nhìn thấy hắn, không khỏi cười nói. Vừa rồi Lương tiên sinh còn than nhớ anh sao giờ mới tới? Trương Dương nói, tôi tới để ủng hộ, phối hợp diễn, Lương Thành Long muốn tôi nhìn thấy chàng diện uy phong của gã, tôi đang xem đây. Lê San San đưa cho hắn một chén rượu, ánh mắt của Trương Dương lướt một vòng trên mặt đám con gái. Lê San San cười nói, có thích không? Tôi giới thiệu giúp anh. Trương Đại Quan Nhân cười nói, tôi không tiền không thế,
ai thèm nhìn chúng tôi chứ? Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Lê San San nghe ra câu này của hắn giống như đang chế giễu mình, mặt không khỏi nóng lên, Bạch Yến kịp thời giải vây, San San đừng phạm sai lầm, người ta là con rể của tỉnh trưởng Tống đấy. Trương Dương cười nói, chưa kết hôn mà, tôi là tôi, tỉnh trưởng Tống là tỉnh trưởng Tống, đừng có gắn hai chúng tôi vào với nhau. Lúc này Đinh Triệu Dũng bước tới, gã hôm nay mặc tây trang, đi tới vỗ vai Trương Dương, nói, sao giờ mới tới? Tôi vừa phát biểu xong, cậu không thấy à? Trương Dương cười nói, anh thì phát biểu cái gì? Viêm tuyến tiền liệt à? Vạch cho tôi xem nào. Đinh Triệu Dũng cười mắng, miệng chó không mọc được ngà voi. Bạch Yến và Lê San San cười đến nỗi không đứng thẳng được. Trương Dương nói, Lương Thành Long mở tiệc rượu này làm cái gì? Đinh Triệu Dũng nói, không phải là bởi vì làm tuyên truyền ư, trận đấu ngày mai, bảng quảng cáo ở xung quanh sân bóng có của gã và của tôi. Ha ha, gã cũng tính là bạn thân, tặng tôi 6 tấm biển quảng cáo, không lấy một xu. Trương Dương không cảm thấy hứng thú với chuyện làm ăn của họ, uống một ngụm hương tân, nói với Bạch Yến, các cô thì tới đây làm gì? Bạch Yến nói, lát nữa có vũ hội, chúng tôi dẫn một đám chị em của đoàn ca múa tới góp vui, nếu không thì toàn là các đại lão gia, chúng tôi ngay cả bạn nhảy cũng chẳng có. Trương Dương trêu, Bạch Yến, nhìn không ra, cô thật sự là hiền nội trợ của Lương tiên sinh. Bạch Yến trừng mắt lườm hắn, anh nói ít đi thì cũng không có ai bảo anh câm đao. Trương đại quan nhân tuy lợi hại, nhưng ở trước mặt một đám con gái cũng không dám tranh cái lợi trên miệng lưỡi, hắn cùng Đinh Triệu Dũng đi sang một bên, Đinh Triệu Dũng lúc nói mới nói, Đinh Bân và Triệu Tính cũng tới đó. Trương Dương hiện tại cũng đành thừa nhận mối quan hệ luyến ái của Đinh Bân và Triệu Tính, yêu đương tự do, người làm anh như hắn cũng không có quyền hỏi, thuận theo hướng mà Đinh Triệu Dũng chỉ để nhìn. Thấy Đinh Bân và Triệu Tĩnh đang chạy theo đám cầu thủ xin chữ ký. Trương Dương không hiểu nổi, nói tôi con mẹ nó không thể hiểu nổi, anh nói xem, đám cầu thủ đó xấu như vậy, sao còn có người hâm mộ họ. Đinh Triệu Dũng cười nói, thị trường quyết định thôi, cái gọi là giải ngoại hạng đúng ra cũng chính là thị trường đá bóng, muốn đưa thị trường này lên thì phải tiến hành đóng gói hàng hóa, cho nên nhà tài trợ tiến hành đóng gói đám cầu thủ này, thực lực của họ không đủ, nhưng sau khi đóng gói thì cũng vẫn bán được một chút. Bóng đá không được thì chơi trò cá tính, kỹ thuật không được thì dùng cách khác để hấp dẫn ánh mắt của người ta. Trương Dương nói, thế chẳng phải là lão Vương bán dưa, vừa bán vừa khen ư. Đinh Triệu Dũng nói, chỉ cần có thể bán được, tự khen thì tự khen, kỳ thực đám cầu thủ này chẳng có ai là kẻ ngốc, mà cũng chẳng có ai lại đi ném tiền của mình lên người đám phế vật này để chơi. Cái mà cầu thủ chơi là bóng, còn cái mà mọi người làm là sinh ý, làm quảng cáo, ngoài làm sinh ý ra còn được vui vẻ. Thế thì tội gì mà không làm? Anh, Triệu Tính cuối cùng cũng phát hiện ra anh trai, vui vẻ chạy tới, Đinh Tâm ở sâu trong lòng vẫn hơi sợ Trương Dương, nhưng đành trơ mặt chạy theo, đã chạm mặt rồi, nếu không chào hỏi thì cũng khó ăn khó nói. Trương Dương gật đầu, Triệu Tính hưng phấn giơ quyển sổ chữ ký trong tay lên, anh, em có được tất cả chữ ký của cầu thủ đội thất tinh rồi. Trương đại quan nhân khịt mũi khinh bỉ, nói, chân bọn họ thối vậy, chữ ký ra có thể chạy được tới đâu chứ? Anh thật là đáng ghét. Sự nhiệt tình của Triệu Tĩnh bị Trương Dương hắt cho một bát nước lạnh. Đinh Bân đi tới trước mặt Trương Dương, nói anh Dương tới rồi à? Trương Dương gật đầu, tới được một lúc rồi. Giữa hắn và Đinh Bân không có tiếng nói chung gì cả. Triệu Tĩnh kéo Đinh Bân một cái, Đinh Bân nói, anh Dương hôm nào rảnh, em mời anh một bữa. Trương Dương cười cười, không cần, các cậu đều là học sinh, mời khách thì tốn tiền của gia đình lắm. Câu này khiến cho Đinh Bân xấu hổ. Đinh Triệu Dũng giải vây cho em trai, Trương Dương, thôi đừng có khi phụ bọn trẻ nữa, tôi mời cậu. Trương Dương cười nói, được, dạng thổ hào như cậu mời khách, tôi ăn mà trong lòng cũng yên tâm. Triệu Tính ghé vào tai Trương Dương, nói nhỏ, chị Hâm Nhan cũng có mặt đấy. Trương Dương hơi ngây ra, đang định hỏi kỹ lại thì Triệu Tính và đã kéo tay Đinh Bân đi xem náo nhiệt rồi. Trương Dương nhìn quanh, cũng không thấy bóng của Hà Hâm Nhan đâu. Đinh Triệu Dũng nhìn thấy bộ dạng tâm thần bất an của hắn, nói khẽ sao thế, tìm ai vậy? Trương Dương không nói gì, lúc này ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng ồn ào, trước tiên là đám phóng viên đi tới, dưới ánh đèn hơn 10 người lần lượt đi vào, chính là đại biểu của câu lạc bộ Thái Hồng, người dẫn đầu là tổng giám đốc câu lạc bộ Thái Hồng Triệu Quốc Lương, gã là con trai của lão tổng tập đoàn Thái Hồng Triệu Vĩnh Phúc. Nhắc tới Triệu Quốc Lương thì không thể không nói tới Triệu Vĩnh Phúc. Tập đoàn Thái Hồng là lão đạo trong ngành sắt thép của quốc nội,
Triệu Vĩnh Phúc giữ chức chủ tịch nhiều năm, là xí nghiệp gia nổi danh của tỉnh Vân An, cũng là án bộ cấp phó tỉnh, y và Kiều Trấn Lương tương giao mạc nghịch. Triệu Vĩnh Phúc còn có một thân phận, đó chính là con rể của tiền phó thủ tướng Giang Đạt Dương, nói một cách khác, Triệu Quốc Lương chính là cháu ngoại của Giang Đạt Dương. Triệu Quốc Lương năm nay 27 tuổi, sau khi tốt nghiệp cao trung liền tới châu Âu học đại học, sau khi về nước thì theo nghề kinh doanh, từ sớm đã làm việc ở công ty của ông cậu, 3 năm trước bỏ ra một khoản sáng lập công ty mậu dịch kim tự tổ, tham gia làm ăn xuất nhập khẩu khoáng thạch, tài phú giống như là bóng tuyết lăn tích lũy không ngừng, hào xưng là ức vạn phú ông trẻ tuổi nhất của tỉnh Vân An. Gã đảm nhiệm chức chủ tịch câu lạc bộ Thái Hồng, tư nhân trong câu lạc bộ chiếm 20% cổ phần, bình thường Triệu Quốc Lương rất ít khi tham gia quản lý câu lạc bộ, có điều mỗi lần tới cuộc thi đấu quan trọng gã đều tự mình tới quan chiến. Cha gã Triệu Vĩnh Phúc cũng là một fan bóng đá chính hiệu, ngày mai là cuộc thi đấu giữa Thái Hồng và Thất Tinh, Triệu Vĩnh Phúc cũng sẽ tới quan chiến. Triệu Quốc Lương dáng người trung đẳng, nhưng tướng mạo thanh tú, da thịt trắng nõn, đeo kính không gọng, lộ ra vẻ vô cùng nho nhã, có điều vẻ mặt của gã lại có chút cô ngạo, cũng khó trách, người ta xuất thân danh môn, tuổi nhỏ mà tiền nhiều, kiêu ngạo chút cũng là bình thường. Lương Thành Long và Triệu Quốc Lương quen nhau, gã cười cười đi tới nghênh đón. Rất thân thiết bắt tay, hai người không tính là quá thân, có điều địa vị hai bên tương đương, Triệu Quốc Lương nói, hy vọng chúng tôi không tới muộn. Lương Thành Long cười nói, không muộn, vũ hội còn chưa bắt đầu, tình hữu nghị của chúng ta là quan trọng nhất, cuộc thi đấu chỉ là thứ hai, cùng nhau gây dựng chút tình cảm đi. Gã mời Triệu Quốc Lương nói vài câu. Triệu Quốc Lương cười nhạt, nói, bỏ đi, tôi chỉ tới gặp mặt Tào Tổng thôi. Tào Tổng trong miệng gã chính là Tổng Giám đốc Tào Tân Nguyên của câu lạc bộ Thất Tinh, Tào Tân Nguyên đang ở bên cạnh nói chuyện với cầu thủ, nghe thấy Triệu Quốc Lương tới, liền bước tới chào hỏi. Triệu Quốc Lương nhận một chén rượu vang từ trong tay nhân viên phục vụ, chạm cốc với Tào Tân Nguyên, mỉm cười nói, Tào Tổng thấy cuộc thi đấu ngày mai thế nào? Tào Tân Nguyên nói, quả bóng hình tròn, tôi là Tổng Giám đốc chứ không phải là trọng tài, tôi nói thì được gì? Triệu Quốc Lương cười nói, thực lực của Thất Tinh rất mạnh. Thái Hồng của chúng tôi chỉ có thể toàn lực đấu một trận thôi. Tào Tân Nguyên chạm cốc với gã nói, xin mượn câu nói của Lương Tổng, hữu nghị là số 1, đá bóng là số 2, chúng ta thôi thì đừng chú trọng tới bản thân trận đấu nữa. Lương Thành Long mỉm cười mời cầu thủ đi theo Triệu Quốc Lương vào. Một cầu thủ của đội Thái Hồng đột nhiên nhìn thấy Trương Dương ở đằng xa đang nói chuyện say sưa với Đinh Triệu Dũng, sắc mặt biến đổi, đi tới cạnh Triệu Quốc Lương, thì thầm vào tai gã. Triệu Quốc Lương nhíu mày, nhìn Trương Dương ở đằng xa, nói với Lương Thành Long, Lương Tổng, người đó là ai? Gã dùng tay chỉ Trương Dương. Lương Thành Long nói, à, Trương Dương, chủ nhiệm phòng chiêu thương của Giang Thành, có cần tôi dẫn kiến không? Triệu Quốc Lương cười nói, được. Hai người cầm chén đi tới. Trương Dương dừng nói chuyện với Đỗ Thiên Giã, Lương Thành Long mỉm cười giới thiệu họ với nhau, vị này là Triệu Quốc Lương tiên sinh, chủ tịch của câu lạc bộ Thái Hồng Vân An. Đinh Triệu Dũng chìa tay ra trước tiên, mỉm cười nói, nghe danh đã lâu. Tôi là Đinh Triệu Dũng, bạn học của Thành Long. Lương Thành Long bổ sung thêm, là công tử của bí thư chính pháp ủy tỉnh Bình Hải chúng tôi. Triệu Quốc Lương mỉm cười bắt tay gã. Lúc tới Trương Dương cười nói, tôi không phải là công tử gì cả, tôi tên là Trương Dương, người Giang Thành. Hắn rất khách khí chìa tay ra. Triệu Quốc Lương rụt tay lại. Đầy vẻ chế giễu nhìn Trương Dương, tên của Trương tiên sinh trước đây tôi chưa từng nghe thấy. Lương Thành Long ngây ra, nếu sớm biết Triệu Quốc Lương là tới để gây khó dễ cho Trương Dương, gã nói gì cũng sẽ không dẫn Triệu Quốc Lương tới. Biểu hiện Trương Dương rất hờ hững, cho dù là bị Triệu Quốc Lương vũ nhục ở trước mặt mọi người, nhưng hắn cũng không tức giận đánh người như trước kia, lúc này mấy cầu thủ của câu lạc bộ Thái Hồng đều đi theo, bọn họ muốn thấy Trương Dương xấu mặt. Trương Dương nhìn bọn họ. Nghĩ tới chuyện lúc chiều, không khỏi bật cười, Triệu Quốc Lương là lão tổng của câu lạc bộ Thái Hồng, gã là muốn giúp đám cầu thủ này đòi lại sĩ diện. Trương Dương cười rất sán lạn, nụ cười của hắn rất có sức cảm nhiễm, Đinh Triệu Dũng và Lương Thành Long đều cảm thấy khí độ của Trương Dương đã cao hơn nhiều, nếu so sánh thì biểu hiện của Triệu Quốc Lương chẳng ra làm sao cả. Trương Dương nói, tôi trước đây cũng chưa từng nghe tới tên của Triệu tiên sinh. Triệu Quốc Lương nói, nghe nói Trương tiên sinh đánh đấm rất khá. Trương Dương vẫn cười tươi, cũng tạm, đối phó với mấy ngôi sao bóng đả dởm thì không có vấn đề gì. Lời nói của hắn lộ ra vẻ cuồng ngạo, lão tử chẳng việc gì phải vòng vo tam quốc với ngươi, đám cầu thủ của ngươi chính là ta đánh đấy, ngươi làm gì được nào.
Triệu Quốc Lương quan sát Trương Dương, gật gật đầu, nói, hảo bản sự. Sau này ra cửa cẩn thận một chút. Trương Dương cười nói, uy hiếp tôi à? Triệu Quốc Lương cười nói, tôi trước giờ không uy hiếp ai bao giờ cả, Lương Tổng biết mà, tôi là người nói được làm được. Trương Dương nhìn Lương Thành Long, Lương Thành Long có chút xấu hổ, Triệu Tổng, chúng ta qua kia đi, tôi dẫn Kiên Anh với mấy vị lãnh đạo. Triệu Quốc Lương quay người định đi. Trương Dương gọi gã lại, Triệu Quốc Lương phải không? Triệu Quốc Lương dừng bước. Trương Dương nói, sau này cách xa tôi một chút, chân tay khẳng kheo, tôi thật sự là sợ làm anh bị thương. Triệu Quốc Lương khóe miệng giật giật, gã cười cười tiếp tục tiến về phía trước. Trương Dương lạnh lùng lườm đám cầu thủ của câu lạc bộ Thái Hồng, con mẹ nó vây quanh tôi làm cái gì? Muốn ăn đòn có phải không? Chương 344, nhân họa. Đinh Triệu Dũng sợ hắn nhất thời không nén được, sinh sự ngay trong hội trường, liền kéo Trương Dương muốn khuyên hắn đi. Lúc này người chủ trì bắt đầu phát biểu, vũ hội sắp bắt đầu, bọn họ pha trò cười, người chủ trì hứng phấn nói to, xin chư vị yên lặng, hôm nay chúng tôi còn đặc biệt mời người đại diện của tập đoàn Thiên Kiêu tới, đó chính là Hà Hâm Nhan tiểu thư, minh tinh quảng cáo lừng danh, xin mọi người hoan nghênh. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay, Hà Hâm Nhan mặc lễ phục màu đỏ yểu điệu bước lên vũ đài. Hà Hâm Nhan đứng ở trên vũ đài, quang mang tỏa ra tứ phía, mái tóc màu đen như mây vấn lên, để lộ ra bờ vai thơm trắng nõn, đồ trang sức chói mắt và da thịt nõn nà tôn nhau lên, đẹp khiến người ta hoa cả mắt. Trương đại quan nhân mỉm cười xoa xoa cằm, cô nhóc này càng lúc càng đẹp. Cái đó, có phải là do mình tưới tắm không nhỉ? Nghĩ tới đây trong lòng không khỏi nóng lên, bộ phận nào đó của thân thể bắt đầu dục dịch muốn động. Trương đại quan nhân dùng tình cảm sâu đậm cực mạnh lập tức khống chế cái thứ bất hảo này xuống. Ở trước mặt mọi người, phải giữ hình tượng. Con mắt long lanh như nước của Hà Hâm Nhan quét nhìn hội trường, cô ta rất nhanh phát hiện ra Trương Dương ở giữa đám người, mỉm cười ngọt ngào với hắn. Người chủ trì nói, giờ ở đây chúng ta thiết lập một tiết mục bán đấu giá, hôm nay người ra giá cao nhất sẽ có may mắn được khiêu vũ mở màn với Hà Hâm Nhan tiểu thư. Còn chỗ tiền này, chúng tôi sẽ quyên cho tổ chức từ thiện, giúp đỡ những đứa trẻ không được đi học của Sơn Khu Bình Hải. Tình tự của tất cả mọi người đều bị hâm nóng lên. Trương Dương nghe vậy liền bốc lửa, con mẹ nó ai nghĩ ra cái chủ ý thối tha này vậy? Ánh mắt của hắn tìm Lương Thành Long, Lương Thành Long đang cùng với mấy nhân vật cấp tổng nói chuyện say sưa. Đinh Triệu Dũng thấy sắc mặt của thằng ôn này không đúng, quan tâm hỏi, cậu không sao chứ? Mấy người bạn của Trương Dương đều biết quan hệ ám muội giữa hắn và Hà Hâm Nhan. Có điều Hà Hâm Nhan hôm nay tới cũng là để phối hợp tuyên truyền cho tập đoàn Thiên Kiêu, thân là người đại diện của tập đoàn Thiên Kiêu, đây cũng là chức trách của cô ta. Trương Dương nghiến răng nghiến lợi nói, Lương Thành Long tên hỗn đản này, tẹo nữa kiểu gì tôi cũng đánh cho gã răng rơi đầy đất. Đinh Triệu Dũng đoán ra là chuyện của Hồ Nhân Như, không khỏi bật cười, quảng cáo tuyên truyền thôi mà, cậu hà tất phải nhỏ nhen như vậy. Trương Dương vốn không phải là người nhỏ nhen. Nhưng vừa Trương Dương phát sinh chút xung đột với Triệu Quốc Lương, trong lòng đang không vui, cho nên rất dễ tức giận, không để ý chút là sẽ dẫn phát cơn giận lôi đình của hắn. Lương Thành Long cũng không có ác ý, chỉ muốn tạo một niềm vui, Hà Hâm Nhan thân là người đại diện của tập đoàn Thiên Kiêu, người ta cũng không phản đối, gã là cố ý chọc tức Trương Dương. Chuyện trùng hợp trên thế giới này rất nhiều nhân tố ngẫu nhiên hợp lại với nhau thành điều tất nhiên. Sự xinh đẹp của Hà Hâm Nhan đã hấp dẫn tất cả sức chú ý của nam tính có mặt ở đây, Tào Tân Nguyên của câu lạc bộ Thất Tinh hô lên đầu tiên, 5.000. Lập tức có một giọng nói khác vang lên, 1.000. Đinh Triệu Dũng nhìn thấy vẻ mặt bất thiện của Trương Dương, bắt đầu ý thức được hôm nay không khéo lại có chuyện. Trương Dương tuy là con rể tương lai của Tống Hoài Minh, nhưng thằng ôn này lưu tình khắp nơi, quan hệ giữa hắn và Hà Hâm Nhan không rõ ràng, giữa hai người khẳng định là có gì đó ám muội. Hôm nay Lương Thành Long làm ra trò này, khiến Trương Dương mất mắt, xuất phát từ góc độ của Trương Dương, chuyện này quả thật là làm không được đẹp. Đinh Triệu Dũng đương nhiên không muốn bởi vì chuyện này mà tình bạn giữa Trương Dương và Lương Thành Long xuất hiện rạn nứt, đầu óc gã xoay chuyển cực nhanh, biện pháp tốt nhất để giải quyết chuyện này chính là mình tự giành được điệu nhảy mở màn, nghĩ tới đây, gã giơ tay hô to, 2.000. Cái giả này gấp đôi giá vừa rồi, một điệu nhảy mở màn giá 2.000 không phải là nhỏ. Người chủ trì kích động nói to, vị tiên sinh này ra giá 2.000. Có ai ra giá cao hơn nữa không? 2.000 một lần, 2.000 hai lần, 2.000, 10.000, một giọng nói ngạo mạn vang lên. Hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ, tất cả ánh mắt đều hướng về phía người vừa lên tiếng,
Triệu Quốc Lương ngồi ở đó ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hà Hâm Nhan trên vũ đài, cằm hơi hếch lên, rất cao ngạo, nhưng ánh mắt thì cực kỳ nóng bỏng. Ánh mắt của Hà Hâm Nhan thủy chung vẫn chỉ nhìn Trương Dương, khi thấy Trương Dương biến sắc, lập tức ý thức được hôm nay mình không nên đáp ứng Lương Thành Long, tới đây làm người đại diện. Trương Dương khẳng định là tức giận rồi, bản ý của cô ta là muốn đùa với Trương Dương thôi, nhưng không ngờ chuyện lại không phát triển như trong tưởng tượng của cô ta, có chút quá mức rồi. Trong lòng cô ta rất bất an, nhưng trên mặt thì vẫn bảo trì nụ cười ưu nhã. Lương Thành Long cũng hối hận rồi, vào sát na mà Triệu Quốc Lương cao giọng trả giá, hắn biết rằng tối nay hỏng việc rồi, tối hôm nay bất kỳ ai mua được điệu nhảy mờ màn này cũng không sao, chỉ có mình Triệu Quốc Lương là không được, gã nếu như mua được, Trương Dương kiểu gì cũng trở mặt với mình. Nhưng Lương Thành Long thân là phía chủ sự, mình không thể nào nhảy ra đọ sức với Triệu Quốc Lương được. Gã nhìn về phía Đinh Triệu Dũng ở đằng xa, tỏ ý bảo Đinh Triệu Dũng đọ với Triệu Quốc Lương, Lương Thành Long đã hạ quyết tâm, tối nay dù tốn bao nhiêu tiền cũng phải đòi lại mắt mũi cho Trương Dương, nếu không thì tình bạn khổ cực gây dựng nhiều năm cũng xong luôn. Hơn nữa nếu thằng ôn này nổi nóng kiểu gì cũng có gâu inh tố ở đây. Đinh Triệu Dũng nhìn thấy ánh mắt của Lương Thành Long là biết gã có ý gì, gã cắn răng, cao giọng nói, 11 vạn. Đinh Triệu Dũng chỉ là một tiểu phú, không có được tài chính dồi dào như người ta. Giọng nói của Đinh Triệu Dũng còn chưa dứt, giọng nói của Triệu Quốc Lương lại vang lên, 20 vạn. Khi gã nói ra con số này, ngay cả lông mày cũng không nhíu lấy một cái, tiền đối với gã chỉ là một con số mà thôi. Đỗ Thiên Dã nhìn Lương Thành Long ra sức nháy mắt, 20 vạn. Đau lòng quá. Đỗ Thiên Dã nói, 21 vạn. Triệu Quốc Lương cười cười, gã nhìn Đinh Triệu Dũng, khẽ gật đầu, 40 vạn. Trán Đỗ Thiên Dã toát mồ hôi rồi, gã lại nhìn Lương Thành Long, đang chuẩn bị hét 41 vạn thì Trương Dương lên tiếng, không cần phải tranh nữa, chẳng có chút ý nghĩa gì cả, bỏ đi. Giọng nói của người chủ trì kích động đến nỗi run rẩy, 40 vạn lần thứ nhất, 40 vạn lần thứ hai, 40 vạn. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều không có ai ra được giá cao hơn, Triệu Quốc Lương cũng như vậy. Gã đứng dậy, chuẩn bị mời Hà Hâm Nhan trên vũ đài. Đột nhiên một giọng nói bình tĩnh vang lên, 100 vạn. Tất cả mọi người đều ngây ra, Triệu Quốc Lương vừa từ trên ghế đứng dậy liền ngây đơ ra đó, gã chậm rãi quay người lại, muốn nhìn xem rốt cuộc là ai mà có khí phách lớn như vậy, vừa xuất tràng đã cướp sạch sành xanh phong đầu của mình. Hà Trường An mặc đường trang màu xám, cùng Lê San San bước vào hội trường. Triệu Quốc Lương nhận ra Hà Trường An, trên thực tế, người trong giới làm ăn không nhận ra Hà Trường An là rất ít, Triệu Quốc Lương tuy bối cảnh thâm hậu, tuổi trẻ tiền nhiều, nhưng tài phú của gã thì ngay cả cái bóng lưng của Hà Trường An cũng không nhìn thấy được. Tuy gã rất cường thế, rất muốn tranh đấu tiếp, nhưng bỏ 100 vạn ra để mua một điệu này mở màn mà nói thì không phải là một chuyện có lợi. Gã cũng có nghe nói tới phong cách làm việc của Hà Trường An, cho dù là mình có bỏ thêm nhiều tiền hơn nữa thì Hà Trường An nhất định vẫn sẽ áp đảo gã trên tiền bạc. Hiểu rõ chuyện này, Triệu Quốc Lương quyết định bỏ cuộc. Sau khi người chủ trì nói chữ, ba, điệu múa mở màn do Hà Trường An dùng 100 vạn nhân dân tệ mua được. Hà Trường An mỉm cười, tôi không biết khiêu vũ, nếu như nguyện ý thì Hà tiểu thư nhảy một điệu nhảy đơn đi. Hà Hâm Nhan thật lòng rất cảm kích Hà Trường An, nếu như không phải là có y xuất hiện, cục diện hôm nay khẳng định sẽ rất khó xử. Người cảm kích Hà Trường An không chỉ có một mình Hà Hâm Nhan. Lương Thành Long và Đinh Triệu Dũng cũng vậy. Hà Hâm Nhan nói, tôi đi thay quần áo. Lễ phục mà cô ta mặc quả thật là không thích hợp để biểu diễn nhảy đơn. Hà Trường An cười nói, xem ra tôi làm khó cô rồi. Y vẫy tay với Trương Dương ở đằng xa. Trương Dương đi tới, Hà tiên sinh có gì chỉ giáo. Lần này hắn nhỏ nhẹ hơn nhiều. Hà Trường An nháy mắt rất giảo hoạt, cậu tặng tôi một bức tranh chữ, tôi tặng cậu một điệu nhảy. Điệu nhảy mở này này đã tặng cho cậu rồi. Trương Dương cười nói, Hà tiên sinh, ông thật là biết làm người. Hà Trường An cười ha ha, cậu nếu cảm thấy thiếu tôi nhân tình, lát nữa giúp tôi viết một bức hiệp khách hành của Lý Bạch đi, chúng ta sẽ không ai thiếu ai. Trương Dương vui vẻ gật đầu. Hà Hâm Nhan biết hôm nay đã đắc tội với người yêu, chủ động ôn nhu dâng tặng, Trương Dương dắt tay cô ta, dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người, trong tiếng nhạc bước xuống vũ đài. Ôm cái eo nhỏ xinh của Hà Hâm Nhan, đôi lông mi đen dài của Hà Hâm Nhan đã che con mắt đẹp của cô ta, dùng giọng nói chỉ có Trương Dương mới nghe thấy, xin lỗi anh. Trương Dương nói, không có gì, em hôm nay là người phát ngôn của Thiên Kiêu, có một số chuyện là khó tránh khỏi.
Hà Hâm Nhan ôn nhu nói, em không nên đáp ứng người ta chuyện vừa rồi, là em cố ý muốn chiêu tức Na. Trương Dương cười cười dẫn Hà Hâm Nhan nhảy, hắn nhìn về phía vị trí mà Triệu Quốc Lương ngồi vừa rồi, phát hiện đám người Triệu Quốc Lương đã đi sạch rồi. Tiệc rượu kết thúc, Hồ Nhân Như thay quần áo, chẳng buồn tháo đồ trang sức chạy ra ngoài, nhìn thấy xe jeep của Trương Dương, kéo cửa chui vào, lao vào lòng Trương Dương, ôm lấy cổ hắn, dâng tặng nụ hôn thơm. Trương Dương hôn môi cô ta, trong bóng tối vỗ đen đét cái mông đầy đàn hồi. Hồ Nhân Như dịu dàng nói, đừng có đánh ngứa, người ta biết sai rồi mà. Trương Dương nâng mặt cô ta lên, dùng sức hôn lên môi cô ta hai cái. Hà Hâm Nhan nói, mời em ăn cơm đi, em đói rồi. Trương Dương không khỏi cười nói, anh cả đời này nợ em. Hà Hâm Nhan ôn nhu nói, em nợ anh mới đúng, đoạn thời gian này không gặp anh, trong đầu cả ngày chỉ nhớ tới anh. Em sợ anh thật sự tức giận, cho nên mới chẳng buồn cởi nữ trang mà chạy ngay tới đây, em sợ anh bỏ em. Trương Dương nói, lòng dạ anh hẹp hòi vậy à? Hà Hâm Nhan nói, thôi thì em biết em sai rồi, sau này em sẽ không làm anh giận nữa. Trương Dương cười tủm tỉm nói, chỉ nhận thức sai lầm thôi thì không đủ, em định bồi thường anh thế nào đây? Hà Hâm Nhan đỏ mặt, nói, anh muốn thế nào thì thế nấy. Trương Dương cố ý trêu, em biết anh muốn thế nào mà. Hà Hâm Nhan gắt, anh đúng là, đáng ghét. Cuộc thi đấu câu lạc bộ Thái Hồng Vân An tới làm khách ở Đông Giang được cử hành đúng giờ, Trương Dương chủ nhật cũng không có việc gì, cùng Hà Hâm Nhan tới sân thể thao xem náo nhiệt, sân thể thao năm ngoái mới được sửa lại, để chứa được nhiều cổ động viên cho nên đặc biệt dựng thêm hai tòa khán đài lớn. Tiến vào sân thể thao, Trương Dương không ngờ giải ngoại hạng lại có nhiều người hâm mộ như vậy, Hà Hâm Nhan là cổ động viên của đội thất tinh, vung vẩy cờ đội của đội thất tinh, có điều hôm nay ít nhiều lộ ra vẻ uể oải. Trương Dương quan tâm hỏi, em có phải là bị bệnh không? Anh mới bị bệnh ý. Hà Hâm Nhan tức giận nhéo tay hắn một cái, đỏ mặt nói nhỏ, cũng là tại anh giày vò người ta, hôm qua suýt nữa thì bị anh làm cho mệt chết. Trương Dương cười nói, đêm qua em có nói vậy đâu. Hà Hâm Nhan xấu hổ gắt, thôi đừng có nói nữa. Hai người tìm vị trí để ngồi, ở nơi công cộng vẫn khá chú ý, Trương Dương và Hà Hâm Nhan đều đeo kính không gọng, hai người ngồi rất quy củ. Bởi vì bọn họ bước vào sân khá muộn, cho nên lúc ngồi xuống thì trận đấu đã bắt đầu được 15 phút rồi, vẫn chưa có bàn thắng. Hồ Nhân Như rất chăm chú xem, Trương Dương thì không có hứng thú lắm với bóng đá, nhìn hai bên người tranh ta cướp, tràng diện tuy cũng tính là kịch liệt, có điều kỹ thuật của cầu thủ không dám khen tặng. Hà Hâm Nhan xem rất chuyên chú, thỉnh thoảng hai tay còn nắm chặt lại, lúc thì đứng bật dậy, lúc thì cao giọng hò hét, rất là nhập tâm, các cổ động viên ở xung quanh cũng ai nấy có kiểu riêng của mình. Trương Dương hứng thú quan sát chăm vẻ của cổ động viên, cảm thấy nhìn vẻ mặt của họ so với xem bóng đá còn thú vị hơn nhiều. Cổ động viên đồng thời đứng bật dậy, sau đó bạo phát ra tiếng hoan hô, Trương Dương từ trong thanh âm đã biết rằng vào rồi, hơn nữa khẳng định là đội thất tinh Bình Hải đá vào. Hà Hâm Nhan kích động nhảy nhót, vừa nhảy vừa gào chói cả tai, nhìn thấy Trương Dương ngồi yên tại chỗ không động đậy, cô ta tức đến nỗi đấm lên người Trương Dương một cú, vào rồi. Chúng ta đá vào rồi. Trương Dương lười biếng nói, liên quan rắm gì tới anh. Cầu môn to như vậy, thằng ngốc cũng đá vào được. Hà Hâm Nhan rất mất hứng nói, đúng là kẻ mù bóng đá. Biết vậy em chẳng đi xem đá bóng với anh nữa. Trương Dương mỉm cười đưa chai nước cho cô ta, trời nóng quá, uống ngụm nước đi, em cũng nhảy nhót vậy cũng không dễ dàng gì. Hồ Nhân Như nhận lấy chai nước, uống một ngụm rồi nói, anh đó, đúng là chẳng có ý tứ gì cả, xem đá bóng thì phải nhập thần chứ. Lúc đang nói chuyện thì đội thất tinh lại đá vào, Hà Hâm Nhan bởi vì mải nói chuyện cho nên không xem được bàn thắng, bực bội lại đánh Trương Dương tiếp. Trương Dương cười nói, màn hình to kìa, trên màn hình to có chiếu lại đấy. Lúc này cũng là nghỉ giữa hiệp, trên màn hình xuất hiện quảng cáo của tập đoàn Thiên Kiêu, thân hình yểu điệu của Hà Hâm Nhan xuất hiện trên màn hình, cô ta vội vàng cúi đầu xuống, sợ ở xung quanh có người nhận ra mình, làm người nổi tiếng cũng có chỗ không tốt của người nổi tiếng. May mà sự chú ý của mọi người đều đặt lên sân bóng, rất ít người chú ý tới họ. Bởi vì nửa hiệp đầu đội thất tinh đã dẫn trước hai bàn, cho nên trận đầu này có xem nữa cũng không có gì thú vị, bằng vào thực lực của đội thất tinh hôm nay chiến thắng Thái Hồng đã là điều tất nhiên. Trương Dương chỉ vào trong sân, nói, tên to cao đen hôi đó thì ra là thủ môn của Thái Hồng. Hà Hâm Nhan kinh ngạc nói, anh quen hắn à? Trương Dương thầm nghĩ không những là quen. Lão tử còn từng đánh hắn một trận nữa ý chứ.
nhưng những lời này không nói ra được, liền mỉm cười bảo, xem đá bóng. Hà Hâm Nhan nói, anh còn thấy ai sẽ thắng? Trương Dương nói, còn cần hỏi nữa à? Hà Hâm Nhan cười bảo, hay là hai chúng ta cá đi, em ủng hộ đội Thất Tinh, anh ủng hộ đội Thái Hồng, ai thua tối nay phải mời cơm. Trương Dương cười ha ha, nói, vì sao? Đội Thất Tinh dẫn trước hai bàn rồi. Được, đằng nào thì cũng là anh mời, anh cá đội Thái Hồng thắng. Hà Hâm Nhan sở dĩ cá với hắn là bởi vì cô ta nhìn thấy Trương Dương không cảm thấy hứng thú đối với bóng đá, cho nên nghĩ cách cho hắn hứng thú thêm một chút. Nhưng Hà Hâm Nhan không ngờ rằng, sau khi hai người cá thì gió mây nghịch chuyển, nửa hiệp sau vừa bắt đầu, đội Thái Hồng đột nhiên ghi một bàn, vào phút thứ 2:15 thì san bằng tỷ số. Bầu không khí trên sân bóng lập tức thay đổi, cổ động viên của đội Thái Hồng trầm muộn cả nửa lớn trận đầu bắt đầu hăng hái, bọn họ lớn tiếng hò hét cổ vũ cho đội nhà. Trương Dương vốn không có hứng thú gì, nhưng thấy Thái Hồng không ngờ lại ghi liền hai bàn, sự chú ý cũng tập trung hơn, nhìn hai bên ở trên sân bóng ta tranh ngươi đoạt. Tình tự của cổ động viên cũng biến động theo, vào phút thứ 41 của hiệp 2, số 10 của đội Thái Hồng đột nhiên ngã trong vòng cấm địa của đội Thất Tinh, tiếng còi của trọng tài vang lên, ông ta chạy tới vòng cấm địa, chỉ tay vào chấm phạt đền. Hiện trường lập tức hỗn loạn, cổ động viên của đội Thất Tinh hét to, ngã giả vờ. Ngã giả vờ. Hà Hâm Nhan cũng kháng nghị theo, thị giác của Trương Dương so với người có mặt ở đây thì tốt hơn nhiều, hắn nhìn rõ ràng số 10 đó khẳng định là ăn vạ. Không có ai chạm vào gã cả. Cầu thủ của đội Thất Tinh vây lên, tìm trọng tài lý luận, trọng tài rất kiên quyết, căn bản không có bất kỳ sự thỏa hiệp nào, vẫn chỉ tay vào chấm phát đền, cầu thủ của đội Thất Tinh cực kỳ kích động, cầu thủ số 5 đẩy trọng tài một cái, trọng tài quyết đoán lập tức giơ thẻ đỏ về phía gã. Tình tự của người xem cũng bởi vì chiếc thẻ đỏ này mà biến thành kích động, đồng cao giọng hô trọng tài thiên vị. Hà Hâm Nhan tức đến nỗi dậm chân bình bịch. Trương Dương đại khái là lăn lộn trong thể chế lâu rồi, đối với loại hiện tượng này chỉ coi như là trẻ con chơi đùa, trên thế giới này chuyện không công bằng có quá nhiều, chuyện làm trái với lương tâm cũng rất nhiều, trọng tài thiên vị thì tính là gì? Có thể là trọng tài người ta cũng thực sự không nhìn thấy. Trọng tài chính là thẩm phán trên sân bóng, sự phán quyết của ông ta đại biểu cho sự định án cuối cùng. Số 10 của đội Thái Thồng chạy lấy đà, súng tung lưới thủ môn, tỷ số của trận đấu biến thành 3-2. Sân bóng trở nên ầm ĩ, trong tiếng mắng chửi, trong tiếng bình nước khoáng đập như mưa xuống ghế, đội Thất Tinh phát bóng, tranh thủ thời gian không còn nhiều để triển khai tấn công, tính cả thời gian bù giờ thì cũng không còn tới 7 phút. Vào thời gian bù giờ, số 9 của đội Thất Tinh dẫn bóng vượt qua 3 người xông vào vòng cấm địa, ở gần chấm phát để bị số 3 của đối phương kéo ngã, sân vận động lập tức sôi sục, fan Bình Hải bực bội lâu rồi, giờ hưng phấn tới cực điểm, đây là quả phạt đền không có gì phải tranh cãi. Trọng tài chạy vào khu cấm địa, khiến tất cả mọi người há miệng trợn mắt là ông ta rút thẻ vàng, giơ ra trước mặt số 9 của đội Thất Tinh, đây chính là xử phạt sai lầm cực kỳ rõ ràng, đội Thất Tinh mắt thấy sắp có phạt đại thì lại bị trọng tài từ chối, tình tự của tất cả cầu thủ đội Thất Tinh đều kích động, bọn họ vây lấy trọng tài bắt đầu tranh cãi. Sân bóng rơi vào cảnh hỗn loạn, tranh chấp, cầu thủ đội Thất Tinh và cầu thủ đội Thái Hồng phát sinh xung đột, không ngờ lại đánh nhau ngay trên sân bóng, vốn chỉ là chiến tranh giữa hai người. Nhưng rất nhanh liền diễn biến thành của cầu thủ giữa hai bên, cầu thủ dự bị và ban huấn luyện của hai bên cũng đánh nhau. Ở trên khán đài phía tây của sân vận động, mùi thuốc súng giữa cổ động viên của hai bên cực đậm, bởi vì ngôn ngữ bất hòa mà xung đột. Trương Dương vốn không có hứng thú gì với bóng đá, nhưng lúc này lại vô cùng hưng phấn, hắn đứng dậy nhìn về phía khán đài tây, nói với Hà Hâm Nhan, ha ha, đánh nhau rồi. Hà Hâm Nhan rất không cao hứng nhìn hắn, anh thích xem nào nhiệt như vậy thì tới giúp đi. Trên khán đài tây có cổ động đốt báo giấy, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Cảnh sát phụ trách duy trì trật tự bắt đầu chạy về phía khán đài tây, lúc này, fan ở những khán đài khác cũng chạy về khán đài tây để tăng viện, bởi vì Bình Hải là chủ nhà, cho nên cổ động viên nhiều hơn, cổ động viên của đội Thái Hồng tuy không nhiều, nhưng gần 1.000 người đều tập trung ở khán đài tây, nhất thời song phương đẩy đẩy ngã ngã cũng có thế lực quân bình. Trên sân dưới sân đều rơi vào cảnh hỗn loạn, cảnh sát xông lên khán đài tây tách cổ động viên của hai bên ra, để tránh thế cục ác hóa thêm một bước, cổ động viên ùn ùn không ngớt ùa về khán đài tây, rất nhanh chật kín như nêm. Trương Dương nhìn cảnh tượng ở khán đài tây, không ngờ bóng đá Trung Quốc chuyện nghiệp hóa chưa được bao lâu, nhưng thói xấu của lưu manh bóng đá phương Tây thì lại học được đầy đủ, khi hắn cho rằng cục thế đã được khống chế thì một cảnh bất ngờ lại phát sinh. Khán đài tây phát ra tiếng ầm ầm.
khán đài không ngờ bởi vì không chịu nổi trọng lực mà sụp đổ, tiếng hét thảm trong sân bóng vang lên không ngớt, tiếng gãy của kết cấu kinh tâm động phách, khán đài Tây ngập trong khói bụi trong nháy mắt đã thành một đống hoang tàn. Tất cả mọi người đến xem đá bóng đều chấn kinh, có phản ứng trước tiên là phóng viên có mặt ở hiện trường, bọn họ cầm máy ảnh nhanh chóng chạy về phía khán đài Tây. Con mắt đẹp của Hồ Nhân như trợn trừng lên, tràn đầy vẻ sợ hãi, chỉ có khi tận mắt nhìn thấy trận thảm kịch nhân gian này thì mới cảm thấy đau lòng, hiện trường trở nên trầm tịch. Trương Dương nhìn về phía khán đài bị sập, nhìn mấy ngàn cổ động viên đột nhiên biến mất, nội tâm hắn cũng chìm trong sự chấn kinh, hắn kịp thời phản ứng lại, gầm lên, các thanh niên, theo tôi mau đi cứu người. Trương Dương nhảy xuống dưới đi xuyên qua sân bóng chạy về phía khán đài Tây, mấy trăm thanh niên to khỏe dưới sự dẫn động của Trương Dương chạy theo hắn. Tiếng hét thảm, tiếng khóc than không ngớt vang vọng bên tai, những phóng viên chạy tới nơi đầu tiên đã tìm được vị trí tốt, bắt đầu chụp chiếu hiện trường. Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền tỉnh ủy Trần Bình Chiều lúc nhận được điện thoại thì ngay cả tay cũng run rẩy, y cố nén sự chấn kinh ở trong lòng, cái gì? Anh nói gì cơ? Đài trưởng đài truyền hình tỉnh, Phó Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền tỉnh ủy Tiếu Nguyên Bình lặp lại một lần nữa, y nói khẽ, Bộ trưởng Trần, tất cả cuộc phát sóng trong tỉnh tôi đều bắt ngừng rồi, nhưng hiện trường còn có tổ phát tin của đài truyền hình Vân An và Trung ương, chuyện này. Tôi biết rồi, không chế giới truyền thông ở hội trường, cố gắng phong tỏa tin tức. Lúc Cố Doãn Chi nhận được tin tức đang ở cùng với tỉnh trưởng Cố Doãn Chi, Bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh Tằng Lai Châu bàn bạc về vấn đề tác phong của bộ máy cán bộ Bình Hải. Ba người sau khi nghe được tin tức này, toàn bộ đều ngây ra, sự kiến khán đài sụp đổ cũng từng xảy ra ở châu Âu, nhớ năm 1985, trận đấu giữa Liverpool và Juventus cũng từng phát sinh sự kiện khán đài sụp đổ, lúc đó tử thương thảm trọng. Bọn họ đều đứng ngồi không yên, Cố Doãn Chi lớn tiếng nói, lập tức tổ chức quan binh phòng cháy chữa cháy, bộ đội cảnh sát, nhân viên y tế toàn lực ứng cứu, cố gắng hạ mức thương vong xuống thấp nhất. Tống Hoài Minh nói, Bí thư Cố, ông tọa trấn, tôi tới hiện trường xem thế nào. Cố Doãn Chi gật đầu, vỗ vai Tống Hoài Minh, muốn gì đó nhưng cuối cùng lại không nói ra được. Bộ đội phòng cháy chữa cháy tới được sân vận động thì cũng đã mất hơn 10 phút, cảnh sát và quần chúng ở hiện trường đã bắt đầu hành động giải cứu. Bọn họ dựng một bộ phận bị sập lên, để một số cổ động viên bị lấp bên dưới khán đài chui ra. Vai Trương Dương đỡ một thanh kết cấu to như cổ tay, gầm lên, mọi người cùng dùng sức nào. 1, 2, 3, hơn 10 thanh niên dùng vai của họ nâng thanh xà sắt lên. Bên dưới có hơn 40 cổ động viên bị lấp, bọn họ gào khóc, nhìn thấy thanh xà sắt được nhấc lên từng chút một, cuối cùng cũng dừng tiếng khóc, biến thành tiếng thút thít. Trương Dương lớn tiếng nói, đồng chí ở bên dưới nghe đây, các vị phải lần lượt bò ra, để phụ nữ trẻ con và người già ra trước, không được tranh nhau, nhanh. Cuối cùng thì bọn họ cũng dùng vai nâng được thanh xà lên, để lộ ra khe hở chừng 1 mét. Một bóng người nhỏ gầy bò ra trước, đây là một đứa bé 7-8 tuổi, theo sau nó là mẹ của nó, hai mẹ con bò ra bên ngoài, lập tức được quần chúng dìu ra nơi thông thoáng, ôm nhau khóc thút thít. Thanh xà nặng vô cùng, vừa mới có được 5 người bò ra thì đè cho mấy cậu thanh niên thở hổn hển, lập tức lại được người dự bị thay thế bổ sung, thế chỗ đám thanh niên này. Trương Dương thân ở phía trước nhất, áp lực phải chịu cũng lớn nhất, một thanh niên chạy tới cạnh hắn muốn thay hắn. Trương Dương lắc đầu, tôi không thể rút được, anh mau giúp cứu người đi. Hắn dùng thân thể và nhiệt huyết mở ra một thông đạo để mang tới sinh mệnh và hy vọng cho những người bị vùi lấp. Mấy phóng viên chạy tới chỗ hắn, một phát thanh viên cầm micro đi tới bên cạnh Trương Dương, chuẩn bị cảm tình xong, mang theo vẻ khóc thương nói, chúng tôi là phóng viên của Đài Trung ương, đồng chí, hành vi quên mình vì nghĩa của anh khiến người ta phải cảm động, xin hỏi tâm tình hiện tại của anh thế nào? Trương đại quan nhân tức giận nhìn phóng viên đó, nói cút sang một bên. Nữ phóng viên mặt lập tức trắng bệch, tiết mục này được truyền hình trực tiếp, mình lại bị người ta mắng cho vào mặt. Trương Dương lúc này bất kể cô ta là phóng viên từ đâu đến, cứu người còn không kịp, người con mẹ nó gây thêm loạn làm cái gì? Tiếng còi xe chữa cháy, tiếng còi xe cảnh sát liên tiếp vang lên, bầu không khí ở hiện trường biến thành cực kỳ khẩn trương, nhân viên đội phòng cháy chữa cháy mang những công cụ chuyên nghiệp gia nhập, để cao hiệu suất cứu giúp lên cực cao. Trương Dương từ trong đống hoang tàn đỡ một nam tử trung niên ra, nhìn xung quanh, thấy hiện trường thảm không nỡ nhìn, đội viên cứu hộ đang tiến hành cấp cứu trên sân bóng, mấy trăm người bị thương đều nằm trên sân cỏ. Trương Dương gia nhập vào trong đội ngũ nhân viên cấp cứu, tuy hiện trường đã có mấy chục nhân viên y hộ, có điều người bị thương lại quá nhiều, nhân thủ của họ rõ ràng là không đủ,
lại thêm hiệu suất cấp cứu của họ thực sự là quá thấp, hiện trường đang trưng tập không ít người giúp đỡ, Hà Hâm Nhan cũng trong đội ngũ cấp cứu. Trương Dương đi tới cạnh Hà Hâm Nhan, cô ta an ủi một cô gái bị gãy xương tay. Trương Dương đi tới cạnh cô ta, giúp cô gái đó xem thương thể, thuận tay điểm lên huyệt đạo của cô gái đó, dứt khoát nhanh gọn giúp nối lại chỗ xương bị gãy, bảo Hà Hâm Nhan đưa thanh nẹp và vải xô cố định lại chỗ bị gãy. Cô gái đó cắn môi nói, tôi có phải là bị gãy tay không? Trương Dương cười nói, không sao đâu, yên tâm đi, tôi giúp cô nối lại rồi. Qua 2 tháng nữa là có thể vận động như thường. Thủ pháp nối xương của Trương Đại Quan Nhân không có gì phải bàn cãi, hắn ra tay liên tiếp, giúp hơn chục người bị thương tiếp xương thành công. Nhân viên cứu hộ không ngừng chạy tới, tiếp nhận công tác giúp người bị thương. Tỉnh trưởng Bình Hải Tống Hoài Minh lúc này xuất hiện ở nơi xảy ra sự cố. Sắc mặt của y ngưng trọng, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, vừa tới đã thấy tình hình cấp cứu ở hiện trường, hiện tại đang an ủi người bị thương. Tâm tình của Tống Hoài Minh trầm trọng vô cùng, căn cứ vào sự hiểu biết sơ bộ, hiện tường đã phát hiện 12 cỗ thi thể, chuyện này nhất định sẽ chấn động toàn quốc. Điều trước tiên y nghĩ tới không phải là sĩ đồ của mình, mà là nghĩ tới những cổ động viên vô tội này, sự kiến sập khán đài lần này rốt cuộc sẽ tạo thành cảnh bao nhiêu gia đình phải chia lìa nhau. Tạo thành sự đau khổ và bất hạnh cho bao nhiêu người. Tống Hoài Minh an ủi từng người bị thương một, y nhìn thấy Trương Dương đang ở hiện trường giúp đỡ, ánh mắt của hai người chạm nhau nhưng không ai nói gì, với bầu không khí này, với tâm tình này, thực sự là không ai nói nổi điều gì. Trương Dương hét to, tỉnh trưởng Tống. Tống Hoài Minh gật đầu, lặng lẽ đứng dậy, y bước tới nơi xảy ra sự cố, khi sắp tới chỗ dây cảnh tuyến thì nhân viên đi theo nhắc nhở đầy thiện ý, tỉnh trưởng Tống, nguy hiểm. Tống Hoài Minh tức giận nhìn nhân viên đi theo, dùng ánh mắt bức lui gã. Lúc này bí thư thị ủy Đông Giang, phó tỉnh trưởng Bình Hải Lương Thiên Chính cùng với một đám thành viên ban thường ủy Đông Giang hối hả chạy đến, sắc mặt của Lương Thiên Chính trắng bệch ra, trên đường y đã nghe nói tới con số thương vong, hơn nữa con số này còn không ngừng gia tăng. Lương Thiên Chính đi tới trước mặt Tống Hoài Minh, nói khẽ tỉnh trưởng Tống, tôi tới muộn. Tống Hoài Minh nói nhỏ, chuyện đã xảy ra rồi. Sớm hay muộn cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tim Lương Thiên Chính như bị đổ chì, nặng nề vô cùng. Một tiếng hét chói tai của một nữ nhân vang lên, con trai tôi ở bên dưới. Xin các anh hãy cứu nó, cầu xin các anh. Bà ta khóc lóc quỳ xuống trước mặt nhân viên phòng cháy cháy chữa cháy, chỉ vào một cái lỗ hổng ở trước mặt, bà ta vừa rồi bò từ trong đó ra, nhưng khi con trai bò ra thì lại phát sinh sụp đổ, đứa bé rơi xuống, cái lỗ hổng nhỏ lại. Đội viên phòng cháy chữa cháy đành bất lực. Tống Hoài Minh hỏi tình huống, bảo nhân viên phòng cháy chữa cháy nghĩ phương pháp cứu giúp. Đội viên phòng cháy chữa cháy nói, tỉnh trưởng Tống, độ khó quá cao, lỗ hổng bởi vì vừa rồi bị sập mà thu nhỏ lại, ở bên dưới 3 mét rất hẹp, một đội viên của chúng tôi vừa xuống dưới, nhưng thân thể không chui vào được, chỉ đành bò lên. Chúng tôi đang nghĩ biện pháp. Giọng nói của Trương Dương ở phía sau vang lên, để tôi thử. Chương 345, tổ điều tra. Tất cả mọi người đều nhìn hắn, một cảnh sát cản Trương Dương lại ở ngoài dây cảnh giới, nói, xin lỗi đồng chí, vì sự an toàn của anh, xin anh hãy đứng ở ngoài dây giới tuyến. Tỉnh trưởng Tống Hoài Minh nhìn Trương Dương, đột nhiên nói, cứ để cho anh ta thử. Tỉnh trưởng đại nhân đã lên tiếng, tất nhiên là không có ai tiếp tục ngăn cản Trương Dương nữa, Trương Dương đi tới trước lỗ hổng, dùng đèn pin chiếu vào bên trong, có thể nghe thấy rõ bên trong có tiếng trẻ con khóc. Trương Dương nói, tôi xuống cứu nó lên. Đội viên phòng cháy chữa cháy nói, không vào được đâu, chỗ cách cửa lỗ hổng khoảng 3 mét bị bịt rồi, trừ khi là trẻ con thì mới chui qua được. Trương Dương nói, tôi làm được, thằng ôn này vào bất kỳ lúc nào cũng rất tự tin, hơn nữa sự tự tin của hắn rất dễ cảm nhiễm người khác. Tống Hoài Minh nhìn ánh mắt của Trương Dương, từ trong ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy sự tự tin cường liệt đó. Tống Hoài Minh nói, đưa đồ phòng hộ cho anh ta, để anh ta xuống. Trương Dương mang theo một cái mũ, vì đảm bảo an toàn nên vẫn buộc dây cứu sinh, đội viên phòng cháy chữa cháy dặn đi dặn lại hắn, anh phải cố gắng đừng chạm vào thứ gì ở xung quanh, bất kỳ động tác gì cũng có thể dẫn tới sự sụp đổ dây chuyền, nếu như không được thì ngàn vạn lần đừng có cố. Trương Dương cười nói, yên tâm đi, tôi hiểu mà. Trừ Tống Hoài Minh ra, trong mắt người khác thằng ôn này là đang cố tình thể hiện. Vào lúc này còn muốn kiếm vốn chính trị, có người cũng đang nghĩ. Vì kiếm vốn chính trị, mạo hiểm sinh mạng của mình, có đáng không? Cái giá này phải chăng là quá lớn? Đổi lại là mình thì có gan làm như vậy không? Đáp án rõ ràng là không rồi.
Nơi tỉnh trưởng có mặt tất nhiên là nơi được giới truyền thông đưa tin quan chú nhất, bọn họ bị cản ở vòng ngoài không thể phỏng vấn được, nhưng vẫn không ngừng chụp ảnh và quay hình. Một phóng viên lớn tiếng nói, xin hỏi tỉnh trưởng Tống, ngài có suy nghĩ gì về thảm kịch ngày hôm nay? Tống Hoài Minh sắc mặt tái xanh, căn bản không để ý đến câu hỏi của phóng viên đó, quay người lại nói với tỉnh trưởng công an Thính Vương Bá Hành, ai dám quấy nhiễu công tác ứng cứu ở hiện trường thì bắt người đó lại cho tôi, phóng viên cũng không ngoại lệ. Trong sự dõi theo của mọi người, Trương Dương tiến vào cái lỗ hổng, quả nhiên hắn bò được khoảng 3 mét thì gặp một chỗ hẹp, người bình thường không thể đi xuyên qua lỗ hổng hẹp như vậy, nhưng Trương Đại Quan Nhân lại không phải là người tầm thường, hắn vận khởi nội lực, lợi dụng xúc cốt công, khiến cho thân thể của mình biến thành mềm mại, từ trong khe hở từng chút tiến vào. Đội viên phòng cháy chữa cháy nhìn tiến triển ở bên trong hang, lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị, đội viên vừa rồi tiến vào lỗ hổng chỉ cao không tới 1m6. Lại vừa gầy vừa nhỏ mà còn không thể tiến vào, không ngờ Trương Dương thân hình cao to như vậy mà lại bò qua được lỗ hổng hẹp như vậy, bọn họ không ai hiểu nổi, Trương Đại Quan Nhân người có xúc cốt công cơ mà. Trương Dương cuối cùng cũng bò qua được lỗ hổng, đi tới bên cạnh đứa bé đó. Đứa bé trai này khoảng 5 tuổi, nằm trong bóng tối không ngừng khóc, chân phải của nó bị bê tông đè lên. Trương Dương đẩy bê tông ra, vươn tay điểm mấy chỗ huyệt đạo của đứa bé để giúp nó giảm đau. Khích lệ đứa bé trai, cậu bé, đừng sợ hãi, cháu là nam tử Hán, phải có dũng khí chứ, để chú dẫn cháu ra ngoài. Đứa bé dạ một tiếng, lau nước mắt trên mặt, Trương Dương kiểm tra thương thế trên chân nó, chắc là chỉ bị thương ngoài da, không bị ảnh hưởng tới xương. Nên trong thực sự là quá nhỏ, Trương Dương không thể cõng nó ra, chỉ có thể bảo đứa bé tự mình bò về phía trước, hắn không ngừng cổ vũ đứa bé. Đứa bé trai dùng sức bò về phía trước. Lúc đang bò thì Trương Dương lờ mờ cảm thấy mặt đất hơn chấn động, hắn khẩn trương nói, đi mau, nơi này sắp sập rồi. Người ở bên ngoài cũng rất khẩn trương, cuối cùng đầu đứa bé cũng lộ ra ngoài lỗ hổng. Đội viên phòng cháy chữa cháy vươn tay ôm nó ra, mọi người phát ra tiếng hoan hô, trong tiếng hoan hô, nơi đó liền phát sinh sụp đổ, cửa động bị lấp lại. Tống Hoài Minh ngây ra, nhìn phía trước ngập trong khói bụi, y đỏ mắt xông lên trước, nhưng bị thư ký giữ lại. Y không khỏi nhớ tới cảnh vợ năm đó táng thân trong tòa nhà sau cơn địa chấn, chuyện đó đã tạo thành vết thương, mà vết thương đó tới giờ vẫn chưa lành, chuyện lần này lại tái diễn, điều khác biệt là chuyện lần này phát sinh trên người Trương Dương. Tống Hoài Minh hiểu rõ tình cảm của con gái đối với Trương Dương, nếu như Trương Dương xảy ra chuyện, chỉ sợ giữa y và con gái cả đời này cũng không có khả năng khôi phục tình cảm cha con. Trong mắt người ngoài, tỉnh trưởng Tống đối với Trương Dương quả nhiên là không tầm thường. Hà Hâm Nhan đứng ở trong đám người nhìn từ xa, cô ta không được phép tiến vào phạm vi dây cảnh giới, khi cô ta nhìn thấy Trương Dương vẫn chưa an toàn rút lui mà lại một lần nữa phát sinh sụp đổ, cả thế giới lập tức quay cuồng, cô ta chỉ hét lên được một tiếng, Trương Dương, rồi ngất xỉu. Đám đội viên phòng cháy chữa cháy đợi khói bụi lắng đi, xông tới trước cửa lỗ hổng vừa rồi, hét vào bên trong, không lâu sau liền nghe thấy bên trong có tiếng nói của Trương Dương, tôi ở bên trong, mở cửa vào ra, tôi muốn ra ngoài. Quan binh vi quan đều cất tiếng hoan hô, bọn họ lợi dụng công cụ trong tay mở rộng cửa vào. Sụp đổ không đập lên người Trương Dương, nơi mà hắn đứng rất may mắn thoát khỏi một kiếp, có điều cửa vào thì lại bị lấp. Các quan binh phấn đấu một tiếng đồng hồ, lúc này mới thành công giải cứu được Trương Dương ra, trong cả quá trình giải cứu, tỉnh trưởng Tống Hoài Minh đều đứng đó quan sát, lúc này trời đổ mưa, thư ký mở ô đi tới, nhưng lại bị Tống Hoài Minh đẩy ra. Cho tới khi Trương Dương người ngợm đầy bụi bặm xuất hiện trước mặt mọi người, tất cả mới yên tâm. Nữ phóng viên lại một lần nữa cầm micro dũng cảm xông tới, làm cái nghề này phải có tinh thần bất khuất, đồng chí, chào anh, xin hỏi hiện tại anh có suy nghĩ gì? Ở trước mặt nhiều người như vậy, Trương Đại Quan Nhân không mắng cô ta, cố nặn ra vẻ mặt quan tâm, đứa bé đó có sao không? Nói xong hắn gạt micro sang một bên, bước về phía Tống Hoài Minh, rất nhanh liền có cảnh sát cản các phóng viên lại. Tống Hoài Minh mấp máy môi, mặt đầy vẻ kích động nhìn Trương Dương, nhưng vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt của ông ta nói rõ tất cả. Trận mưa xuân này tới rất không đúng lúc, làm tăng thêm không ít khó khăn cho công tác cứu hộ. Trước khi trời tối, con số tử vong được xác nhận lên tới 23 người, bị thương 152 người, hiện trường mất tích 26 người, cuộc tìm kiếm và giải cứu vẫn đang tiến hành. Tống Hoài Minh đi tới văn phòng quản lý ở bên trong sân vận động. Ở nơi này thành lập một bộ chỉ huy giải cứu lâm thời, bí thư thị ủy Đông Giang Lương Thương Chính, thính trưởng công an Thính Vương Bá Hành, chủ nhiệm ủy ban thể thao tỉnh Huệ Kính Dân,
các lãnh đạo liên quan của chính phủ thành phố thị ủy Đông Giang toàn bộ đều vào trong văn phòng, cái văn phòng không tới 20 mét vuông này lập tức lộ ra vẻ chật chội, trong lòng mỗi người đều có một áp lực không nói thành lời. Tống Hoài Minh không ngồi, những người khác đương nhiên không dám ngồi. Hai tay của Tống Hoài Minh chống lên mặt bàn, lúc này y mới cảm thấy mình đã mệt rồi, y ở bên ngoài đứng cả 4 tiếng trời, giọng nói có chút khàn khàn, tiếp tục giải cứu, cho dù là có một người mất tích thì cũng phải tiếp tục công tác giải cứu, nhất thiết phải chứng thực tình huống của người chết và người bị thương, thông chi cho bệnh viện tương quan, cung cấp trị liệu tốt nhất, chiếu cố tận tâm nhất, chính phủ chúng ta sẽ thanh toán chi phí vì thảm kịch lần này. Khóe miệng Lương Thiên Chính mấp máy, nhưng vẫn không nói gì, y nghe thấy hai từ thanh toán, liền biết rằng người đứng mũi chịu sào là thành phố Đông Giang, y thân là lãnh đạo số một của Đông Giang khó tránh được trách nhiệm. Thính trưởng công an Thính Vương Bá Hành nói, sự kiện lần này nhất định phải chứng thực trách nhiệm, cổ động viên vì sao lại nảy sinh bạo loạn, rốt cuộc là phát sinh chuyện gì? Khán đài vì sao lại sập? Sự kiện sập khán đài lần này có 3 chiến sĩ võ cảnh tuấn chức, Vương Bá Hành cũng có chút phẫn nộ. Tống Hoài Minh nói, hiện tại không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, vấn đề chủ yếu nhất là cứu người, bình tức ảnh hưởng lần này, còn trách nhiệm, tôi bảo đảm sẽ truy cứu tới cùng. Lời nói của Tống Hoài Minh khiến rất nhiều người có mặt ở đây không rét mà run. Trương Dương ở hiện trường cấp cứu tìm thấy Hà Hâm Nhan, cô bởi vì bị kích động do Trương Dương bị chôn trong đống đổ nát mà ngất đi, lúc này vừa tỉnh lại, đang không nghe lời khuyên bảo của hộ sĩ, liều mạng muốn tới khu cảnh giới. Khi nhìn thấy Trương Dương xuất hiện ở trước mặt, dùng sức dụi dụi mắt, xác định chắc chắn là Trương Dương, mới khóc lóc chạy tới, lao vào lòng Trương Dương ôm chặt lấy hắn, mưa gió càng lúc càng to nhưng không thể phân tách hai người. Cục diện ở hiện trường cơ bản đã được khống chế, võ cảnh bắt đầu sơ tán quần chúng không bị thương, Trương Dương và Hà Hâm Nhan ở lại cũng không để làm gì, sau khi đăng ký lệ hành liền rời khỏi sân vận động. Tiến vào xe Jeep của Trương Dương. Hà Hâm Nhan kinh hồn chưa định quay người lại nhìn sân vận động, cô ta cắn chặt môi, nói, hôm nay không biết có bao nhiêu người chết. Trương Dương mở radio, nghe thấy báo cáo về thương vong, tin tức mới nhất, sự kiện khán đài của sân vận động Đông Giang bị sập đã tạo thành 23 người thương vong, 152 người bị thương, 26 người mất tích, đây là một bi kịch. Hồ Nhân như mắt lệ chứa chan, nói, đáng thương quá. Trương Dương sau khi lái xe đi, lưu ý thấy mấy trăm người đều ngồi ở bãi cỏ bên ngoài sân vận động, ngồi lặng lẽ, rơi lệ lặng lẽ, từ trên cách ăn mặc có thể nhìn ra những người này đều là cổ động viên tới từ Vân An. Cố Doãn Chi ngồi trong văn phòng, nghe thấy con số thương vong trong TV, sắc mặt âm u giống như là trời đêm, thư ký không dám làm phiền ông ta, cầm văn kiện vừa nhận được trong tay, căng thẳng đứng ở bên cạnh. Cố Doãn Chi trầm giọng hỏi, có chuyện gì à? Thư ký gật đầu. Bước tới đưa con số thương vong sau khi được xác nhận cho ông ta. Cố Doãn Chi đọc một lượt, có chút đau khổ nhắm mắt lại, một lát sau mới nói khẽ thông chi cho lãnh đạo chủ yếu của Ủy ban Kỷ luật và Công an Thính, tới phòng hội nghị họp. Sự đau đớn và bực bội ở trong lòng Cố Doãn Chi khó có thể miêu tả được, ông ta rất muốn bình ổn quá độ trong thời gian tại nhiệm cuối cùng, nhưng không ngờ lại cứ xảy ra chuyện, sự kiện thảm kịch này xuất hiện ở Đông Giang, xuất hiện ở ngay dưới mí mắt của ông ta. Một trận đá bóng rất bình thường diễn biến thành một thảm kịch nhân gian như vậy, bất kỳ ai cũng không ngờ tới. Bí thư Ủy ban Kỷ luật Tằng Lai Châu, Phó Bí thư Lưu Diễm Hồng, Phó Thính trưởng Công an Thính Điền Khánh Long, Phó Thính trưởng Công an Thính Tề Ba đều tới phòng hội nghị. Bọn họ đã lờ mờ đoán được mục đích mà Cố Doãn Chi gọi họ tới, Bí thư Cố đã tức giận rồi, lần này ông ta phải truy cứu trách nhiệm. Cố Doãn Chi bước vào phòng hội nghị, ông ta uống một ngụm nước. Thư ký ghé vào tai ông ta nói nhỏ, Thính trưởng Vương đang tới. Cố Doãn Chi nói, đợi anh ta. Đồng chí Bá Hành từ hiện trường tới, anh ta hiểu rõ về tình huống ở hiện trường. Khoảng 5 phút sau, Vương Bá Hành tới phòng hội nghị, y bỏ mũ cảnh sát ra, treo lên giá áo, cảnh phục trên người cũng ướt nhẹp, giày dính không ít bùn đất. Cố Doãn Chi chỉ vào vị trí ở bên cạnh mình. Vương Bá Hành ngồi xuống, hổn hển nói, Bí thư Cố. Tình huống hiện trường trên cơ bản đã được khống chế rồi, còn có 22 người mất tích, đang tiến hành công tác tìm kiếm. Cố Doãn Chi gật đầu. Vương Bá Hành nói, nhân số thương vong đã tăng lên 27 người. Cũng là nói 4 người tìm được toàn bộ đều đã chết. Cố Doãn Chi hai tay nắm chặt chén trà, muốn từ trên chén trà tìm được chút hơi ấm, ông ta trầm mặc một lát rồi mới nói, tình huống cụ thể là thế nào. Vương Bá Hành nói, căn cứ vào hiểu biết sơ bộ của tôi. Tình huống lúc đó là thế này,
đội Thất Tinh của Bình Hải và đội Thái Hồng của Vân Nam đang thi đấu bóng đá, nửa hiệp đầu rất bình thường, nhưng nửa hiệp sau có một quả phạt đền gây tranh cãi, cũng chính là quả phạt đền này đã khiến cổ động viên Bình Hải tức giận, lúc đó bầu không khí trong sân vận động đã có chút không ổn, đợi tới phút bù giờ, trọng tài chính lại đưa ra một quyết định gây tranh cãi, từ chối một quả phạt đền của đội Thất Tinh, dẫn tới cầu thủ đội Thất Tinh vây công trọng tài. Tình tự ở ngoài sân cũng bởi vì sự xung đột của họ mà bị kích hóa. Khán đài Tây là khán đài mới xây, cũng là nơi có nhiều cổ động viên của đội Thái Hồng Vân An nhất, cổ động viên hai bên phát sinh xung đột, chiến sĩ võ cảnh duy trì trật tự muốn bình thức sự xung đột của họ, hiện trường rất hỗn loạn, đúng vào lúc này thì khán đài bị sập. Cố Doãn Chi nói, khán đài đang yên đang lành sao lại sập? Có phải là chất lượng công trình có vấn đề không? Vương Bá Hành nói, hiện tại vẫn rất khó nói, có điều từ tình huống nắm được hiện tại cho thấy, chất lượng thi công chắc là tồn tại một chút vấn đề. Cố Doãn Chi tức giận nói, đây không phải là khán đài mà là điện Diêm La. Mấy chục sinh mạng cứ vậy mất đi. Vương Bá Hành nói, phiền phức nhất là trong người chết đại đa số là cổ động viên tới từ tỉnh Vân An, hiện tại bên ngoài sân vọng động, cổ động viên của tỉnh Vân An đang ngồi yên lặng có tổ chức, yêu cầu chúng ta đưa ra một lời giải thích. Cố Doãn Chi vừa rồi đã nhận được điện thoại của Bí thư tỉnh ủy Vân An Kiều Trấn Lương, trong điện thoại Cố Doãn Chi đã đảm bảo với Kiều Trấn Lương, nhất định sẽ tận hết nỗ lực cứu chữa tất cả cổ động viên. Cố Doãn Chi hiểu rằng, chuyện lần này có ảnh hưởng rất xấu, nếu như không tiến hành xử lý kịp thời, thì không biết phải ăn nói thế nào với phía tỉnh Vân An và bách tính Bình Hải. Ông ta nhanh chóng đưa ra quyết định, lập tức thành lập tổ điều tra, do Công an Thính và Ủy ban Kỷ luật Liên hợp hành động. Triệt để tra ra tất cả nguyên nhân ở sau chuyện này, tôi cho các anh 3 ngày, trong 3 ngày phải đưa cho tôi một kết quả. Bí thư Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tằng Lai Châu kiến nghị, tôi thấy tổ điều tra lần này vẫn là do đồng chí Diễm Hồng dẫn đầu. Lâm Đình trong lòng có chút bực bội, Tằng Lai Châu cứ gặp chuyện là y rằng lui ra sau, mình lần này bất đắc dĩ phải làm quan tiên phong. Cố Doãn Chi hiểu rất rõ về năng lực của Lưu Diễm Hồng, ông ta gật đầu, chuyện sang nói với Vương Bá Hành, thế còn phía tỉnh Thính. Vương Bá Hành nói, lần này để đồng chí trẻ tuổi xử lý đi, đồng chí Tề Ba phụ trách. Cố Doãn Chi nói, được, tổ điều tra lần này do đồng chí Lưu Diễm Hồng và Tề Ba dẫn đầu, đồng chí Lưu Diễm Hồng làm tổ trưởng, Tề Ba làm phó tổ trưởng, vẫn là câu nói vừa rồi, tôi cấp cho các vị thượng phương bảo kiếm, chuyện này phải tra rõ cho tôi, bất kể là liên quan tới ai, tuyệt không bao che, không có bất kỳ nhân tình gì để nói cả, nhưng, hai người cũng phải nhớ cho tôi, 3 ngày, tôi chỉ cho các người 3 ngày. Sau 3 ngày tôi vẫn ở đây, đợi kết quả mà hai người hồi báo. Cố Doãn Chi nói xong câu này liền rời khỏi phòng hội nghị. Lưu Diễm Hồng và Tề Ba nhìn nhau, hai bên đều lộ ra vẻ đành chịu. Lưu Diễm Hồng làm ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh nhiều năm, bằng vào trực giác của cô ta đã cảm thấy chuyện lần này có liên đới cực kỳ phức tạp, áp lực mà họ phải đối diện là rất lớn. Khi Lưu Diễm Hồng và Tằng Lai Châu cùng nhau quay về Ủy ban Kỷ luật, Lưu Diễm Hồng không khỏi oán trách, Bí thư Tằng. Lần này lại đẩy tôi ra, Ủy ban Kỷ luật đâu phải chỉ có mình tôi là phó bí thư. Tằng Lai Châu dừng bước, quay sang Lưu Diễm Hồng, nói Tiểu Lưu, cô có biết công trình khán đài của sân vận động là ai nhận xây không? Lưu Diễm Hồng hơi ngây ra, ai? Tập đoàn Phong Dụ của Lương Thành Long. Hai mắt Lưu Diễm Hồng trợn tròn lên, Lương Thành Long ư. Tằng Lai Châu gật đầu, Lương Thành Long là cháu ruột của bí thư thị ủy Đông Giang Lương Thiên Chính. Lương Thiên Chính trước giờ còn quý đứa cháu này hơn cả con trai, sau khi nghe thấy chuyện khán đài sập, phản ứng đầu tiên của Tằng Lai Châu chính là chuyện này phiền phức rồi, đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến y tránh khỏi chuyện này. Lưu Diễm Hồng ở trong Ủy ban Kỷ luật tỉnh nổi danh là thiết diện vô tư, cô ta không sợ đắc tội với người ta, chuyện này do cô ta xử lý là hợp lý nhất, nhưng trong lòng Lưu Diễm Hồng rất khó chịu, Tằng Lai Châu hơi quá đáng rồi, biết rằng trước mặt là cái hố mà lại đẩy mình vào. Nhưng người ta là bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh, mình chỉ là phó chức, chỉ đành chịu áp lực thôi. Lưu Diễm Hồng cố nhịn sự phẫn nộ ở trong lòng, thỉnh giáo Tằng Lai Châu, bí thư Tằng, ông cho rằng chuyện này tôi nên bắt đầu từ đâu. Tằng Lai Châu nói, nhiều người chết như vậy, có giấu cũng không được, bí thư Cố trước khi về hưu lại xảy ra chuyện này, lại là vấn đề liên quan tới hai tỉnh, từ thái độ vừa rồi của ông ta, khẳng định là muốn tra tới cùng. Tra đi, vấn đề tra ra thế nào thì thế nấy. Tôi thấy những nhân viên có liên quan lần này không ai chạy được đâu. Lưu Diễm Hồng nghĩ thầm trong lòng, ông nói nghe thì dễ dàng lắm, đã nhìn thấu triệt như vậy, bản thân ông sao không làm thống soái đi. Cớ gì cứ đẩy tôi vào, trong lòng thì ai oán,
nhưng những lời này không thể nói ra ngoài miệng được. Phó thính trưởng của công an Thính Tề Ba từ phía sau đi tới, Tằng Lai Châu cười cười với y, rồi quay người đi trước. Tề Ba nói, bí thư Lưu. Lưu Diễm Hồng gật đầu, Tề Ba mặt mày sầu não, ai mà ngờ được chuyện đắc tội với người ta lại rơi lên đầu mình, công tác chuyên chức của y là điều tra hình sự, tổ điều tra lần này rất phức tạp, không chỉ là đấu với tội phạm, mà còn phải đấu với những quan hệ phức tạp, rối ren ở phía sau. Lưu Diễm Hồng xuất thân từ công tác ủy ban kỷ luật, loại chuyện này cô ta làm tốt hơn mình, cho nên Tề Ba trước tiên tìm cô ta thương lượng. Tề Ba và Lưu Diễm Hồng đi vừa nói chuyện, Tề Ba nói, bí thư Lưu, chúng ta nên bắt đầu điều tra từ đâu đây? Lưu Diễm Hồng cười nói, phá án hành chính là thế mạnh của anh, sao giờ anh lại đi hỏi tôi? Tề Ba nói, bí thư Cố lần này đúng là bốc hỏa rồi, thời gian 3 ngày quá cấp bách, muốn điều tra được rõ cả chuyện này thì tôi thấy khó lắm. Lưu Diễm Hồng nói, chỉ bằng vào hai chúng ta thì khẳng định là không được, cần phải tìm thêm mấy trợ thủ. Tề Ba nói, tôi lập tức rút ra mấy cảnh sát đắc lực để hiệp trợ điều tra. Lưu Diễm Hồng đột nhiên nghĩ tới Trương Dương, cô ta cũng không biết mình vì sao lại nghĩ tới Trương Dương, có thể là Trương Dương xử lý vụ án giới đấu ở núi Thanh Đài khiến cho cô ta nhận thức được năng lực của Trương Dương, cô ta rất hân thưởng hắn, vào những lúc như thế này, phải tìm một trợ thủ làm việc quyết đoán, năng lực xuất chúng. Hơn nữa Trương Dương là con rể tương lai của tỉnh trưởng Tống Hoài Minh, lại là con nuôi của Phó Thủ tướng Văn, hắn giúp mình, nhiều việc sẽ được làm tốt hơn nhiều. Khi chuông điện thoại reo, Trương Dương và Hà Hâm Nhan đang quấn lấy nhau ở trong một căn phòng của khách sạn, tận mắt nhìn thấy thảm kịch khán đài của sân vận động đổ sập, khiến cho trong lòng họ vô cùng ám ảnh, bọn họ thông qua loại phương thức này để phát tiết và làm hòa hoãn tình tự của mình. Bộ ngực đầy đặn của Hà Hâm Nhan phập phồng kịch liệt. Đôi chân thon dài quấn lấy người Trương Dương không cho hắn nhận điện thoại, thân hình của Trương Đại Quan Nhân ra sức dướn lên trước, Hồ Nhân Như cắn chặt môi, cánh mũi xinh đẹp phập phồng không ngừng, Trương Dương nói nhỏ phải bắt máy, nói không chừng có chuyện gì đó quan trọng. Hà Hâm Nhan không khỏi u oán nhìn hắn một cái, bũi môi, chân hơi thả lỏng ra, Trương Dương thò tay lấy điện thoại, cô ta lại dùng sức kẹp một cái, Trương Đại Quan Nhân mất thăng bằng lại ngã lên thân thể thơm ngát của cô ta, lúc này di động dừng chuông. Hà Hâm Nhan dí dỏm chớp chớp mắt. Trương Dương làm ra bộ dạng hung thần ác sát, cô bé, xem anh thu thập em thế nào nhé. Hà Hâm Nhan trông rất đáng thương nói, đừng mà. Trương Đại Quan Nhân lộ ra nụ cười lang sói cái đó. Hiện tại hối hận cũng muộn rồi. Di động lại đổ chuông, lần này Hà Hâm Nhan không ngăn cản Trương Dương nữa. Trương Dương cầm điện thoại, alo. Giọng nói của Lưu Diễm Hồng từ trong di động vang lên, Trương Dương. Đang ở đâu đấy? Trương Dương nói, đang tập thể dục. Hà Hâm Nhan ôm chặt lấy hắn, thân hình của hai người dán chặt vào nhau. Lưu Diễm Hồng nói, một tiếng nữa, ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh có hội nghị, cậu tới tham gia nhé. Gì cơ, Trương Dương ngây ra, Ủy ban Kỷ luật tỉnh họp thì có liên quan gì tới mình? Chẳng lẽ sự kiện giới đấu núi Thanh Đài vẫn chưa xong à? Nhưng lập tức lại thấy không có khả năng, chuyện đã trần ai lạc định rồi, không thể nào lại nổi sóng gió nữa. Lưu Diễm Hồng nói, liên quan tới chuyện khán đài sân vận động bị sập, cậu chuẩn bị đi, tới nhanh đó. Trương Dương có chút mê hoặc gác điện thoại, hắn thực sự nghĩ không thấy khán đài sân vận động sập thì có liên quan gì tới mình. Hồ Nhân Như cười khẽ, phải đi à? Trương Dương gật đầu, lập tức nụ cười giữ tợn lại hiện ra ở trên mặt, ra ngoài thì trước tiên cũng phải thu thập em đã. Đừng! Trong phòng họp của Ủy ban Kỷ luật tỉnh đèn đuốc sáng trưng. Phó Bí thư Ủy ban Kỷ luật Lưu Diễm Hồng, Ủy viên Ủy ban Kỷ luật Bành Á Thanh, Phó Thính trưởng Công an Thính Tề Ba, hai trưởng ban của Ban Điều tra Hình sự Công an Thính tỉnh là Trường Hứa Lương và Dương Nghệ Văn toàn bộ đều tới rồi. Trương Dương đến chậm 10 phút so với thời gian dự định, thằng ôn này còn bận giáo huấn Hà Hâm Nhan, khiến cho cô bé này phải ngoan ngoan nghe lời, liên tiếp xin tha thì mới quyến luyến không nỡ xa rời đến họp. Lưu Diễm Hồng nhìn đồng hồ, tỏ ý bảo Trương Dương tới ngồi cạnh mình. Lưu Diễm Hồng nói, đến đủ rồi, Á Thanh, cậu báo cáo lại tình huống hiện tại cho mọi người đi. Bành Á Thanh hắng giọng, nói, vừa mới giải cứu được 2 người, hiện tại người mất tích còn 20, nhân số tử vong là 27, bị thương 153, trong đó có 38 người trọng thương. Lưu Diễm Hồng nói, sự kiện sập khán đài sân bóng lần này là một sự kiện ác liệt chưa từng có của Bình Hải từ khi lập nước đến nay, Bí thư Cố yêu cầu chúng ta thành lập tổ điều tra. Bắt chúng ta trong 3 ngày phải điều tra rõ tất cả tình huống, phàm là nhân viên có liên quan tới chuyện này, chúng ta phải tra tới cùng.
Trương Dương hiện tại mới hiểu, Lưu Diễm Hồng gặp nan đề rồi, cô ta nhớ tới mình, Trương Dương vốn cũng rất hiếu kỳ với chuyện này, không hề chống lại chuyện gia nhập tổ điều tra. Lưu Diễm Hồng nói, tổ trương tổ điều tra do tôi đảm nhiệm, đồng chí Tề Ba đảm nhiệm phó tổ trưởng, phía ủy ban kỷ luật có Bành Á Thanh, Trương Dương, phía công an thính có hai đồng chí Hứa Lương và Dương Nghệ Văn. Cô ta giới thiệu thân phận của hai bên một lượt rồi nói, thời gian mà bí thư Cố cho chúng ta không nhiều, công tác điều tra của chúng ta tiến hành chia đầu người, ủy ban kỷ luật phụ trách điều tra trách nhiệm mà những quan viên liên quan phải gánh vác trong chuyện này, phía công an thính thì phụ trách điều tra tìm chứng cớ, điều tra rõ vấn đề chất lượng công trình của khán đài sân vận động, cùng với phía sau trận bóng dẫn tới bạo loạn này có nội tình đen tối gì hay không. Tề Ba nói, chúng tôi lập tức sẽ điều tra. Cuộc điều tra lần này sẽ liên quan tới rất nhiều phương diện, tôi đã sai người đi tiến hành điều tra cầu thủ và nhân viên quản lý của hai câu lạc bộ rồi, còn thương nhân nhận thầu xây dựng, vẫn là liên hợp ra mặt là tốt nhất. Công trình tu sửa sân vận động là tập đoàn Phong Dụ nhận làm, Tề Ba sở dĩ đều xuất liên hợp ra mặt, là bởi vì suy nghĩ tới chủ tịch tập đoàn Phong Dụ là Lương Thành Long, mà Lương Thành Long thì lại là cháu ruột của Phó Tỉnh trưởng Bình Hải, Bí thư Thị ủy Đông Giang. Lưu Diễm Hồng đương nhiên hiểu Tề Ba có chủ ý gì, đối với loại tác phong lo trước lo sau trên công tác của Tề Ba có chút phản cảm, hơi nhíu mày, nói thính trưởng Tề, tôi nghĩ anh không hiểu ý của tôi rồi, nhiệm vụ của các anh là tìm kiếm chứng cớ, những công tác khác thì để chúng tôi làm. Hội nghị tiến hành nửa tiếng, Tề Ba dẫn hai đồng chí của công an thính đi trước. Lưu Diễm Hồng bảo Bành Á Thanh chỉnh lý tài liệu, trong phòng họp chỉ còn lại cô ta và Trương Dương. Trương Dương nói, chuyện này hình như không đơn giản, bí thư Lưu, quan hệ mượn dùng của chúng ta đã kết thúc rồi, cô sao lại muốn kéo tôi vào? Lưu Diễm Hồng nói, Trương Dương, chuyện lần này rất phiền phức, mạng lưới quan hệ liên quan quá nhiều, cho nên tôi mới muốn cậu gia nhập, cậu thẳng thắn, không có nhiều lo ngại, sẽ không nghĩ tới việc nể mặt hay nhân tình quá nhiều, chỉ có như vậy mới có thể làm tốt công tác lần này. Trương Dương nói, kỳ thực tôi hiểu mà, chính là chuyện đi đắc tội với người ta. Người khác không nguyện ý làm, nên cô mới nghĩ đến tôi thôi. Lưu Diễm Hồng chân thành nói, Trương Dương, hiện tại là lúc khó khăn nhất của tỉnh trưởng Tống, cậu không giúp ông ta phân ưu, thì còn ai giúp nữa đây? Lưu Diễm Hồng quả là lợi hại, trước tiên là giảng đạo lý, sau đó là giảng nhân tình, cô ta nhìn ra Trương Dương tuy lộ ra vẻ bất cần đời, nhưng thằng ôn này lại trọng tình cảm, giảng nghĩa khí, chỉ cần lợi dụng tình thân để lôi kéo, hắn khẳng định là không có gì để nói. Trương Dương quả nhiên gật đầu, đích xác, thảm kích ở sân vận động khiến cho Tống Hoài Minh lâm vào cục diện nghiêm trọng chưa từng có, mình thân là ban trai của Yên Nhiên, con rể tương lai của Tống Hoài Minh, đích xác là không thể khoanh tay đứng nhìn. Lưu Diễm Hồng từ vẻ mặt của Trương Dương nhìn ra hắn đã đáp ứng gia nhập tổ điều tra một cách vô điều kiện, Lưu Diễm Hồng đứng dậy, nói, đi thôi, tôi mời cậu ăn khuya. Không nói tới cái khác, Trương Đại Quan Nhân vừa rồi vì giáo huấn Hà Hâm Nhan nên tốn mất một phen thể lực, tinh lực. Giờ thực sự hơi đói rồi, là lúc nên bổ sung thêm năng lượng, hắn mỉm cười, nói, bí thư Lưu mời ăn, đúng là vinh hạnh. Lưu Diễm Hồng cười nói, bớt ba hoa đi, ăn no thì mới có sức mà làm việc. Lưu Diễm Hồng mời Trương Dương tới Tần Thị Sa Hoa ở đối diện, gọi bốn Sa Hoa, Trương Dương gọi một chai bia, rót cho Lưu Diễm Hồng một cốc, bí thư Lưu, không, dì Lưu, ở đây chỉ có hai chúng ta, dì cũng đừng giấu nữa, chúng ta rốt cuộc là phải tra cái gì. Nên bắt đầu từ đâu? Dì nói rõ với cháu đi. Lưu Diễm Hồng uống một ngụm bia, nói Trương Dương, có những lời vừa rồi tôi không tiện nói, khái đài sân vận động sập, trước tiên là phải truy cứu trách nhiệm phía thi công, mà công trình tu sửa khán đài sân vận động Đông Giang chính là tập đoàn Phong Dụ nhận xây. Trương Dương ngây ra, cốc bia đã đưa tới miệng lại bỏ xuống, hắn ngạc nhiên nói, Lương Thành Long. Lưu Diễm Hồng gật đầu, đồng chí của công an thính phụ trách siêu tập chứng cứ. Từ tình huống trước mắt mà chúng tôi nắm được, tập đoàn Phong Dụ lần này khẳng định là phải chịu trách nhiệm. Trương Dương trầm mặc, vừa mới bắt đầu hắn đã gặp phải một vấn đề lớn, Lương Thành Long là bạn của hắn, lần này hắn đứng trên lập trường của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, thế ắt phải đứng ở thế đối lập với Lương Thành Long. Lưu Diễm Hồng nói, tôi biết giữa cậu và Lương Thành Long có quan hệ tốt, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể giảng nhân tình, nhất định phải điều tra thật công bình công chính, không cho phép bất kỳ thành phần tình cảm cá nhân nào xen vào trong. Trương Dương nói, dì yên tâm đi, nhiều sinh mạng vô tội như vậy mất đi không phải là chuyện nhỏ, nếu như là trách nhiệm của Lương Thành Long, vậy thì gã nên gánh tất cả hậu quả. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 345.